Đô thị mạnh nhất Hoàn Khố. Diệp Thần Phong. Chương 601, hành động bắt đầu. Mặn mặn nước mắt theo gò má không ngừng chảy vào Bạch Tuyết Linh trong miệng, liền chính cô ta cũng không biết vì sao muốn khóc. Vì sao muốn khóc thương tâm như vậy, chỉ là nàng trong lúc bất chợt đặc biệt muốn khóc mà thôi. Nhất là nghĩ đến trước đây nàng hỏi Diệp Thần Phong có biết hay không Binh Vương Tổ trong có cái mang mặt nạ nam nhân. Diệp Thần Phong không gì sánh được thẳng thắn trả lời, một màn này như một bả lợi kiếm đâm vào trái tim của nàng trong, có thể dùng trái tim của nàng một trận lại một trận quặn đau, cách đó không xa thao luyện trường thượng thỉnh thoảng truyền đến tiếng động lớn tiếng ồn ào, bất quá, đây hết thảy dường như đều không có quan hệ gì với Bạch Tuyết Linh, nàng chỉ là không ngừng rơi lệ, không ngừng rơi lệ. Khoảng chừng 5 phút sau, Bạch Tuyết Linh trắng mịn ngọc thủ sát sát bị nước mắt đầy trắng nõn khuôn mặt, miệng hơi cổ khởi. Trong lỗ mũi khí tức rất gấp xúc, khẩu trung khẽ kêu đạo, Diệp Thần Phong, người hỗn đản, người hỗn đản, người hỗn đản, người là rùa vương bát đản, người vì sao không nói cho ta, người chính là ban đầu ở Thái Bình Sơn Mạch Trung cái kia mặt nạ nam nhân. Lẽ nào bị ta Bạch Tuyết Linh thích là một cái những người chuyện mất mặt sao? Bạch Tuyết Linh chăm chú cắn hàm răng, bộ ngực cao ngất trên dưới phập phồng, hiện tại nàng xác định bản thân thật là yêu thượng Diệp Thần Phong. Hơn nữa còn là rất ái một loại, nàng không muốn đang trốn tránh trong lòng ý tưởng chân thật. Trong đầu nhớ lại, ban đầu ở khắp trời đầy sao hạ, nàng chăm chú cắn Diệp Thần Phong vai, mà Diệp Thần Phong lại là mặc cho nàng phát tiết, sững sờ là từ đầu tới đuôi không có hàng một tiếng. Khi đó nàng là bất lực nhất, cần nhất người quan tâm thời gian, khi đó nàng mất đi Bạch Gia quang hoàn, biểu hiện ra làm bộ kiên cường, trong lòng kỳ thực sớm hỏng mất. Mà Diệp Thần Phong tự dùng cái này loại không tiếng động phương thức an ủi nàng. Tại cái này sau đó, Diệp Thần Phong lại giúp nàng cứu tỉnh ra ra, cứu vãn Bạch ra, nếu như không có Diệp Thần Phong lời nói. Sợ rằng nàng Bạch Tuyết Linh sớm tự trở thành một tùy ý nam nhân phát tiết công cụ. Rất nhiều Bạch Tuyết Linh đã từng không dám đối mặt, nhiều lần trốn tránh vấn đề, tại nàng biết được mặt nạ nam nhân chính là Diệp Thần Phong sau, tại nàng hy lý hồ đồ khóc giống một hồi sau. Nàng không lại lựa chọn trốn tránh. Nàng biết bản thân yêu Diệp Thần Phong, nàng hận không thể lập tức nhìn thấy Diệp Thần Phong, sau đó, ôm chặt lấy Diệp Thần Phong, nói với Diệp Thần Phong một câu, ta yêu ngươi. Đến nỗi Diệp Thần Phong có chấp nhận hay không nàng, cái này không ở Bạch Tuyết Linh lo lắng trong phạm vi. Nàng thầm nghĩ đem trong nội tâm cái này loại tình yêu truyền đạt cho Diệp Thần Phong biết. Bạch Tuyết Linh lập tức từ trong túi lấy ra điện thoại di động. Tại tìm kiếm đến Diệp Thần Phong số điện thoại di động sau, nàng hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi từ trong miệng phun ra, không hiểu khẩn trương nhấn gọi thông kiện, thế nhưng tại trong lòng nàng nghĩ ngợi nên thế nào đổi giọng thời gian. Chỉ nghe thấy trong điện thoại truyền đến, một cái máy móc thức thanh âm, xin lỗi, số điện thoại hiện tại không liên lạc được, xin gọi lại sau. Bạch Tuyết Linh tức khắc lại thở dài một hơi, cầm điện thoại di động cái tay kia bàn tay điên cuồng mạo hiểm mồ hôi. Nghĩ nàng đường đường kinh thành đệ nhất mỹ nữ, lúc nào cấp một người nam nhân gọi điện thoại thời gian hội như vậy khẩn trương. Thông thường cũng chỉ có đối phương khẩn trương lời nói không có mạch lạc phần. Diệp Thần Phong, ta nhất định phải làm mặt hỏi ngươi, lẽ nào ta Bạch Tuyết Linh rất kém cỏi sao? Ngươi không phải tại M Quốc sao? Ta hiện tại lập tức tự đi M Quốc, cho dù đào địa ba thước cũng muốn tướng ngươi tìm cho ra. Bạch Tuyết Linh lời thề son sắt lẩm bẩm. Trở lại thao luyện trường bên cạnh thính phòng, Bạch Tuyết Linh lập tức đúng Bạch Hồng Phương, nói rằng, ra ra, ta rời khỏi nơi này trước, nhìn những. Này đại nam nhân đánh tới đánh lui rất không có ý nghĩa. Bạch Hồng Phương nhìn trước mặt tôn nữ của mình, chân mày nhìn không được nhíu nhíu, hỏi Tuyết Linh, mắt của ngươi vành mắt thế nào đỏ như vậy? Lẽ nào ngươi đã mới vừa khóc sao? Bạch Tuyết Linh nhu hòa cười nói, ra ra, ngươi tài khóc ni. Chỉ bất quá vừa có hạt cát thổi vào trong ánh mắt, ta dùng MU bàn tay nhu sau đó, viền mắt mới có thể biến được đỏ như vậy, lại nói ta cũng không phải tiểu hài tử, làm sao sẽ khóc ni. Bạch lão gia tử ngẫm lại cũng đúng, lập tức nói rằng, Tuyết Linh, có muốn hay không ta cùng ngươi cùng nơi trở về. Ra ra, ngươi thật coi ta là tiểu hài tử a. Tự ta trở về thì được rồi, ngươi ở nơi này kế tục quan khán Binh Vương Tổ tuyển chọn. Bạch Tuyết Linh cũng không muốn nhượng ra ra của nàng biết, nàng muốn đi M Quốc sự tình, lại mà nàng hiện tại chỉ biết là Diệp Thần Phong tại M Quốc, về phần đang M Quốc nơi nào.
Nàng vừa rồi từ Diệp lão gia tử cùng Võ lão gia tử nói chuyện xuôi tai đạt được, hình như ngay cả Diệp lão gia tử cũng không biết Diệp Thần Phong cụ thể tại M quốc nơi nào. Thế nhưng, Bạch Tuyết Linh trong lòng cấp thiết muốn gặp được Diệp Thần Phong, đều nói luyến ái chung nữ nhân chỉ số thông minh không cao, Bạch Tuyết Linh còn chưa bắt đầu luyến ái, nàng chỉ số thông minh tự giảm xuống, nàng hiện tại thầm nghĩ tới trước đạt M quốc, đến nỗi đến M quốc chi sau, nàng thế nào đi tìm đến Diệp Thần Phong. Nàng căn bản không có lo lắng nhiều. M quốc, thủ đô. Đương ngày thứ hai mặt trời từ đông phương chậm rãi thăng khởi, ngủ say cả đêm đại địa lần thứ hai sống lại. Phiên to biệt thự lớn trong. Diệp Thần Phong chúng nhân tướng giết chết người, toàn bộ chỉnh lý đến trong một cái phòng. Lúc này, Diệp Thần Phong bọn họ đã dịch dung hoàn tất. Diệp Thần Phong sắm vai là Phiên, hiện tại hắn cả khuôn mặt quả thực cùng Phiên không có lưỡng dạng. Tóc cũng căn cứ Phiên kiểu tóc làm cải biến, đến nỗi Hắc Tâm, Vương Lực, Tần Nghị chúng nhân sắm vai toàn bộ là Phiên chính là thủ hạ, bọn họ diện mạo cũng toàn bộ đại biến dạng. Lại mà Diệp Thần Phong trên tay bọn họ dán lên một tầng vân tay màng thượng tướng Phiên đám người vân tay toàn bộ khắc lục thượng đi, đến lúc đó muốn đi vào thôn phệ đế quốc cử hành thịnh hội địa điểm trước, yêu cầu vân tay nghiệm chứng, đây đối với Diệp Thần Phong bọn họ cũng không có bất luận cái gì khó khăn. Còn có, Diệp Thần Phong bọn họ đều trang bị một cái có thể cải biến thanh âm nhỏ bé nghi khí, hiện tại Diệp Thần Phong giọng nói cùng Phiên không có lưỡng dạng, có thể nói bọn họ từ mọi phương diện đều làm xong rồi vạn vô nhất thất. Diệp Thần Phong nhìn đồng hồ, nói rằng, không sai biệt lắm, chúng ta có thể xuất phát, tiến nhập thôn vệ đế quốc cử hành thịnh hội địa phương sau, không cần một mình hành động, không cần lộ ra tay chân, không nên vọng động. Nói chung là bất cứ chuyện gì phải tại chúng ta thương lượng xong sau đó, tài năng đủ tiến hành. Hắc Tâm, Vương Lực, Tần Nghị chúng nhân sôi nổi điểm gật đầu, bọn họ cũng đều biết lần này tiến nhập thôn vệ đế quốc cử hành thịnh hội địa phương, đây cũng không phải là đi ngắm cảnh du ngoạn, phải muốn nâng lên 12 vạn phần tinh thần mới được. Mọi người theo Diệp Thần Phong đi ra biệt thự, trải qua trước biệt thự hoa viên sau. Diệp Thần Phong bọn họ nhìn đến cửa biệt thự bốn gã thủ vệ vẫn như cũ là một mực cung kính đứng thẳng. Diệp Thần Phong mở miệng nói rằng, bốn người các ngươi tốt may mà cổng thủ vệ, không có ta cho phép, các ngươi không được tiến nhập trong biệt thự, nghe rõ không có. Là, Phiên tiên sinh, xe đã giúp các ngươi chuẩn bị xong. Một tên trong đó thủ vệ người cung kính nói, tịnh không có đúng Diệp Thần Phong sản sinh bất luận cái gì hoài nghi, dù sao Diệp Thần Phong dịch dung thành Phiên dáng dấp. Với lại giọng nói cũng cùng Phiên giống nhau như đúc, bọn họ làm sao sẽ nghĩ đến trước mặt ra lệnh cho bọn họ căn bản tự không phải chân tránh Phiên. Nghe vậy, Diệp Thần Phong biết đây nhất định là thì ra là Phiên phân phó bọn họ làm sự tình, vì vậy hài lòng hướng cửa bốn gã thủ vệ điểm gật đầu, chuẩn bị xong là một chiếc dài hơn bản Phantom, đầy đủ ngồi xuống Diệp Thần Phong bọn họ những người này, dịch dung qua đi Hắc Hùng phụ trách lái xe, những người còn lại tác ngồi ở bên trong xe. Đường Phantom chậm rãi chạy ra biệt thự sau, Tần Nghị lập tức hưng phấn lên, lão đại, lúc này chúng ta khẳng định làm được là thiên y vô phùng, ngươi nhìn ngay cả cửa bốn gã thủ vệ nhân viên, bọn họ đều không có phát hiện ngươi là giả Phiên, chúng ta khẳng định có thể thuận lợi chui vào thôn vệ đế quốc cử hành thịnh hội địa phương. Tần Nghị, ngươi không nên quá thả lỏng cảnh giác, hiện tại chúng ta mỗi đi một bước đều phải phá lệ cẩn thận, bởi vì chúng ta không biết thôn vệ đế quốc phía sau ẩn núp cái gì. Chúng ta lần này cần làm là một lần hành động đảo phá thôn vệ đế quốc. Diệp Thần Phong rất kiên định nói rằng, bây giờ hắn cùng thôn vệ đế quốc trong lúc đó cũng đến không chết không thôi hoàn cảnh, hắn tuyệt đối không thể đủ nhượng thôn vệ đế quốc tại sau này uy hiếp được hắn. Hành động bắt đầu. Diệp Thần Phong bọn họ chính thức khởi động cùng thôn vệ đế quốc gọi nhịp kế hoạch, đối với bọn hắn bây giờ mà nói phía sau đã không có đường lui, chỉ có tướng thôn vệ đế quốc cấp triệt để nghiền cái nát bấy. Chỉ có tướng thôn vệ đế quốc triệt để đẩy vào vực sâu vạn trượng, bọn họ tài năng đủ an ổn ly khai M quốc. Một hồi bão tố sắp xảy ra, Diệp Thần Phong bọn họ có thể làm cũng chỉ có là nghênh khó khăn mà lên. Chương 602, Đương Hầu đùa giỡn. Lần này thôn vệ đế quốc cử hành thịnh hội địa điểm ở vào M quốc nơi nào đó hẻo lánh cổ bảo trong. Cổ bảo chiếm diện tích đặc biệt to lớn, cửa chính có thôn vệ đế quốc thành viên gác. Thậm chí là còn sống ba đại chiến tướng tự mình tại cổng trấn, nghiệm chứng mỗi một cái đi vào cổ bảo trong thân phận của người, để tránh khỏi bị những người không có nhiệm vụ chui vào đi. Hắc Hùng lái Rolls Royce vững vàng đình tại cổ bảo trước cửa,
Dịch Dung qua đi, Diệp Thần Phong chúng nhân từ trên xe đi xuống, Hắc Hổ, Hắc Báo cùng Hắc Xà cái này ba cái phản bội Hắc Tâm ra hỏa, vừa lúc ở cổ bảo cổng nghiệm chứng thân phận. Tại cổ bảo cổng chuyên môn để đặt một đài nghiệm chứng vân tay cơ khí, chỉ yếu nhân bàn tay đè vào cái này máy trên màn ảnh, cơ khí tự sẽ tự động phân biệt người này là không phải thôn vệ đế quốc thành viên, bởi vì thôn vệ đế quốc thành viên vân tay toàn bộ bị ghi lại đến nơi này máy bên trong. Tại Diệp Thần Phong lãnh đạo hạ, mọi người đi tới cổ bảo cổng, Diệp Thần Phong chi phí ân thanh âm đúng đứng tại cổ bảo cửa ba đại chiến tướng, nói rằng, ba vị chiến tướng, các ngươi thật là cực khổ a. Ba đại chiến tướng hướng Dịch Dung qua đi, Diệp Thần Phong điểm gật đầu, bọn họ tính không có chút nào hoài nghi thân phận của Diệp Thần Phong, trong đó Phong chiến tướng nói rằng, Phin, ngươi và thủ hạ của ngươi đều đưa bàn tay lần lượt đặt tại cái này cơ khí trên màn ảnh. Diệp Thần Phong đương nhiên là không chút do dự nào, trên tay của hắn đã dán lên một tầng vân tay màng, hiện tại hắn vân tay cùng Phin vân tay là giống nhau như đúc, hắn hoàn toàn không cần phải có bất luận cái gì lo lắng. Tướng tay phải bàn tay đặt tại cơ khí trên màn ảnh. Tại Diệp Thần Phong bàn tay đặt tại cơ khí trên màn ảnh thời gian, cơ khí trong phát sinh một tiếng đặc biệt cơ giới hóa thanh âm, quét hình bắt đầu, quét hình bắt đầu. Khoảng chừng 10 giây đồng hồ sau, cơ giới hóa thanh âm lại từ cơ khí trong truyền tới, thân phận nghiệm chứng hoàn tất, thân phận hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoàn tất. Tại Diệp Thần Phong đưa bàn tay lấy ra cơ khí trên màn ảnh sau. Trên màn ảnh thình lình nhảy ra ngoài Phin tên cùng với ảnh chụp, tịnh không có tướng thân phận của Diệp Thần Phong cấp xuyên qua. Tại Diệp Thần Phong thông qua thân phận nghiệm chứng sau, Hắc Tâm, Vương Lực chúng nhân tự nhiên mà vậy cũng không có lộ ra chút nào chân ngựa tới, bọn họ đều thuận lợi tiến nhập cổ bảo trong. Trước đã thông qua thân phận nghiệm chứng Hắc Hổ, Hắc Báo cùng Hắc Xà, bọn họ ba người này còn đang chờ Diệp Thần Phong bọn họ đâu. Khi nhìn đến Diệp Thần Phong bọn họ thông qua thân phận nghiệm chứng sau. Hắc Hổ vừa cười vừa nói, Phin tiên sinh, hôm nay thỉnh hội muốn tại buổi tối tài cử hành, cho nên đêm nay chúng ta đều phải để lại tại cổ bảo bên trong ngủ một đêm. Ta biết dừng chân gian phòng tại kia một khu vực, chúng ta có thể ý chọn gian phòng, đợi một lát chúng ta cùng Phin tiên sinh các ngươi chọn tới gần gian phòng. Như vậy chúng ta có thể quen thuộc, mọi người sau đó tại thôn vệ đế quốc chung cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hắc Hổ, Hắc Báo cùng Hắc Xà, bọn họ ba người này thật đúng là cho là Diệp Thần Phong là Phin, nếu để cho bọn họ biết trước mặt cái này Phin là Diệp Thần Phong giả trang, sợ rằng đừng nói có hứng thú chuyện trò vui vẻ, sớm đã bị sợ đến tè ra quần. Mấy ngày nay Hắc Hổ ba người bọn họ đồng dạng ngủ được không an ổn. Theo bọn họ Diệp Thần Phong cùng Hắc Tâm một ngày không bị thôn vệ đế quốc bắt được, bọn họ phải muốn lo lắng để phòng sinh sống một ngày. Diệp Thần Phong ánh mắt liếc liếc mắt Dịch Dung qua đi Hắc Tâm, phát hiện Hắc Tâm tâm tình không có bất kỳ biến hóa nào, trong lòng không tự chủ được âm thầm điểm gật đầu, thuận miệng nói rằng, chúng ta là nên muốn nhiều quen thuộc, sau đó có chuyện gì yêu cầu ta Phin giúp một tay, các ngươi có thể mở miệng. Hắc Hổ đám ba người cười điểm gật đầu, nói rằng, Phin tiên sinh, sau đó nếu như ngươi cần muốn ba huynh đệ chúng ta giúp một tay địa phương, ba huynh đệ chúng ta tuyệt đối không có bất luận cái gì từ chối. Diệp Thần Phong cùng Hắc Hổ chúng nhân một mặt nói chuyện phiếm, một mặt đi tới cổ bảo trung chuyên môn dừng chân địa phương, rất nhiều trong phòng đã có thôn vệ đế quốc tại các quốc gia phụ trách người đi vào ở, thịnh hội muốn đến tối tài chính thức cử hành, cho nên đại đa số thôn vệ đế quốc tại các quốc gia người phụ trách, thừa dịp lần này cử hành thịnh hội cơ hội, mỗi một người đều lẫn nhau liên lạc một chút cảm tình. Diệp Thần Phong đám người và Hắc Hổ bọn họ lựa chọn gian phòng là liền nhau. Đợi cho Hắc Hổ bọn họ đi vào gian phòng của mình sau. Hắc Tâm nguyên bản phong đạm vân khinh sắc mặt lập tức biến, đối mặt với Hắc Hổ đằng ba tên phản đồ, dùng tính tình của hắn có thể che giấu lâu như vậy, đã là một cái đặc biệt không chuyện dễ dàng. Diệp Thần Phong lập tức tướng phòng môn cấp đóng lại, vỗ vỗ Hắc Tâm vai. Nói rằng, Hắc Tâm, người nhẫn nại nữa nhẫn nại, hiện tại còn không thích hợp giải quyết rồi Hắc Hổ bọn họ cái này ba giờ nhân vật. Dù sao ta nhất định sẽ làm cho ngươi thân thủ tống ba người bọn hắn đi gặp Diêm Vương gia. Hắc Tâm điểm gật đầu, nói rằng, Diệp Thần Phong, ngươi yên tâm, ta phân rõ sở chuyện nặng nhẹ, chúng ta bây giờ tất cả dùng diệt trừ thôn vệ đế quốc làm trọng, chỉ cần thôn vệ đế quốc bị tiêu diệt, ta xem Hắc Hổ bọn họ cái này ba tên khốn kiếp vẫn có thể cười tới khi nào. Không cần nói, ta nghe có người đến. Diệp Thần Phong bén nhạy thính giác,
nghe được bên ngoài phòng có tiếng bước chân tại từ từ tới gần, tiếp theo, lập tức vang lên bang bang phanh. Tiếng đập cửa. Diệp Thần Phong nói một câu, mời đến. Hắc Hổ, Hắc Báo cùng Hắc Xà ba người này đẩy cửa ra đi vào phòng trong. Hắc Hổ vừa cười vừa nói, Phin tiên sinh, dù sao thời gian còn sớm rất, chúng ta trước trò chuyện hội thiên. Diệp Thần Phong tùy ý điểm gật đầu, những Hắc Hổ ba người bọn họ ngồi xuống trò chuyện, trong lòng cười lạnh một tiếng, hỏi, Hắc Hổ, ba người các ngươi mấy ngày nay ngủ có ngon hay không? Diệp Thần Phong cùng Hắc Tâm bọn họ thế nào còn không có bị nắm ở? Hắc Hổ làm bộ không thèm để ý nói rằng, Phin tiên sinh, Diệp Thần Phong cùng Hắc Tâm tại thôn vệ đế quốc trước mặt liền cái rắm đều không tính là, bất quá, mấy ngày nay ta đảo quả thực thật lo lắng Diệp Thần Phong bọn họ chủ động tìm tới chúng ta, nhưng bây giờ chúng ta đi tới thôn vệ đế quốc cử hành thịnh hội địa phương, Diệp Thần Phong cùng Hắc Tâm bọn họ có thể lăn lộn tiến ở đây tới sao? Nếu như bọn họ liền ở đây đều có thể đủ chui vào tới, ta Hắc Hổ không bằng trực tiếp từ giết được. Lại nói đẳng lần thịnh hội này vừa kết thúc, thôn vệ đế quốc tướng toàn lực bắt Diệp Thần Phong cùng Hắc Tâm bọn họ, kỳ thực chúng ta cũng không cần phải lo lắng quá mức, Diệp Thần Phong bọn họ là sớm muộn sẽ đi gặp Diêm Vương gia, ai để cho bọn họ không biết tốt xấu muốn cùng thôn vệ đế quốc đối nghịch. Bọn họ quả thực chính là tự tìm đường chết. Nhìn đến Hắc Hổ nói hứng thú giạt rào, Hắc Báo cũng không nhìn được lên tiếng, Phin tiên sinh, Diệp Thần Phong bọn họ chính là 10 phần rác rưởi. Tại thôn vệ đế quốc trước mặt cũng chỉ có trốn chạy phần, chúng ta sẽ chờ xem bọn hắn rơi vào thê thảm kết cục đi. Đúng, Hắc Báo nói không sai, nếu như bây giờ Diệp Thần Phong tự đứng tại trước mặt chúng ta, ta trực tiếp một cái tát phiến tử hắn. Hắc Xà không chút kiêng kỵ nói rằng, Diệp Thần Phong khóe miệng hiện ra dáng tươi cười chậm chậm âm trầm lên, nói đùa nói rằng, Hắc Hổ, Hắc Báo, Hắc Xà, nếu như ta nói với các ngươi ta chính là Diệp Thần Phong, các ngươi hội có dạng gì cảm tưởng? Hắc Hổ, Hắc Báo cùng Hắc Xà, ba người bọn hắn sửng sốt một chút, bọn họ thế nhưng tận mắt đến trước mặt Phin thông qua thân phận nghiệm chứng, cho nên bọn họ khẳng định đối phương là đang nói đùa. Hắc Hổ cười ha ha lên, Phin tiên sinh, không nghĩ tới ngươi như thế có hài hước cảm giác. Nếu như ngươi là Diệp Thần Phong lời nói, ta Hắc Hổ chính là Hắc Tâm. Một bên Hắc Tâm chúng nhân nguyên bản đang nghe Diệp Thần Phong nói ra thân phận của mình thời gian, bọn họ trong lòng đều âm thầm niết một bả mồ hôi lạnh, bất quá, đây hết thảy đều tại Diệp Thần Phong trong lòng bàn tay, hắn đặc biệt rõ ràng Hắc Hổ đám ba người khẳng định hội cho là hắn là đang nói đùa, cho nên hắn có loại đang đùa bỡn Hắc Hổ đám người vui vẻ. Diệp Thần Phong cũng theo thoải mái cười to lên, nói rằng, Hắc Hổ, không nghĩ tới ngươi cười điểm thẳng thấp, ta bình thường thích nhất nói lãnh chê cười, đáng tiếc không có một lần có thể chọc cho người khác cười ha ha. Nếu như ta là Diệp Thần Phong lời nói, ba người các ngươi khẳng định tự sống bất quá đêm nay. Ha ha ha, Hắc Hổ lại lớn cười lên, Phin tiên sinh, nếu như ta là Hắc Tâm lời nói, ngươi cũng khẳng định sống bất quá đêm nay, ta hiện tại càng tới càng cảm thấy cùng Phin tiên sinh ngươi trò chuyện tới, tối hôm nay chúng ta nhất định phải thật tốt uống vài chén rượu mới được. Cái này là khẳng định a, chúng ta nhất định muốn uống cái thống khoái, Diệp Thần Phong nhún vai nói rằng. Hắc Tâm chúng nhân nhìn Diệp Thần Phong tướng Hắc Hổ ba người bọn họ, một lần lại một lần cho rằng hầu đùa giỡn, có thể hết lần này tới lần khác Hắc Hổ ba người bọn họ làm hầu tử làm vui vẻ như vậy. Hắc Tâm đẳng tâm tình người ta trong lúc bất chợt khá hơn, bọn họ đang mong đợi đương Hắc Hổ đám ba người biết được Diệp Thần Phong nói đều là thật sau, ba người bọn hắn hội là thế nào dạng một phó biểu tình. Chương 603, Người ngu xuẩn. Dạ nguội lạnh như nước. Hắc Hổ bọn họ cùng Diệp Thần Phong chúng nhân đủ cho tới thôn vệ đế quốc cử hành thịnh hội trước, Hắc Hổ ba người bọn họ là hứng thú bừng bừng, có loại cùng giả trang thành Phin Diệp Thần Phong gặp lại hận muộn cảm giác, thẳng đến có người tới thông chi bọn họ thịnh hội lập tức tự muốn bắt đầu, Hắc Hổ bọn họ mới thỏa mãn đình chỉ nói chuyện phiếm. Thôn vệ đế quốc thịnh hội là tại cái này tòa cổ bảo trong đại điện cử hành, lúc này, trong đại điện bị bày đầy từng cái bàn dài, trên bàn trưng bày đủ loại mỹ thực cùng rượu. Đợi cho tất cả mọi người đến đông đủ sau đó, đại điện hai phiến vừa dày vừa nặng môn bị thôn vệ đế quốc thành viên cấp đóng lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Một gã mặt thường hiện đầy nếp nhăn, có thể trên thân thể bắp thịt lại cao cao toàn tâm toàn ý lão đầu, từ đại điện chắc diện trong một cái phòng đi ra, ba đại chiến tướng cùng với ám ảnh đều đi theo cái này tên quỷ dị lão đầu bên cạnh,
người ở chỗ này đều biết lão đầu này chính là thôn vệ đế quốc người thống trị cao nhất quốc vương. Quốc vương tại ba đại chiến tướng cùng ám ảnh cùng đi, đi lên đại điện ngay chính giữa phía trước nhất cao hơn tới một khối trên bình đài, dưới một đám thôn vệ đế quốc tại các quốc gia người phụ trách, nhìn đứng ở trên bình đài quốc vương, trên mặt bọn họ mỗi một người đều lộ ra cung kính thần sắc, trong ánh mắt tràn đầy đối đãi thần minh giống nhau thành kính. Đối với lần này, quỷ dị lão đầu quốc vương hài lòng hướng dưới mọi người điểm gật đầu, loại cảm giác này nhường hắn đặc biệt thoải mái cùng hưởng thụ. Diệp Thần Phong nhìn đến quốc vương bên cạnh chỉ có ba đại chiến tướng cùng ám ảnh, hắn trong lòng cái này tài yên tâm thở dài một hơi, xem ra thôn vệ đế quốc chung là không có càng cao thủ lợi hại tồn tại. Bất quá, Diệp Thần Phong lại chút nào cảm giác không xuất ngoại vương trên người có bất luận cái gì năng lượng ba động. Hắn suy đoán cái này lão đầu rất có thể là tướng thân lực lượng trong cơ thể hiểm ẩn nấp rồi, có thể trở thành thôn vệ đế quốc người thống trị, với lại trên người tổng tiết lộ ra một loại khí tức quỷ dị. Diệp Thần Phong biết quốc vương cái này lão đầu chắc chắn sẽ không đơn giản. Quốc vương hắng giọng, đúng dưới mọi người, nói rằng các vị đều là chúng ta thôn vệ đế quốc tinh anh nhân viên, lần này ta đặc biệt tổ chức trận này thỉnh hội, kỳ thực cũng không có quá chuyện trọng yếu. Sau đó ta hàng năm cũng sẽ tổ chức một hồi nhượng mọi người liên lạc một chút tình cảm thịnh hội. Các ngươi biết thôn vệ đế quốc tồn tại ý nghĩa là cái gì không? Quốc vương đột nhiên mở miệng hỏi. Gặp không có bất cứ người nào trả lời. Quốc vương còn nói thêm, chúng ta thôn vệ đế quốc mục đích cuối cùng là thống trị toàn thế giới, nói cách khác sau đó các ngươi những. Này thôn vệ đế quốc tại các quốc gia người phụ trách, các ngươi tướng trở thành mỗi một quốc gia đích thực chính người thống trị. Cho nên các ngươi nên vì gia nhập thôn vệ đế quốc mà cảm thấy vinh hạnh, tương lai mỗi người các ngươi đều là đứng trên đời giới đỉnh đại nhân vật. Bây giờ M quốc đã đồng ý thành cho chúng ta thôn vệ đế quốc khôi lỗi quốc gia, mà ta hạ cái mục tiêu là Hoa Hạ quốc. Nếu tại Hoa Hạ quốc chung có người dám nỗ lực khiêu chiến chúng ta thôn vệ đế quốc uy nghiêm, như vậy toàn bộ Hoa Hạ quốc đều phải muốn trả giá thật lớn. Tại lần thịnh hội này kết thúc sau đó, chuyện làm thứ nhất chính là nhượng Hoa Hạ quốc kinh thành Diệp gia từ trên thế giới tiêu thất. Sau đó, phải muốn tướng Diệp Thần Phong cùng Hắc Tâm bọn họ cấp bắt sống, ta muốn dùng bọn họ những. Này người tới cho chúng ta thôn vệ đế quốc lập uy. Ta muốn từ nay về sau không ai dám trở lại nỗ lực khiêu chiến thôn vệ đế quốc uy nghiêm. Ngày hôm nay mọi người tự thật tốt buông lỏng một chút, ngày mai chúng ta tướng chính thức bước trên chinh phục toàn thế giới kế hoạch. Dưới một đám thôn vệ đế quốc thành viên, bọn họ đang nghe được quốc vương theo như lời nói sau đó, một đám tâm tình nước cuộn trào lên, có thể trở thành một quốc gia đích thực chính người thống trị, cái này đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối là có vô hạn sức dụ dỗ, sắc mặt bởi hưng phấn đỏ lên không gì sánh được. Sôi nổi cầm chén rượu lên hướng tới trong miệng quán các loại rượu. Diệp Thần Phong đám người trên mặt biểu tình chút nào không biến hóa, thế nhưng trong lòng lại lúc nào cũng không có cách gì bình tĩnh lại. Không nghĩ tới thôn vệ đế quốc dã tâm lại có thể thật như thế đại. Còn muốn thống trị toàn thế giới. Diệp Thần Phong đang nghe quốc vương nói muốn nhượng Diệp gia từ nơi này trên thế giới biến mất thời gian, hắn thân thể trong thịnh nộ là hoàn toàn bùng cháy lên, điều này làm cho hắn xác định đêm nay sẽ đối thôn vệ đế quốc hạ thủ, nếu không tự bỏ lỡ như thế một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Phiên tiên sinh, ngươi lo lắng làm gì? Chúng ta cạn một chén. Hắc Hổ hướng Diệp Thần Phong giơ chén rượu lên nói rằng. Diệp Thần Phong tùy ý cười cười, thế nhưng trong mắt hàn mang nhưng không có che giấu, từ trên bàn dài cầm lên một chén rượu, nói rằng tốt. Hắc Hổ, chúng ta làm một trận một chén. Thôn vệ đế quốc thịnh hội tại đặc biệt không khí náo nhiệt hạ phần cuối, Diệp Thần Phong chúng nhân về đến phòng trong sau, lập tức thương nghị khởi nên như thế nào đúng thôn vệ đế quốc hạ thủ. Tướng phòng môn quan bế tốt. Xác định tốt một chút cũng không có người nghe trộm sau đó. Diệp Thần Phong không lại che giấu thân thể trong phẫn nộ rồi, thanh âm âm trầm nói, cứ ta quan sát, đúng chúng ta có uy hiếp chỉ có quốc vương, ám ảnh cùng ba đại chiến tướng. Ba đại chiến tướng ở gian phòng đã ở khu vực này trong, mà quốc vương cùng ám ảnh tắc không ở bên này. Ta kiến nghị chúng ta có thể áp dụng ám sát phương thức, trước đem ba đại chiến tướng giải quyết, với lại chúng ta bây giờ trái lại có thể tống Hắc Hổ. Hắc báo cùng Hắc xà cái này ba người ngu ngốc đi gặp Diêm Vương ra, đêm nay có thể không thật diệt trừ thôn vệ đế quốc sẽ xem thiên ý. Các ngươi đúng kế hoạch của ta có vấn đề gì hay không? Hắc Tâm, Vương Lực chúng nhân sôi nổi lắc đầu, cho là bọn hắn bắt đầu hành động, đầu tiên gõ Hắc Hổ cửa phòng,
Hắc Hổ Say Huân Huân nói một tiếng, mời đến. Tại Diệp Thần Phong bọn họ đi vào trong phòng sau, phát hiện Hắc Báo cùng Hắc Xà cũng đều ở đây, bọn họ ba người này hôm nay là quá mức hưng phấn, một nghĩ đến sau đó có thể trở thành Hoa Hạ quốc chân chính người thống trị, bọn họ tự hoàn toàn không buồn ngủ. Nguyên lai là Phiên Tiên Sinh a, ngươi là không phải cũng cùng ba huynh đệ chúng ta giống nhau ngủ không được. Nếu không chúng ta đêm nay tựu cho tới hừng đông. Hắc Tâm ngu ngốc, lại có thể không đầu không đuôi phản bội thôn phệ đế quốc. Nếu không sau này Hoa Hạ quốc người thống trị chính là hắn. Hắc Hổ thăm hỏi Diệp Thần Phong chúng nhân, tướng phòng môn cấp chăm chú đóng lại. Ta Hắc Tâm là ngu ngốc, ta xem ngu ngốc là các ngươi đi. Các ngươi lập tức sẽ đến Diêm Vương Điện đi tới báo cáo. Hắc Tâm dùng hắn thanh âm của mình lạnh giọng nói rằng. Ta sớm sẽ nói cho ngươi biết môn ta là Diệp Thần Phong, hiện tại các ngươi là không phải tin tưởng lời nói của ta. Diệp Thần Phong cũng khôi phục hắn thì ra là thanh âm. Nguyên bản Say Huân Huân Hắc Hổ, Hắc Báo cùng Hắc Xà, bọn họ đang nghe Hắc Tâm cùng Diệp Thần Phong thanh âm sau, lập tức toàn thân một cái cơ linh. Bọn họ hay là trong khoảng thời gian ngắn còn nhận không ra Diệp Thần Phong thanh âm, có thể là bọn hắn theo Hắc Tâm đã nhiều năm như vậy, đối với Hắc Tâm thanh âm là quen thuộc không thể đủ lại quen thuộc. Hắc Hổ ba người bọn họ bỗng nhiên men say hoàn toàn không có, con ngươi chừng không gì sánh được to lớn, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị, một đám dùng sức vỗ vỗ đầu của mình, ba người bọn hắn nghĩ để cho mình càng thanh tỉnh. Thế nào, là không phải dùng vì mình đang nằm mơ? Các ngươi có còn hay không quên ta đã nói, ta nếu như là Diệp Thần Phong lời nói, các ngươi khẳng định sống bất quá đêm nay. Diệp Thần Phong hài hước nói rằng, lúc này, Hắc Hổ ba người bọn họ là hoàn toàn thanh tỉnh, vừa định muốn mở miệng lớn tiếng gọi, chỉ thấy Diệp Thần Phong trong lòng bàn tay bay ra ba căn ngân châm chính xác đâm vào Hắc Hổ bọn họ trên cổ một cái huyệt vị trong, có thể dùng trong cổ họng bọn họ liền một cái âm tiết cũng không phát ra được. Trong ánh mắt tràn đầy hoang mang rối loạn cùng sợ hãi. Hắc Hổ bọn họ nghĩ khởi mới vừa rồi cùng Diệp Thần Phong chúng nhân chuyện trò vui vẻ, nghĩ khởi vừa rồi Diệp Thần Phong chủ động nói ra thân phận của mình, mà bọn họ lại tự cho là thông minh cho rằng Diệp Thần Phong là đang nói đùa, đón lấy, bọn họ thật có loại mắt choáng váng cảm giác, bọn họ biết Diệp Thần Phong cùng Hắc Tâm chúng nhân chắc chắn sẽ không phóng qua bọn họ, một đám hai chân không ngừng run rẩy lên. Bọn họ thế nhưng thấy tận mắt Diệp Thần Phong một quyền đánh bể lôi chiến tướng đầu, thực lực của bọn họ cùng Diệp Thần Phong căn bản không phải tại cùng một tầng thứ. Thượng, đứng tại Hắc Tâm bên cạnh Hắc Hùng, hắn cũng đã sớm đang chờ cái ngày này, tức giận quát dẹp đường, các ngươi cái này ba cái chó săn, các ngươi không nghĩ tới bản thân hội rơi vào kết cục này đi. Ngày hôm nay để ta và lão bản cùng nơi tống các ngươi ra đi. Hắc Hổ bọn họ nghe được Hắc Hùng lời nói sau. Bọn họ một đám là càng thất kinh, nếu như trước đây bọn họ không có lựa chọn phản bội Hắc Tâm, hay là bây giờ vẫn như cũ là sống thật tốt, có thể là bọn hắn phản bội Hắc Tâm, muốn trở thành thôn vệ đế quốc tại Hoa Hạ quốc người phụ trách, nhưng này kết quả là thôn vệ đế quốc tại Hoa Hạ quốc người phụ trách vị trí còn không có chân chính ngồi trên, ba người bọn hắn sẽ bỏ mạng, cái này loại người quả thực chính là thật quá ngu xuẩn. Chương 604, nhất chiêu bị mất mạng. Hắc Tâm. Cái này ba tên khốn kiếp lưu cho các ngươi xử lý, ta một người trước đi giải quyết ba đại chiến tướng, các ngươi sống ở chỗ này chờ ta. Dùng Hắc Tâm, Vương Lực đám người thực lực phải giải quyết Hắc Hổ ba người bọn hắn ngu ngốc là không có bất luận cái gì khó khăn, cho nên Diệp Thần Phong không muốn ở chỗ này làm lỡ thời gian, chỉ có mau sớm diệt trừ thôn vệ đế quốc, hắn tài năng đủ chân chính yên tâm lại. Nói xong, Diệp Thần Phong liền tiêu không một tiếng động tiêu thất tại trong phòng. Vừa rồi tại thôn vệ đế quốc thịnh hội lúc kết thúc, hắn cố ý nhớ kỹ ba đại chiến tướng chỗ ở gian phòng, xuất quỷ nhập thần thân ảnh không ngừng thoáng hiện tại lối đi nhỏ trong, hành động không có phát sinh một thanh âm nào, ngay cả tiếng hít thở hình như đều biến mất không thấy, cái này quy tức thuật đại thành sau đó, quả nhiên không phải cái. Phong chiến tướng trong phòng, mặt khác hai đại chiến tướng cũng đều tại, ba người bọn họ ngồi vây quanh tại một cái bàn bên cạnh, trên bàn phóng 5-6 bình rượu đỏ. Phong chiến tướng bưng lên một chỉ rót đầy rượu đỏ cốc có chân dài, chậm chậm nếm thử một miếng màu đỏ tươi sắc rượu đỏ sau, cầm tại trong lòng bàn tay cốc có chân dài chậm rãi đung đưa, ánh mắt âm trầm nói rằng, ngày mai chúng ta thôn vệ đế quốc tướng toàn lực bắt được Diệp Thần Phong, hắn giết chết lôi chiến tướng, đồng thời lường gạt chúng ta. Ba người chúng ta nhất định muốn đưa hắn bầm thây vạn đoạn,
hiện tại quốc vương đúng ba người chúng ta đặc biệt thất vọng, bây giờ liền ám ảnh cũng còn không có bắt được Diệp Thần Phong, nếu như chúng ta có thể bắt sống Diệp Thần Phong, như vậy chúng ta nhất định có thể lấy. Đúng vậy, chúng ta không thể đủ nhường Lôi chiến tướng cứ như vậy bạch bạch tử, chúng ta bốn đại chiến tướng là nhiều năm hảo huynh đệ, Lôi chiến tướng tính tình chính là quá bốc lửa, nếu không hắn trước đây như thế xung động, cũng không đến mức bị Diệp Thần Phong một quyền đánh bể đầu a. Nếu như trước đây chúng ta bốn người người cùng nơi đối phó Diệp Thần Phong lời nói, ta xem Diệp Thần Phong sớm đã chết ở trong tay của chúng ta mặt. Hỏa chiến tướng mặt thượng là không ức chế được phẫn nộ. Bây giờ nói gì cũng đã chậm, chúng ta nên trước đó nghĩ dễ đối phó Diệp Thần Phong tiểu xúc sinh kia kế sách, dù sao thực lực của hắn có thể không kém. Ba người chúng ta liên hợp lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Điện chiến tướng nhíu mày một cái nói rằng, hiện nay chúng ta cũng chỉ là tạm thời khôi phục được 9 cấp đỉnh phong linh hồn lực, chúng ta duy nhất có thể chiến thắng Diệp Thần Phong biện pháp chính là sử dụng nữa một lần để thăng thực lực phương pháp, tối đa sự tình qua đi, chúng ta khôi phục thực lực tốc độ chậm một chút nữa. Phong chiến tướng trong đầu chỉ có thể nghĩ ra biện pháp này tới. Tại ba đại chiến tướng thương nghị đối phó Diệp Thần Phong biện pháp thời gian, một đạo hắc ảnh sớm tiêu không một tiếng động đi vào phòng trong. Cái này đạo bóng đen dường như cùng không khí hòa làm một thể, ba đại chiến tướng căn bản không có phát hiện trong phòng nhiều hơn một người tới. Bóng đen khóe miệng buộc vòng quanh một tia cười lạnh, cái này ba đại chiến tướng lại còn muốn một mình bắt được hắn tới lấy. Bàn tay trung bay thẳng ra ba căn ngân châm nhanh chóng hướng ba đại chiến tướng cái cổ phi bắn mà đi, có thể là ba đại chiến tướng cảm thấy nguy hiểm tới gần. Bén nhạy phản ứng thần kinh có thể dùng ba người bọn hắn hướng tới hai bên trái phải chắc một nghiêng người thể. Ngân châm không có đi vào cổ của bọn họ trong, mà là đi vào bọn họ vai chung. Diệp Thần Phong trái lại đánh giá thấp cái này ba đại chiến tướng cảm ứng nguy hiểm năng lực, cái này ba đại chiến tướng cũng đều là thân kinh bách chiến người, cho nên tại thời khắc nguy cấp nhất, bọn họ tài vừa vặn tránh thoát một kích chí mạng, ánh mắt sôi nổi nhìn về phía gian phòng trong góc phòng một đạo hắc ảnh. Khi bọn hắn thấy là phin thời gian, ba người bọn hắn mặt thượng tràn đầy khiếp sợ, thế nhưng sau khi khiếp sợ, ba người bọn hắn lại cảm thấy không thích hợp, phin làm sao có thể tiêu không một tiếng động đi vào căn phòng của bọn họ trong. Với lại ba người bọn hắn còn thiếu chút nữa bị giết. Phong chiến tướng cảm thụ được trên vai bị ngân châm đâm thủng qua đau đớn, trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng cùng phẫn nộ, hỏi, ngươi hẳn không phải là phin đi. Ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Thần Phong từ góc phòng trong đi ra, trong cơ thể 10 cấp linh hồn lực tùy thời chuẩn bị bạo phát, chỉ cần ba đại chiến tướng nỗ lực kêu to, hắn tuyệt đối sẽ trước tiên nhượng ba người này đi gặp Diêm Vương gia, khóe miệng hiện lên một vòng hài hước dáng tươi cười, nói rằng, ba người các ngươi vừa còn không phải đang thảo luận ta đó sao? Các ngươi không phải nói muốn một mình bắt sống ta sao? Ta tự cho các ngươi cơ hội này, cuối cùng không cần nói cho ta các ngươi đều là thứ hèn nhát. Diệp Thần Phong, ngươi dĩ nhiên là Diệp Thần Phong. Phong chiến tướng hít sâu một hơi lãnh khí nói rằng. Ba đại chiến tướng vừa rồi cũng chỉ là lung tung thương nghị mà thôi. Tại bọn họ biết được trước mặt chính là Diệp Thần Phong sau. Ba người bọn hắn thật là có trước tiên muốn báo cho thôn vệ đế quốc cái khác người xung động. Thế nhưng đang nghe Hoàn Diệp Thần Phong nói sau, bọn họ ức chế trụ trong lòng cái này cổ xung động. Bọn họ cho tới nay đều cho là mình là thiên chi kiêu tử. Thì như thế nào có thể dễ dàng tha thứ người khác gọi bọn họ vì thứ hèn nhát? Lại nói nếu như bọn họ hiện tại lập tức gào thét, không phải là mình thừa nhận mình là thứ hèn nhát sao? Hỏa chiến tướng, điện chiến tướng, phong chiến tướng nhìn thoáng qua hai tên chiến tướng khác. Cái này hai tên chiến tướng khác đương nhiên có thể hiểu phong chiến tướng ý tứ, vì bây giờ chi kế nếu như không thông chi cái khác người, bọn họ chỉ có thể lần thứ hai sử dụng để thăng thực lực phương pháp. Cái này hai gã chiến tướng đem tay phải ấn tại phong chiến tướng phía sau, 9 cấp đỉnh phong linh hồn lực trong khoảnh khắc quán trú đến phong chiến tướng thể nội. Phong chiến tướng thể nội linh hồn lực chợt tăng vọt, trực tiếp xông phá 9 cấp đỉnh phong linh hồn lực cái chắn, lúc này bọn họ để thăng thực lực tốc độ thật to rút ngắn, khả năng sợ lần thứ hai bị Diệp Thần Phong cấp đào tẩu. Diệp Thần Phong cảm ứng phong chiến tướng trên người tán phát 10 cấp linh hồn lực, tại hắn đột phá 10 cấp linh hồn lực sau đó. Hắn đúng 10 cấp linh hồn lực có nguyên vẹn nhận thức, hắn thấy phong chiến tướng trên người 10 cấp linh hồn lực đặc biệt không ổn định, thậm chí liền 10 cấp linh hồn lực sơ kỳ đều không có đạt được. Mà Diệp Thần Phong bởi vì thể nội linh hồn lực biến được tinh thuần duyên cớ,
Tuy rằng hắn hiện tại ở vào 10 cấp linh hồn lực sơ kỳ, thế nhưng đối phó 10 cấp linh hồn lực trung kỳ cao thủ không là vấn đề, nơi trước mặt thực lực để thăng tới 10 cấp linh hồn lực phong chiến tướng, vẫn như cũ là bị hắn cấp miểu sát nguyên liệu. Phong chiến tướng cảm thụ được thể nội dâng trào không gì sánh được 10 cấp linh hồn lực, khóe miệng dáng tươi cười đặc biệt tràn đầy, cười lạnh nói, Diệp Thần Phong, lần này ngươi không có lại chạy trốn, coi như ngươi tương đối thức thời, đợi một lát ta sẽ không giết tử ngươi, ta chỉ hội tướng ngươi tứ chi toàn bộ cắt đứt, lại đem ngươi giao cho quốc vương xử trí. Mặt khác hai đại chiến tướng lại đem linh hồn lực trong khoảnh khắc quán trú đến phong chiến tướng thể nội sau, bọn họ hai cái đã là toàn thân không có sức, bất quá, mặt thường là hưng phấn dị thường cùng vui sướng dáng tươi cười. Diệp Thần Phong chỉ là đưa hắn linh hồn ra sức bảo vệ cầm tại 9 cấp đỉnh phong trạng thái, thảo nào đối phương hội như vậy cao hứng, cho là Diệp Thần Phong hoàn toàn là bị bọn họ ngược phần. Không biết, Diệp Thần Phong lại đang chơi phấn heo ăn hổ bả hí, hắn thích nhìn đến đối phương lòng tự tin bành trướng hình dạng, sau đó hắn hội tướng đối phương lòng tự tin cấp hoàn toàn nát bấy, cái này loại thoáng cái từ thiên đường ngã vào địa ngục cảm giác, là Diệp Thần Phong đối đãi địch nhân thủ đoạn tàn khốc. Là tinh thần cùng trên thân thể hai phương diện dằn vặt. Đối mặt các ngươi cái này ba cái lập tức muốn đi gặp Diêm Vương ra người, ta vì sao muốn chạy trốn? Diệp Thần Phong cũng cười, dáng tươi cười so với gió chiến tướng càng lãnh. Diệp Thần Phong, cho tới bây giờ ngươi còn muốn cãi bướng. Nếu như ngươi lập tức cho chúng ta quỳ xuống dập đầu, ta có thể lo lắng chỉ cắt đứt hai tay của ngươi hoặc là hai chân, cái này có thể cho ngươi thiếu thụ rất nhiều thống khổ. Có 10 cấp linh hồn lực phong chiến tướng hoàn toàn không có tướng Diệp Thần Phong để ở trong mắt. Hãy bớt xàm ngôn đi. Diệp Thần Phong thân ảnh hướng phong chiến tướng vào tới. Phong chiến tướng nhìn đến huy quyền hướng bộ ngực hắn công kích Diệp Thần Phong. Hắn chỉ là tùy ý tướng một bàn tay chắn ngực. Hắn biết dùng hắn 10 cấp linh hồn lực trình độ. Muốn ngăn trở 9 cấp đỉnh phong linh hồn lực công kích. Có thể nói là một cái chuyện dễ dàng. Khẩu trung vừa cười vừa nói. Diệp Thần Phong. Ta sẽ nhường ngươi triệt để tuyệt vọng, ta sẽ cho ngươi biết ngươi công kích với ta mà nói căn bản là tự cấp ta cào ngứa. Theo nắm tay cách phong chiến tướng ngực càng ngày càng gần, ngay Diệp Thần Phong nắm tay muốn đánh vào phong chiến tướng che ở ngực bàn tay thời gian, Diệp Thần Phong lập tức tướng linh hồn lực tăng lên tới 10 cấp, chợt đánh vào phong chiến tướng trên bàn tay, tướng phong chiến tướng bàn tay đánh dính sát vào ngực vị trí. Diệp Thần Phong bàng bạc 10 cấp linh hồn lực. Xuyên thấu qua phong chiến tướng bàn tay, trực tiếp tướng phong chiến tướng trái tim cấp chấn cái nát bấy, phong chiến tướng thậm chí liền hét thảm một tiếng đều không có phát sinh cũng đã bị mất mạng. Phong chiến tướng trực đính đính đứng tại chỗ, mặt thượng còn vẫn duy trì cực vì tự phụ dáng tươi cười, đáng tiếc là hắn trong con ngươi thần thái tại càng tới càng ảm đạm rồi. Một bên còn thừa lại hai đại chiến tướng tịnh không có phát hiện bất luận cái gì không thích hợp. Bởi vì bọn họ tướng linh hồn lực toàn bộ quán trú đến phong chiến tướng thể nội, tại Diệp Thần Phong trong nháy mắt bạo phát đến 10 cấp linh hồn lực thời gian, bọn họ hai cái căn bản không có cảm giác ra Diệp Thần Phong cũng là 10 cấp linh hồn lực cao thủ. Hai đại chiến tướng nhìn phong chiến tướng mặt thượng vẫn duy trì dáng tươi cười, bọn họ còn tưởng rằng Diệp Thần Phong lúc này đây công kích, căn bản không có đúng phong chiến tướng tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Nhưng mà... Bọn họ hai cái sẽ không nghĩ tới là phong chiến tướng bị Diệp Thần Phong cấp nhất chiêu bị mất mạng, bị thảm tại trước khi chết liền hét thảm một tiếng cũng chưa kịp phát ra ngoài. Chương 605, đối chiến ám ảnh. Diệp Thần Phong, người cái tiểu xúc sinh, người bây giờ nên biết người công kích đúng phong chiến tướng hoàn toàn không có tác dụng đi. Còn không quỳ xuống trái lại cho chúng ta dập đầu. Hỏa chiến tướng vênh váo hung hăng giận dữ hét. Diệp Thần Phong. Ngươi nhìn không nên vạn không nên đắc tội chúng ta thôn phệ đế quốc, ngươi lại vẫn tướng lôi chiến tướng giết đi, hiện tại ngươi cho dù như thế nào đi nữa hối hận cũng vô ích. Điện chiến tướng lập tức cũng cười phụ họa nói. Diệp Thần Phong tượng nhìn hai người ngu ngốc tự đắc nhìn cháy chiến tướng cùng điện chiến tướng, tùy ý nhún vai, cười nhạt hỏi ta tại sao phải hối hận? Ta vì sao phải hối hận? Ngươi cái chết đã đến nơi tiểu xúc sinh, ta nhìn đầu của ngươi bị hư đi. Hỏa chiến tướng khinh thường trào phúng, bàn tay vỗ vỗ phong chiến tướng vai, nói rằng, phong chiến tướng, người vội vàng đem tiểu xúc sinh này hai tay hai chân cắt đứt, chúng ta cũng có thể tại quốc vương trước mặt lấy. Thế nhưng theo hỏa chiến tướng phách động phong chiến tướng vai, phong chiến tướng thẳng tắp đứng thẳng thân thể chậm rãi hướng chấm đất thượng ngã xuống, trong con ngươi sinh cơ đã toàn bộ tiêu thất. Lúc này,
còn thừa lại hai đại chiến tướng nhìn đến Phong chiến tướng không giải thích được đào tại trên mặt đất, bọn họ có thể xác định Phong chiến tướng đã chết, có thể Phong chiến tướng thực lực rõ ràng để thăng tới 10 cấp linh hồn lực, hắn làm sao có thể bị Diệp Thần Phong cấp nhất chiêu giải quyết rồi. Đây quả thực là hoang thiên hạ to lớn mộng, cái này để cho bọn họ hai cái làm sao cũng không thể tin được sự thật trước mắt. Không sai biệt lắm cũng nên tống hai người các ngươi lên đường, đêm nay ta còn có rất nhiều chuyện phải làm, có thể không có thời gian cùng hai người các ngươi ngu ngốc tại ở đây lãng phí. Diệp Thần Phong âm xâm xâm thanh âm truyền vào còn sống hai đại chiến tướng tai trong, lần này để cho bọn họ đang khiếp sợ chung phản ứng lại, bây giờ bọn họ lại cũng không kịp Tôn Nghiêm và vân vân, dùng thực lực của hai người bọn họ căn bản không phải là đối thủ của Diệp Thần Phong, vừa định muốn mưu sức chân khí hét to. Chỉ nghe thấy phanh, phanh, hai tiếng vang dội từ bọn họ đầu truyền lên ra, Diệp Thần Phong trực tiếp hai chưởng phách đánh vào bọn họ trên thiên linh cái. Cái này hai đại chiến tướng trong mắt chừng không gì sánh được to lớn, trên đầu không ngừng bốc lên ra máu tươi cùng óc tới, theo ót không ngừng đi xuống hoa rơi, phù phù. Phù phù, hai tiếng, cái này hai người té lăn quay trên mặt đất, nghiễm nhiên là tử không thể đủ lại tử. Tại giải quyết rồi ba đại chiến tướng sau đó, Diệp Thần Phong tiêu không một tiếng động ly khai Phong chiến tướng gian phòng, đồng thời tướng Phong chiến tướng cửa phòng cấp chăm chú đóng lại, lần thứ hai đi tới Hắc Hổ gian phòng thời gian, hắn nhìn đến Hắc Hổ, Hắc Báo cùng Hắc Đầu Rắn đã bị ngạnh sinh sinh cắt xuống. Trong đó Hắc Tâm cùng Hắc Hùng tay thượng dính đầy máu tươi, xem ra là bọn họ hai cái thân thủ tống ba người phản đồ này lên đường. Diệp Thiếu, người tướng ba đại chiến tướng giải quyết. Vương Lực khi nhìn đến Diệp Thần Phong đi vào gian phòng sau, cửa ải thứ nhất tâm mở miệng hỏi. Diệp Thần Phong điểm gật đầu sau đó, an ủi vỗ vỗ Hắc Tâm vai, nói rằng, Hắc Tâm. Tướng tâm tình của ngươi thu thập xong, kế tiếp mới là chúng ta đêm nay trọng điểm, thôn vệ đế quốc chung đúng chúng ta có uy hiếp ba đại chiến tướng đi gặp Diêm Vương gia, như vậy chỉ còn lại có ám ảnh cùng quốc vương, hiện nay ta có nắm chắc giải quyết ám ảnh, thế nhưng quốc vương thực lực sâu cạn. Ta tạm thời còn không nhìn ra. Muốn đưa bọn họ hai cái cấp ám sát, cái này không phải một chuyện dễ dàng, cho nên chúng ta phải làm cho tốt cùng bọn họ cứng đối cứng chuẩn bị. Hắc Tâm tướng mặt trái tâm tình toàn bộ bính trừ ra bên ngoài cơ thể, đến nơi này nhất khắc hắn cuối cùng cũng có vì cha mẹ mình cơ hội báo thù, chỉ cần tướng thôn vệ đế quốc người thống trị cao nhất quốc vương giết đi, như vậy toàn bộ thôn vệ đế quốc tướng biến thành năm bè bảy mảng, nói cách khác chỉ cần quốc vương vừa chết. Thôn vệ đế quốc cũng tựu không tồn tại nữa. Diệp Thần Phong, bước tiếp theo chúng ta nên đi như thế nào? Hắc Tâm mở miệng hỏi. Diệp Thần Phong hồi đáp, vừa rồi thôn vệ đế quốc thịnh hội lúc kết thúc, ta thấy quốc vương cùng ám ảnh hướng tới đại điện trắc diện trong phòng đi. Ta nghĩ bọn họ hai cái hiện tại như cũ ở nơi nào, hiện tại chúng ta biện pháp duy nhất là đi xông vào một lần long đàm hổ huyệt. Ta phỏng chừng đại điện bên ngoài cùng bên trong đều lắp đặt có không dễ dàng phát hiện mini máy thu hình, cho nên chúng ta muốn len lén tiến nhập trong đại điện mặt cũng căn bản là một chuyện không thể nào. Nếu như các ngươi không có vấn đề lời nói, chúng ta bây giờ lập tức hành động. Lần này các ngươi cũng phải làm cho tốt cửu tử nhất sinh chuẩn bị. Tại Diệp Thần Phong vừa nói xong thời gian, Tần Nghị tự lập tức lên tiếng, lão đại, chúng ta đều theo ngươi đi đến bước này. Chúng ta còn có thể có ý kiến gì? Nhìn đến Vương Lực, Hắc Tâm bọn người không có bất cứ vấn đề gì sau, Diệp Thần Phong dẫn đầu đi đầu ly khai Hắc Hổ trong phòng, từng bước hướng cổ bảo đại điện đi đến. Chính như Diệp Thần Phong sở liệu, đại điện bên trong cùng bên ngoài đều lắp đặt có camera, tại cái này tòa cổ bảo trong ngoại trừ đại điện ở đây cài đặt camera bên ngoài, những địa phương khác đều không có lắp đặt. Đại điện trắc diện có cái đặc biệt gian phòng cực lớn. Gian phòng chiếm diện tích có thể cùng đại điện chiếm diện tích so sánh, trong phòng bày đầy đủ loại thiết bị điện tử, quốc vương ngồi ở trong phòng một cái ghế salon thượng, ám ảnh tác là ngồi ở cách đó không xa một khối tinh thể lỏng trước màn ảnh, lúc này, trong màn ảnh biểu hiện hình ảnh rõ ràng là Diệp Thần Phong chúng nhân. Ám ảnh lập tức cung kính đi tới quốc vương trước mặt, nói rằng, quốc vương, chúng ta tại M quốc người phụ trách phiên cùng với thủ hạ của hắn tại đại điện bên ngoài quỷ quỷ túy túy. Hình như bọn họ muốn hướng tới chúng ta bên này đi tới. Nghe vậy, quốc vương tại trước mặt bàn trà thượng nhấn một cái nút, một khối tinh thể lỏng màn hình trong nháy mắt từ bàn trà bên trong thăng lên, nhìn tinh thể lỏng trong màn ảnh phim, quốc vương trầm tư một lát sau,
nói rằng, ta muốn những thứ này người cũng không phải phiên cùng với thủ hạ của hắn, nên là Diệp Thần Phong cùng Hắc Tâm bọn họ đoàn người, nếu bọn họ nghĩ đến chúng ta ở đây tới, như vậy chúng ta hà không chào đón bọn họ đâu. Chúng ta cũng không cần cố sức khí đi tìm bọn họ. Nói xong, Quốc Phương lại đang bàn trà nhấn khác một cái nút, trong phòng nguyên bản vững vàng đóng thượng hai cánh cửa tự động mở ra. Cùng lúc đó, Diệp Thần Phong chúng nhân cũng đi vào trong đại điện, nhìn đến đại điện chắc diện cửa cũng không có khóa, Diệp Thần Phong tự đoán được đối phương nhất định là biết hành tung của bọn họ, một mặt cẩn thận bốn phía có không có bị bố trí cơ quan, vừa đi vào đại điện chắc diện trong phòng. Đằng Diệp Thần Phong bọn họ đi vào chắc diện gian phòng sau, đầu tiên đập vào mi mắt là đủ loại thiết bị điện tử, những thiết bị này đối với Vương Lực, Hắc Tâm chúng nhân mà nói hay là không có cái gì tốt kinh ngạc. Thế nhưng Diệp Thần Phong trong lòng lại càng bất an, bởi vì này một ít tiên tiến thiết bị điện tử hoàn toàn không thể có thể xuất hiện ở thời đại này, tối thiểu vượt lên đầu thời đại này thiết bị điện tử tốt vài thập niên, thậm chí là trên trăm năm. Diệp Thần Phong, hoan nghênh các người tới đến ta chỗ này tham quan, người đối với ta nơi này thiết bị điện tử có cái gì? Không cảm tưởng, Quốc Phương ngồi ở trên ghế salon nhìn cách hắn có chừng 30 thước xa Diệp Thần Phong hỏi. Diệp Thần Phong nhíu mày một cái, hắn tịnh không có kinh ngạc Quốc Phương đoán được thân phận của bọn họ, nói rằng, những này thiết bị điện tử ngươi là từ đâu tới? Quốc Phương nếp uốn mặt thượng lộ ra một vòng nụ cười khó coi, nói rằng, người thanh niên nhân này thật là không có có kiên trì, cái này là ngươi thỉnh giáo lão nhân ra vấn đề thái độ sao? Đợi một lát ta sẽ cởi ra ngươi nghi ngờ trong lòng, bất quá, muốn đẳng ám ảnh tướng ngươi cấp bắt sống, ta sẽ chậm chậm cùng ngươi tâm sự. Nghe nói ngươi có 9 cấp đỉnh phong linh hồn lực. Như vậy ngày hôm nay tựu để cho ta tới kiến thức một chút đi. Ám ảnh, tướng Diệp Thần Phong bắt lại cho ta, những người còn lại cách sát vật luận. Quốc Phương mệnh lệnh bên cạnh đứng ám ảnh. Là, Quốc Phương, ám ảnh rất cung kính nói rằng. Ám ảnh đã sớm không kịp đợi muốn tướng Diệp Thần Phong bắt lại, lần trước Diệp Thần Phong đám người ở tay hắn dưới đào thoát, cái này đối với hắn mà nói thế nhưng một loại sỉ nhục. Hắn đêm nay sẽ tướng cái này loại sỉ nhục cấp cọ rửa sạch sẽ. Nhìn đến ám ảnh tại hướng cái này vừa đi tới, Diệp Thần Phong đúng Hắc Tâm đẳng người nói, các ngươi cấp ta lui qua một bên, ta đi đối phó hắn. Vì có thể một kích bị mất mạng, Diệp Thần Phong hiện tại vẫn như cũ là tướng linh hồn ra sức bảo vệ cầm tại 9 cấp đỉnh phong cường độ, hắn rõ ràng cảm thấy ám ảnh linh hồn lực cường độ ở vào 10 cấp linh hồn lực sơ kỳ, may là đây là tại hắn có thể đối phó trong phạm vi. Bất quá, xa xa ngồi ở trên ghế salon Quốc Phương, Diệp Thần Phong còn là cảm giác không ra thực lực của đối phương đạt tới cái gì trình tự. Hiện nay cũng chỉ có thể đủ trước đem ám ảnh giải quyết, sau đó đang chuyên tâm đối phó quỷ dị lão đầu Quốc Phương. Diệp Thần Phong, lần này là ngươi chủ động đưa tới cửa, ta gặp các ngươi còn thế nào đào tẩu. Cấp ta thúc thủ chịu trói đi, ám ảnh trong cơ thể vận chuyển 10 cấp sơ kỳ linh hồn lực. Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói, lần trước ta hỏi qua ngươi, ngươi đêm nay có thể không thể đủ bắt sống ta. Mà kết quả đêm hôm đó chúng ta từ ngươi thuộc hạ đào thoát. Lần này ta hỏi một mình ngươi lựa chọn tính vấn đề, ngươi nói tối nay là ngươi có thể bắt sống ta ni. Hay là ta tướng ngươi miễn phí đưa đến Diêm Vương Điện đi tới đưa tin. Chương 606, siêu việt 10 cấp đỉnh phong linh hồn lực tồn tại. Diệp Thần Phong cực độ hài hước ngôn ngữ truyền vào ám ảnh tai trong, cảnh này khiến ám ảnh mặt không thay đổi mặt thượng gia tăng rồi vài phần vẻ âm trầm, hắn đồng dạng biết lần trước Diệp Thần Phong dưới đất trong cung điện, dùng lực một người đối phó ba cái 9 cấp đỉnh phong linh hồn lực cao thủ, vẫn như cũ là thành thạo, bất quá, Diệp Thần Phong như thế nào đi nữa cường hắn cũng cuối cùng là ở vào 9 cấp linh hồn lực đỉnh phong, mà hắn thế nhưng thứ thiệt 10 cấp linh hồn lực cao thủ. 9 cấp linh hồn lực có thể không phải có thể cùng 10 cấp linh hồn lực đánh đồng. Cho nên, ở trong tối ảnh xem ra Diệp Thần Phong tự đại có vẻ đặc biệt cuồng vọng, thể nội 10 cấp sơ kỳ linh hồn lực nhanh chóng tăng lên lên, mặt âm trầm thượng lộ ra một vòng lãnh khốc dáng tươi cười. Diệp Thần Phong, xem ra ngươi hoàn toàn không rõ ta ngươi trong lúc đó thực lực chênh lệch. 9 cấp linh hồn lực là không thể có thể chiến thắng 10 cấp linh hồn lực. Ta chờ nhìn đến ngươi đợi một lát hướng thôn vệ đế quốc cúi đầu thương cảm bộ dáng. Ám ảnh xoay động thoáng cái cổ, tướng linh hồn lực quán chú đến hai chân chi chung, chợt đạp hướng mặt đất, phanh. Một tiếng, trên mặt đất bỗng nhiên lõm đi xuống, đá vụn văng khắp nơi khai tới,
ám ảnh phiêu hốt không chừng như u linh, thân ảnh trong chớp mắt liền xuất hiện ở Diệp Thần Phong trước mặt, một cái mạnh mẽ chắc đá hướng Diệp Thần Phong lưng gian đá vào, bình thường người lưng gian bị ám ảnh đá thượng như thế một cước, sợ rằng bán thân bất toại là nhẹ nhất kết quả, bởi vậy có thể thấy được ám ảnh một cước này trung ẩn chứa lớn mực nào lực lượng. Ám ảnh nhìn đến Diệp Thần Phong vẫn như cũ là đứng ở tại chỗ, hắn khẳng định Diệp Thần Phong là phản ứng không kịp, nghĩ hắn 10 cấp linh hồn lực cao thủ sẽ đối phó một cái 9 cấp linh hồn lực người, cái này còn không phải một cái chuyện dễ như trở bàn tay mà. Ngồi ở phía xa trên ghế salon quỷ dị lão đầu quốc vương, sắc mặt bình tĩnh nhìn trước mặt trận này tranh đấu, hắn thấy cái này là một hồi đặc biệt không có ý nghĩa tranh đấu, Diệp Thần Phong là khẳng định hội thua ở dưới tay của hắn ám ảnh trong tay. Cho nên trận này tranh đấu còn chưa có bắt đầu. Hắn tự sớm đoán được kết quả. Đứng tại Diệp Thần Phong bên trái cách đó không xa Vương Lực, hắc tâm chúng nhân, vừa rồi mắt cơ hồ là bổ nhào chóc không đến ám ảnh trong hành động thân ảnh. Theo bọn họ ám ảnh dường như chính là trong nháy mắt chuyển rời đến Diệp Thần Phong trước mặt. Mắt thấy ám ảnh một cước muốn đá vào Diệp Thần Phong lưng gian, bọn họ tâm đều nhắc tới cuống họng mắt. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết Diệp Thần Phong thực lực nhận được đột phá. Nhưng là bọn hắn cũng không dám khẳng định Diệp Thần Phong nhất định có thể chiến thắng ám ảnh, bởi vì giờ khắc này Diệp Thần Phong vẫn như cũ là đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, phảng phất là bị ám ảnh cấp tốc công kích cấp chấn nhiếp. Ám ảnh chắc đá phá vỡ không khí, Diệp Thần Phong là tất nhiên muốn trúng chiêu, nhưng mà... Đường ám ảnh chắc đá cách Diệp Thần Phong lưng gian chỉ có 5 cm thời gian, Diệp Thần Phong thân ảnh động, hắn sử xuất huyền thiên bộ pháp, bảo trì tại 9 cấp đỉnh phong linh hồn lực. Đồng dạng là trong nháy mắt tăng lên tới 10 cấp. Một bước bước ra, xúc địa thành thốn. Huyền thiên bộ pháp hơn nữa 10 cấp linh hồn lực có thể bày ra tốc độ. Cái này hoàn toàn so ám ảnh nhanh không dứt nhất tinh nửa điểm, trong nháy mắt tránh ra ám ảnh cái này một cái chắc đá, thân ảnh của hắn lặng yên gian xuất hiện ở ám ảnh phía sau. Ám ảnh chỉ cảm thấy hoa mắt, Diệp Thần Phong thân ảnh tự từ trong tầm mắt của hắn tiêu thất. Đồng dạng hắn vừa rồi lại có thể từ trên người Diệp Thần Phong cảm thấy 10 cấp linh hồn lực cường độ, cái này, điều này sao có thể ni? Diệp Thần Phong không phải chỉ có 9 cấp đỉnh phong linh hồn lực cường độ sao? Ám ảnh hiện tại không có thời gian suy nghĩ bất kỳ vấn đề gì, khi nhìn đến phía trước, bên cùng bên phải đều không có Diệp Thần Phong thân ảnh sau. Hắn không chút do dự đưa tay phải ra cánh tay từ nay về sau mặt trọn đã qua. Ám ảnh cánh tay ở trong không khí tạo thành từng tầng một xếp ảnh, chính xác huy hướng Diệp Thần Phong đầu, Diệp Thần Phong không lại ẩn núp thực lực của hắn, hắn phải mau sớm giải quyết ám ảnh, trong cơ thể 10 cấp linh hồn lực hoàn toàn bạo phát ra. Diệp Thần Phong xòe bàn tay ra nhẹ nhõm chờ chặn ám ảnh huy hướng đầu hắn cánh tay, ám ảnh thực lực chỉ là ở vào 10 cấp linh hồn lực sơ kỳ mà thôi, đối với bây giờ Diệp Thần Phong mà nói, dùng trong cơ thể hắn tinh thuần linh hồn lực. Đối phó 10 cấp trung kỳ linh hồn lực cao thủ không là vấn đề, huống chi là ám ảnh cái này 10 cấp sơ kỳ linh hồn lực cao thủ. Diệp Thần Phong bàn tay ngăn trở ở ám ảnh cánh tay phải đồng thời. Bàn tay của hắn bỗng nhiên tụ họp, tướng ám ảnh cánh tay nắm tại bàn tay của hắn chung, không ngừng gia tăng độ mạnh yếu, không ngừng gia tăng độ mạnh yếu, thẳng đến ám ảnh cánh tay trong phát sinh răng rắc. Răng rắc, răng rắc, tiếng xương vỡ vụn. Ám ảnh mặt thượng biểu tình biến được dữ tợn không gì sánh được. Mà dữ tợn chung lại để lộ ra khiếp sợ, hắn hiện tại có thể khẳng định, Diệp Thần Phong vậy mà thật đạt được 10 cấp linh hồn lực trình tự, có thể căn cứ cảm giác của hắn, hắn có thể kết luận Diệp Thần Phong tài đột phá đến 10 cấp linh hồn lực không bao lâu, nhưng mà, hắn lại sớm đã đột phá đến 10 cấp linh hồn lực, như vậy hắn làm sao có thể hội thua ở một cái vừa mới vừa đột phá đến 10 cấp linh hồn lực người đâu. Cái này hoàn toàn không hợp logic. Hiện tại ngươi nên biết cái kia lựa chọn tính vấn đề đáp án đi. Cuối cùng đáp ứng là ta tướng ngươi đưa đến Diêm Vương Điện đi tới đưa tin. Diệp Thần Phong một cước đá vào ám ảnh trên đầu gối, có thể dùng ám ảnh té quỵ dưới đất đồng thời, hắn lại một cước đá vào ám ảnh ngực. Ám ảnh ngực xương toàn bộ lõm đi xuống, liên tiếp trái tim huyết quản trực tiếp bị đá bể, khẩu trung phun ra một ngụm máu tươi, mặt thượng cuối cùng là xuất hiện hốt hoảng thần sắc. Cổ họng trong la lớn, không, 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 ta còn. Một câu lời còn chưa nói hết, ám ảnh liền hai mắt khẽ đảo, hoàn toàn đoạn qua khí đi. Ngồi ở trên ghế salon quốc vương, nguyên bản bình tĩnh thần sắc, tại Diệp Thần Phong cho thấy 10 cấp linh hồn lực thời gian, hắn thật là chấn kinh rồi,
hắn đi qua cảm giác Diệp Thần Phong linh hồn lực, đồng dạng có thể khẳng định Diệp Thần Phong là mấy ngày nay nội tài đột phá đến 10 cấp linh hồn lực, có thể 9 cấp linh hồn lực cùng 10 cấp linh hồn lực trong lúc đó có một đạo cực khó sự vượt qua khe rãnh, cho dù Diệp Thần Phong tiến nhập 10 cấp linh hồn lực, thế nhưng ám ảnh đã sớm là 10 cấp linh hồn lực cao thủ. Làm sao có thể hội thua ở Diệp Thần Phong? Một bên Hắc Tâm, Vương Lực chúng nhân nhìn đến Diệp Thần Phong giết chết ám ảnh, bọn họ một đám để cổ họng tâm tài xem như là để xuống, trong đó hưng phấn nhất là Hắc Tâm, hiện tại chỉ cần giết quốc vương, hắn coi như là vì phụ mẫu hắn báo thù, khoa trước hai bước, chỉ vào quốc vương, nói rằng, ngươi không nghĩ tới mình cũng hội có ngày này đi. Đêm nay chính là ngươi và thôn vệ đế quốc diệt vong ngày. Trải qua ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, quốc vương mặt thượng lại khôi phục bình tĩnh, nói rằng các ngươi muốn giết chết ta. Cái này muốn gặp các ngươi có bản lãnh này hay không? Quốc vương đột nhiên chậm rãi từ trên ghế salon đứng lên, thân thể trong giây lát bạo phát ra một cổ cường đại năng lượng ba động tới. Cái này loại năng lượng ba động đang không ngừng bay lên, trên người hắn sở phát ra khí thế, có loại ép tới vương lực, Hắc Tâm chúng nhân muốn cảm giác không thở nổi. Theo quốc vương trên người xuất hiện năng lượng ba động, Diệp Thần Phong một đôi con ngươi đen nhánh bắt đầu ngưng trọng, bởi vì hắn cảm giác được xuất ngoại vương trong cơ thể đồng dạng là có linh hồn lực, với lại linh hồn lực cường độ đã đạt đến 10 cấp đỉnh phong, thậm chí đã siêu việt 10 cấp đỉnh phong cường độ. Quốc vương thể nội linh hồn lực phóng ra ngoài đi ra, bởi vương lực, Hắc Tâm chúng nhân chịu không nổi cái này loại áp bách, toàn bộ mới ngã xuống đất đã bất tỉnh. Ở đây cũng chỉ có Diệp Thần Phong có thể tại cái này loại cảm giác áp bách hạ miễn cưỡng bảo trì sắc mặt không thay đổi. Quốc vương khi nhìn đến vương lực, Hắc Tâm chúng nhân đã bất tỉnh sau đó, hắn mới mở miệng nói rằng, Diệp Thần Phong, ta nghĩ ngươi không phải thời đại này người đi. Ngươi cho là linh hồn lực đỉnh cao chính là 10 cấp sao? Ta có thể rõ ràng nói cho ngươi biết, linh hồn lực đạt tới 10 cấp sau đó còn có cấp bậc cao hơn. Hai cái này nghi vấn có thể dùng Diệp Thần Phong hoàn toàn lâm vào trong khiếp sợ, nhưng mà, trên mặt hắn lại vẫn như cũ là bất vi sở động, trong ánh mắt lộ ra sắc bén quang mang, hỏi, ngươi đến cùng là ai? Ta là người như thế nào cái này tựa hồ không quá trọng yếu đi? Ngươi nên biết ta không có ở nói dối, thân thể ta nội linh hồn lực đã một chân bước ra 10 cấp đỉnh phong linh hồn lực cường độ, cái này một điểm ngươi khẳng định có thể cảm giác được ra. Quốc vương nếp uốn mặt thượng chậm chậm hiện lên một vòng dáng tươi cười. Diệp Thần Phong ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú vào quốc vương, tướng thể nội 10 cấp linh hồn lực tăng lên tới cực hạn, liên tưởng đến thôn vệ đế quốc có vượt lên đầu khoa học kỹ thuật, thôn vệ đế quốc chung xuất hiện linh hồn lực chiến sĩ, hỏi dò, ngươi cũng không phải thời đại này người. Chương 607, siêu phụ tải thân thể. Không gì sánh được xấu xí dáng tươi cười tại quốc vương mặt thượng lan tràn. Nếp uốn khô ra những người nhìn qua cảm thấy đặc biệt buồn nôn, cổ họng trong phát sinh thanh âm trầm thấp, Diệp Thần Phong, ngươi đã đoán đúng, ta linh hồn cũng không thuộc về thời đại này, nói thật đi ngươi nhường ta rất là chấn kinh rồi một lần, linh hồn của ngươi lực cường độ rõ ràng muốn so ám ảnh còn yếu thượng một ít, mà ngươi lại có thể không cần tốn nhiều sức giải quyết rồi ám ảnh, như thế nhường ta thật tò mò. Diệp Thần Phong tại khởi điểm sau khi khiếp sợ, hắn lập tức tướng tâm tình cấp bình ổn lại. Dù sao hắn linh hồn cũng là từ 500 năm sau thế giới xuyên qua đến thời đại này tới, như vậy cái này trên thế giới bảo không được đồng dạng hội có tượng hắn như vậy linh hồn người đổi kiếp. Bất quá, hắn trong lòng vô cùng hiếu kỳ, 10 cấp linh hồn lực sau cấp bậc là cái gì? Đang nghe được quốc vương nói lời nói này sau đó, Diệp Thần Phong xác định quốc vương không biết đi qua âm dương giao hợp, có thể dùng thể nội linh hồn lực biến được tinh thuần. Như vậy Diệp Thần Phong có thể không có giải thích cho đối phương tâm tư, dù sao cái này âm dương giao hợp biện pháp là Diệp Thần Phong đời trước huấn luyện viên suy đoán lung tung, thông thường có người nào ăn no không có việc gì làm linh hồn lực cao thủ, hội đang làm nam nữ vận động thời gian, tướng trong cơ thể linh hồn lực quán trú đến đối phương thể nội. Sau đó tại nam nữ song phương thân thể trong hình thành một cái hữu hiệu tuần hoàn. Ta linh hồn lực trời sinh tựu không giống người thường. Người nói 10 cấp linh hồn lực sau đó còn có cái đó cấp bậc của hắn. Diệp Thần Phong muốn từ quốc vương khẩu trung hiểu rõ nhiều thứ hơn. Diệp Thần Phong, ta nghĩ người thì ra là thời đại kia, linh hồn lực nên còn không có bị hoàn toàn khai phát ra ngoài. 10 cấp linh hồn lực sau đó là vương cấp linh hồn lực, tông cấp linh hồn lực, tôn cấp linh hồn lực toán. Ta không cần thiết đúng ngươi nhiều tốn nước miếng,
đạt tới 10 cấp linh hồn lực sau đó, ngươi muốn lại đột phá so với lên trời còn khó hơn. Ta xem ngươi cả đời chỉ có thể dừng lại cho 10 cấp linh hồn lực. Quốc Vương mơ hồ nói một ít Diệp Thần Phong không biết sự tình, nếp uốn trên khuôn mặt một đôi khàn khàn đôi mắt biến được dị thường mạnh mẽ, nói rằng, Diệp Thần Phong, chỉ cần ngươi đồng ý thuần phục cho ta, ta có thể nhượng ngươi đột phá 10 cấp linh hồn lực. Hơn nữa có thể nhượng ngươi tiếp xúc một cái trước đây ngươi cho tới bây giờ tiếp xúc không đến lĩnh vực, nếu không đêm nay nơi này chính là ngươi táng sinh đất. Ta nghĩ linh hồn của ngươi xuyên qua đến hiện ở thời đại này đã rất lâu rồi đi. Linh hồn xuyên qua hội có thể dùng ngươi đời trước vốn là linh hồn lực kịch liệt giảm bớt đến 2 cấp, thậm chí là 1 cấp, ngươi thực lực hôm nay đã đạt được 10 cấp linh hồn lực, ta nghĩ ngươi nên hoa tối thiểu 7-8 năm thời gian đi. Quốc Vương đặc biệt tự tin nói rằng, chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí linh hồn xuyên qua đến thời đại này cũng mới 1-2 năm thời gian, nếu để cho Quốc Vương biết Diệp Thần Phong linh hồn xuyên qua đến thời đại này sau đó. Chỉ tốn thời gian ngắn như vậy tự tăng lên tới 10 cấp linh hồn lực, đồng thời hắn đời trước chỉ có đạt được 8 cấp linh hồn lực lời nói, Quốc Vương chỉ sợ cũng không có cách gì như thế bình tĩnh. Quốc Vương nguyên do suy đoán Diệp Thần Phong đã xuyên qua đến thời đại này rất lâu rồi, là bởi vì 1 đến 10 cấp linh hồn lực tuy rằng đột phá lên tương đối cho 10 cấp sau đó đơn giản, nhưng là không phải nói đột phá là có thể đột phá, tự giống vậy hắn bản thân. Hắn đủ hoa 15 năm tài một chân bước vào vương cấp linh hồn lực trình tự. Nói đến Quốc Vương cũng coi là sử thượng xui xẻo nhất linh hồn người đổi kiếp, hắn xuyên qua phụ thân tại một gã 95 tuổi tuổi lão đầu trên người, có thể dùng hắn muốn để thăng linh hồn lực là càng thêm gian nan, bây giờ hắn cổ thân thể này tuổi thật đã có 110 tuổi, tại thực lực của hắn từng bước tăng lên trong lúc, trên người của hắn bắp thịt cũng càng tới càng to tăng lên. Chỉ là trên mặt hắn dung nhan tịnh không có theo thực lực đề thăng mà thay đổi. Thảo nào nhìn qua sọ đầu của hắn cùng thân thể không là cùng một người. Diệp Thần Phong không cần thiết đúng Quốc Vương giải thích, hắn cũng không đáng đúng Quốc Vương giải thích cái gì, nếu quả như thật như Quốc Vương nói như vậy, hắn muốn đi tìm 7-8 năm thời gian tài năng đủ để thăng tới 10 cấp linh hồn lực lời nói. Như vậy bây giờ tài xuyên qua đến thời đại này 1-2 năm Diệp Thần Phong, linh hồn lực chẳng phải là chỉ có cấp 3 cấp 4 ni. Vương cấp linh hồn lực, tông cấp linh hồn lực, tôn cấp linh hồn lực. Diệp Thần Phong tại trong lòng âm thầm lẩm bẩm, hắn đang suy nghĩ tôn cấp linh hồn lực sau đó có thể hay không còn có cấp bậc cao hơn. Bất quá, những này hiển nhiên không phải hắn hiện tại nên suy tính, hắn vô luận như thế nào cũng không hội hướng Quốc Vương cúi đầu, muốn trở thành một gã cường giả chân chính phải muốn có chưa từng có từ trước đến nay mãnh liệt kinh. Diệp Thần Phong tin tưởng dựa vào hắn mình có thể lực cũng là có thể đột phá 10 cấp linh hồn lực đến cấp bậc cao hơn. Lại nói thôn vệ đế quốc là hắc tâm cửu nhân, mà Diệp Thần Phong đã sớm coi hắc tâm là làm huynh đệ đối đãi. Hắn đã từng nói với hắc tâm qua một câu nói như vậy, chí ít ta tuyệt đối không hội ở sau lưng thống ngươi một đao. Chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí đương nhiên là một cái nói được thì làm được đích thực nam nhân, bất kể như thế nào. Hắn cùng Quốc Vương một trận chiến này là không thể tránh khỏi. Đêm nay ở đây không sẽ là ta Diệp Thần Phong nơi táng thân, đảo sẽ là ngươi cái này lão già kia nơi táng thân, cho dù ngươi một chân bước vào vương cấp linh hồn lực làm sao như. Ngày hôm nay để ta Diệp Thần Phong tới thể nghiệm 10 cấp linh hồn sau linh hồn lực đến cùng có bao cường hãn. Diệp Thần Phong thể nội linh hồn lực điên cuồng vận chuyển, nhập vào cơ thể mà ra linh hồn lực tướng y phục của hắn thổi trúng cổ. Người thông minh là nên biết tiến thối, nguyên bản ta cho rằng ngươi là một người thông minh, thế nhưng hiện tại ta biết ngươi là một cái đặc biệt người ngu xuẩn, như vậy ta sẽ đưa ngươi đến Diêm Vương Điện lên đi. Quốc Vương thể nội linh hồn lực lần thứ 2 tăng lên, khí thế cao hơn Diệp Thần Phong ra không dứt nhất tinh nửa điểm, tướng Diệp Thần Phong bày ra linh hồn lực hoàn toàn đắp lên. Quốc Vương già nua nếp uốn mặt thượng lộ ra một vòng vẻ ngoan lệ, thân thể trong nháy mắt tiêu thất tại chỗ. Thân ảnh lần thứ 2 xuất hiện thời gian đã tại Diệp Thần Phong trước mặt, một chỉ khô nắm tay hướng Diệp Thần Phong đầu oanh khứ, cái này chỉ khô nắm tay trong ẩn chứa nghìn cân chi lực. Một chân bước vào vương cấp linh hồn lực tồn tại, cái này đẳng thực lực quả nhiên không phải cái, Diệp Thần Phong chỉ là bằng vào kinh người phản ứng năng lực, vội vàng xòe bàn tay ra chặn Quốc Vương cái này một cái công kích, dưới chân nhịp bước bị chấn đắc liên tiếp lui về phía sau, cả đều cánh tay một trận tê dại. Cảm giác xương đều thiếu chút nữa muốn vỡ vụn thông thường, chỉ cần chỉ là một chân bước vào vương cấp linh hồn lực tự lợi hại như vậy,
như vậy chân chính vương cấp linh hồn lực được muốn bao cường hãn. Diệp Thần Phong lắc lắc có chút mất đi chi giác cánh tay, ánh mắt biến được càng ngưng trọng, bén nhạy ánh mắt đột nhiên phát hiện quốc vương nơi ngực lộ ở bên ngoài một khối trên da xuất hiện một điều tinh mịn vết rạn, có nhẹ nhẹ máu tươi đang từ vết rạn trung bốc lên đi ra, nhưng hắn không khỏi nghĩ đạo, đây là có chuyện gì? Hắn làm sao sẽ bản thân bị thương? Diệp Thần Phong, ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, ngươi có nguyện ý hay không làm thủ hạ của ta? Quốc vương thanh âm lần thứ hai truyền vào Diệp Thần Phong tai trong. Diệp Thần Phong nhìn quốc vương già nua khuôn mặt, trong đầu hắn đột nhiên linh quang lóe lên, thầm nghĩ, lão già này thân thể nhất định là không chịu nổi một chân bước vào vương cấp linh hồn lực cường độ, là trong cơ thể hắn linh hồn lực tướng thân thể hắn tại từ từ sanh liệt. Trên thực tế, Diệp Thần Phong suy đoán một điểm đều không sai, tuy rằng quốc vương thân thể nhìn qua đặc biệt cường tráng, nhưng hắn cổ thân thể này dù sao có 110 tuổi, vô luận như thế nào cải tạo cũng không chạy thoát sự phát hiện này thật. Hắn mỗi ngày sử dụng một chân bước vào vương cấp linh hồn lực thời gian chỉ có 15 phút, nếu như vượt qua 15 phút, như vậy thân thể hắn tướng hội hoàn toàn văng tung tóe mà chết. Cho nên, quốc vương mới có thể lại hỏi Diệp Thần Phong có nguyện ý hay không làm thủ hạ của hắn. Hắn có thể cảm giác được ra dùng Diệp Thần Phong thực lực đối chiến 10 cấp trung kỳ linh hồn lực cao thủ không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa Diệp Thần Phong có một loại quỷ dị bộ pháp, cho nên cho dù một chân bước vào vương cấp linh hồn lực, thế nhưng muốn tại trong vòng 15 phút giải quyết Diệp Thần Phong đặc biệt chắc trở. Lão già kia, phí nhiều lời nói làm gì? Đêm nay chỉ có hai loại khả năng, hoặc là ngươi chết, hoặc là ta chết, ta nghĩ cuối cùng người chết nhất định là ngươi. Diệp Thần Phong đôi mắt kiên nghị nói, hắn muốn xác định thoáng cái suy đoán của mình rốt cuộc là có phải hay không thật. Tốt, 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 quốc vương liên tiếp nói ba cái tốt tự, thân ảnh lần thứ hai hướng Diệp Thần Phong vào tới, một quyền chợt hướng Diệp Thần Phong ngực oanh khứ. Vì chứng thực hắn suy đoán của mình, Diệp Thần Phong không né không tránh, phanh. Một tiếng, hắn cùng quốc vương tới một lần cứng đối oanh, tại đối oanh đồng thời. Diệp Thần Phong tay kia tướng quốc vương y phục trên người bắt lại xuống, dưới chân bước chân lần thứ hai liên tiếp lui về phía sau, cánh tay trong hầu như không có bất kỳ cảm giác gì, hình như là hoàn toàn bị phế bỏ, đây là Diệp Thần Phong cố ý chắc một nghiêng người tử, tá rơi quốc vương trên nắm tay chuyển tới một bộ phận lực kết quả ni. Liên tiếp lui về phía sau Diệp Thần Phong nhìn quốc vương trên người từng cái rõ ràng có thể thấy được vết rạn, khóe miệng hắn hiện lên một vòng nụ cười nhẹ nhõm. Thân thể của ngươi quả nhiên là siêu phụ tải, ta xem nếu như ngươi sử dụng nữa một chân bước vào vương cấp linh hồn lực cường hãn lực lượng, đến lúc đó không cần ta tự mình động thủ giết ngươi, ngươi cũng muốn bản thân tống bản thân đi gặp Diêm Vương gia. Chương 608, hệ thống tự hủy khởi động. Y phục trên người bị kéo quốc vương, hắn trong con ngươi phẫn nộ nhảy lên tới cực điểm, hắn không có nghĩ đến Diệp Thần Phong lại có thể phát hiện hắn bí mật này. Mắt thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn sử dụng một chân bước vào vương cấp linh hồn lực thời gian đã có 8 phút, tiếp tục như vậy nữa hắn cần phải muốn thân thể văng tung tóe mà chết, cho nên hắn phải mau sớm giải quyết Diệp Thần Phong, hắn biết Diệp Thần Phong nhất định là không hội thần phục với hắn. Diệp Thần Phong, ta sẽ tại thân thể hoàn toàn siêu phụ tải trước đem ngươi cấp triệt để giải quyết rồi. Quốc vương bởi vì vừa rồi lo lắng tình trạng thân thể của mình. Cho nên hắn không có tướng phải có thực lực hoàn toàn phát huy được, thế nhưng hiện tại hắn đã đến phải muốn cùng Diệp Thần Phong tốc chiến tốc thắng trình độ, trong cơ thể linh hồn lực không giữ lại chút nào tăng lên tới cực hạn, cả trương già nua nếp uốn mặt biến được càng dữ tợn lên. Bàng bạc minh mông linh hồn lực một lãng tiếp theo một lãng đánh úp về phía Diệp Thần Phong, có thể dùng Diệp Thần Phong ngực biến được dị thường khó chịu, hắn hai điều chân mày lần thứ hai nhíu chặt lên. Nhìn bởi quốc vương không giữ lại chút nào để thăng thực lực sau đó, trên thân thể huyết sắc vết nứt càng ngày càng lớn, như một trương mạng nhện thông thường hiện đầy toàn thân, Diệp Thần Phong rõ ràng hiện tại hắn cần phải làm là kéo dài thời gian, hắn biết dùng thực lực của hắn bây giờ căn bản còn không phải quốc vương đối thủ. Diệp Thần Phong đồng dạng tướng trong cơ thể hắn 10 cấp sơ kỳ linh hồn lực tăng lên tới cực hạn, dùng này tới chống lại từ quốc vương trên người truyền tới một lãng tiếp theo một lãng năng lượng ba động. Miệng quát, lão già kia, tại ngươi giải quyết rồi ta sau đó, ngươi lại nói mạnh miệng cũng không trễ. Ha, quốc vương cổ họng trong phát sinh một tiếng âm trầm tiếng cười, giọng nói âm trầm nói, Diệp Thần Phong, ngươi thuần toái là đang tìm tử, ngươi thật làm tức giận ta sẽ nhường ngươi minh bạch cái gì gọi là so tử còn thống khổ,
Quốc vương thân ảnh trong lúc bất chợt tiêu thất tại chỗ. Diệp Thần Phong hai con người cảnh giác quan sát đến bốn phía động tĩnh, hắn đột nhiên ở bên trái cảm thấy một tia năng lượng ba động, đợi được hắn muốn lập tức làm ra phản ứng thời gian, từ hắn bên trái đột nhiên hiện thân quốc vương tốc độ bay nhanh một quyền hướng hắn ngực oanh khứ. Phanh, một tiếng vang dội. Diệp Thần Phong ngực chính giữa quốc vương một quyền, dưới chân bước chân một liền lui về phía sau 7-8 bước. Cổ họng vị giấc ngủ một ngọt, một ngụm máu tươi từ trong miệng tràn đầy đi ra, ngực dị thường khó chịu đau đớn, trái tim cũng đồng thời đình chỉ 3-4 giây chung, trái tim của hắn thiếu chút nữa bị quốc vương lực lượng cấp chấn bạo. Diệp Thần Phong trong lòng một trận cay đắng, quả nhiên đẳng cấp thượng chênh lệch. Cũng đại biểu cho trên thực lực chênh lệch, điều này làm cho Diệp Thần Phong càng thêm kiên định đẳng lần này sống rời đi nơi này sau, nhất định phải thêm khẩn cùng chúng nữ tiến hành âm dương giao hợp. Dùng này tướng trong cơ thể hắn linh hồn lực biến được càng tới càng tinh thuần, hắn nhất định phải làm đến ngang nhau cấp nội vô địch, thậm chí có thể vượt cấp đánh chết đối thủ tiêu chuẩn. Diệp Thần Phong nhìn đến quốc vương trên người vết dạn hé càng lúc càng lớn. Trên dưới hàm răng chăm chú cắn, đen kịt hai con ngươi trung tràn đầy kiên nghị chi sắc, quát dẹp đường, lão già kia, ngươi tựu những thực lực này sao? Ta xem ngươi là lão liền hành động đều không có phương tiện đi. Diệp Thần Phong hiện tại chính là muốn làm tức giận quốc vương, những quốc vương sử xuất toàn bộ thực lực tới, như vậy tựu sẽ tăng nhanh quốc vương bản thân tướng bản thân đẩy vào vực sâu tốc độ. Diệp Thần Phong, vẫn thật không nghĩ tới xương của ngươi cứng như thế. Ta cho là vừa rồi một quyền kia có thể chấn nổ tim của ngươi. Như vậy một quyền này ta tuyệt đối tống ngươi đến Diêm Vương Điện đi tới đưa tin. Quốc vương mặt thượng nhăn lại tới ra giường như một đóa hoa cúc nở rộ. Quốc vương thân ảnh lần thứ hai tiêu thất tại chỗ, Diệp Thần Phong biết né tránh cũng không là biện pháp, quốc vương tốc độ nhanh hơn hắn nhiều lắm, hắn trong lòng trong lúc bất chợt bốc lên ra một cái kế sách, đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích cùng đợi quốc vương công kích. Diệp Thần Phong, ngươi là có tử giác ngộ sao? Như vậy trái lại rất tốt, quốc vương thanh âm từ bên phải truyền ra Diệp Thần Phong tai trong, một quyền lần thứ hai hướng Diệp Thần Phong đánh tới. Diệp Thần Phong vẫn như cũ là đứng tại chỗ không có chút nào né tránh, quốc vương một quyền này chuẩn xác không gì sánh được đánh vào Diệp Thần Phong ngực, trực tiếp tướng Diệp Thần Phong thân thể đánh ra 3-4 thước xa, Diệp Thần Phong nằm tại trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Ngoài miệng nói nhiều sao êm tai, hay nhất còn không phải buông tha phản kháng sao, một cái vô tri tiểu tử, tại quốc vương xem ra Diệp Thần Phong nhất định là có tử chuẩn bị, hắn một quyền này trung thế nhưng ẩn chứa toàn bộ lực lượng. Hắn không tin Diệp Thần Phong hội đùa giỡn hoa chiêu gì. Nhập vào cơ thể mà ra linh hồn lực bao trùm tại Diệp Thần Phong trên người, hắn tại Diệp Thần Phong trên người cảm giác không đến nửa điểm sinh cơ. Quả nhiên là tử không thể đủ lại tử, như vậy ta tống những bằng hữu này của ngươi cũng đến trên hoàng tuyền lộ đi cùng ngươi. Quốc vương đúng phán đoán của mình đặc biệt có tự tin. Liền vội vàng đem linh hồn lực thu liếm, xoay người, chuẩn bị tướng ngất trung vương lực, hắc tâm chúng nhân cũng giết. Nhưng mà, coi như quốc vương xoay người trước mắt, Diệp Thần Phong thân thể như quỷ mị từ dưới đất đứng lên, vừa rồi tại quốc vương nắm tay đánh vào bộ ngực hắn trước, hắn đã đem cánh tay trái lặng lẽ rút vào trong quần áo mặt, tướng bàn tay trái chắn ngực vị trí, nếu không ngực ngạnh sinh sinh thừa thụ quốc vương lúc này đây công kích, hắn 100% thật muốn đi gặp Diêm Vương gia. Cho dù như vậy, Diệp Thần Phong bàn tay trái cùng ngực xương đều đứt, nơi ngực trái tim cũng bị sự đả kích không nhỏ. Trong miệng tràn đầy mùi máu tươi 10 phần máu tươi. Đang bị quốc vương đánh vào trên mặt đất sau, Diệp Thần Phong lập tức lại sử xuất quy thức thuật, dùng này tới nhượng quốc vương ngộ nhận là hắn đã tử vong. Diệp Thần Phong đặc biệt rõ ràng dùng quốc vương tốc độ, hắn nhất định là tránh không thoát công kích của đối phương, cho nên hắn tài nghĩ ra như thế một cái dùng sinh mệnh vì giá cao đánh bạc. Bất quá, cuối cùng Diệp Thần Phong còn là thành công. Đứng tại quốc vương phía sau cách đó không xa Diệp Thần Phong, đang sử dụng quy tức thuật sau đó, tánh mạng của hắn khí tức toàn bộ tiêu thất, dường như cùng không khí dung vì nhất thể, cái này cũng khó trách quốc vương không phát hiện được hắn sau lưng mình tình huống. Quốc vương cảm thụ được thân thể văng tung tóe đau đớn, đầu tiên đi tới hắc tâm trước mặt, trầm thấp lẩm bẩm, đều là một đám vô tri ngu ngốc. Giữa lúc quốc vương muốn giơ chân lên, một cước đạp nát vụn hắc tâm đầu thời gian. Sau lưng của hắn xuất hiện một đạo thân ảnh, đến nơi này nhất khắc quốc vương mới cảm giác được không thích hợp, vừa định muốn tướng thể nội linh hồn lực lần thứ hai tăng lên,
đáng tiếc đã là chậm một bước, sau lưng của hắn đạo thân ảnh kia, dùng sức một trường vỗ đánh vào phía sau lưng của hắn thượng, có thể dùng thân thể hắn hướng tới trước bay ra ngoài, nặng nề đụng vào một chắn trên vách tường. Quốc Phương bởi không có sử dụng linh hồn lực, trên thân thể là ngạnh sinh sinh thừa nhận rồi Diệp Thần Phong xứ suốt toàn lực một kích, trên người vốn là vết dạn hé càng lúc càng lớn. Hắn biết nếu như bây giờ lại đem linh hồn lực để thăng tới một chân bước vào vương cấp trình tự, như vậy thân thể hắn hội trong nháy mắt văng tung tóe. Quốc Vương hai con người không thể tin được nhìn trước mặt chật vật không chịu nổi thanh niên nhân, khẩu trung khiếp sợ nói rằng, Diệp Thần Phong. Ngươi vừa rồi rõ ràng tử, ngươi làm sao có thể tử mà phục sinh. Diệp Thần Phong dùng mu bàn tay lau mép một cái tràn ra tới máu tươi. Hắn biết dùng bây giờ Quốc Vương là không uy hiếp được hắn, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười lạnh như băng, đáp phi sở vấn nói rằng, ta đã nói rồi, đêm nay sẽ chết người nhất định là ngươi cái này lão già kia. Diệp Thần Phong thể nội cũng bị nội thương nghiêm trọng, bất quá, hắn vẫn có thể chống đỡ một đoạn thời gian, bước chân không nhanh không chậm hướng Quốc Vương đi tới, ngươi tự an tâm đến dưới đất đi bồi Diêm Vương ra uống rượu đi. Quốc Vương thân thể dựa vào tại gian phòng trên vách tường. Dưới chân bước chân đi phía trái biên hơi di động tới, nói rằng, Diệp Thần Phong, chỉ cần ngươi thả ta, ta chuyện gì đều có thể đáp ứng ngươi, ngươi cần gì ta là có thể cho ngươi cái gì. Ta muốn mạng của ngươi, Diệp Thần Phong quát. Quốc Vương hơi hoạt động bước chân đột nhiên ngừng lại, cười, Diệp Thần Phong, ta thừa nhận ngươi là một cái có vô hạn tiềm lực thanh niên nhân, thế nhưng ngày hôm nay các ngươi đều muốn cấp ta chôn cùng. Quốc Vương bên cạnh trên vách tường có một bàn tay đồ án. Quốc Vương tướng bàn tay của hắn không chút do dự án đi tới, tiếp theo, trong cả căn phòng nhấp nhoáng màu đỏ báo động đèn, cơ giới hóa thanh âm cũng vang lên, hệ thống tự hủy tướng tại 10 giây sau khởi động, hệ thống tự hủy tướng tại 10 giây sau khởi động, hệ thống tự hủy tướng tại 10 giây sau khởi động. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Cả phòng, cùng với cả tòa cổ bảo chợt chấn động lên. Ngắn ngủi này 10 giây chung căn bản nhượng Diệp Thần Phong liền cơ hội phản ứng cũng không có, hắn căn bản không thể tài năng ở trong vòng 10 giây chạy ra cổ bảo, hắn càng không thể có thể bỏ lại vương lực, hắc tâm bọn họ bất kể. Chương 609, bị nhốt. Phanh, 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 phanh. Gian phòng đỉnh chóp không ngừng có liệt khai xi măng hòn đá rơi xuống. Quốc Vương một cái không có để ý bị một đống xi măng hòn đá đập trúng thân thể, tiếp theo, trong phòng rung động tần suất càng lúc càng lớn, oanh. Một tiếng vang thật lớn, đỉnh chóp liệt khai xi măng khối ẩm ẩm sụp đổ xuống. Diệp Thần Phong kịp thời tướng vương lực, hắc tâm, tần nghị chúng nhân chuyển rời đến địa phương an toàn, giờ khắc này, hắn đã không có tâm tư đi lưu ý Quốc Vương, lại nói Quốc Vương đã bị một đống xi măng khối đập trúng thân thể. Có thể nói Quốc Vương vẫn có thể sống tiếp xác suất cơ hồ là bằng không. Trong phòng sụp đổ tình trạng càng tới càng mạnh mẽ, Diệp Thần Phong không chút do dự tìm khắp ngõ ngách, tướng trong phòng có thể lợi dụng đến gì đó đều lợi dụng lên. Tại Diệp Thần Phong vừa mới chuẩn bị tốt hết thảy thời gian, chỗ này gian phòng liền hoàn toàn sụp đổ, trái lại Diệp Thần Phong lựa chọn cái kia góc một mảnh nhỏ không gian, đỉnh đầu bị 4-5 đài đồ sộ thiết bị điện tử cấp chống được, cho nên không có hoàn toàn sập xuống. Chu vi biến được một phiến hắc ám, Diệp Thần Phong vừa rồi ở trong phòng thấy được một cái đèn pin, hắn không chút do dự nào lấy vào tay bên trong, lúc này lục lọi trong tay hoàn hảo không hao tổn đèn pin, Diệp Thần Phong nhấn chốt mở, chu vi tức khắc nhiều một ít sáng, hắn xem ra thoáng cái nằm dưới đất vương lực, hắc tâm chúng nhân, khi nhìn đến bọn họ đều không có việc gì sau đó, hắn tài cuối cùng là thở dài một hơi. Diệp Thần Phong đi tới mọi người bên cạnh. Tướng linh hồn lực rót vào đến bọn họ thể nội, có thể dùng mọi người bắt đầu từ ngất trung thanh tỉnh lại, đương mọi người thấy chu vi ngoại trừ một mảnh nhỏ ngọn đèn ở ngoài, còn lại đều là hắc ám sau, hắc tâm đệ nhất cái mở miệng hỏi, Diệp Thần Phong, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chúng ta bây giờ đây là đang nơi nào? Diệp Thần Phong đơn giản đúng mọi người tự thuật một lần cả kiện chuyện đã xảy ra, đương nhiên hắn cùng với Quốc Vương là người đổi kiếp sự tình. Hắn tịnh không có đúng hắc tâm bọn họ đề cập bất kỳ một cái nào tự, linh hồn xuyên qua cái này dù sao cũng là một cái đặc biệt chuyện bất khả tư nghị. Diệp Thần Phong, nói như vậy Quốc Vương đã chết, hắc tâm tâm tình hơi lộ ra kích động nghi vấn hỏi. Diệp Thần Phong điểm gật đầu, hồi đáp Quốc Vương nên là đã chết,
trước hắn bị vô cùng nghiêm trọng tổn thương. Lại bị chôn sống tại ở đây, người nói hắn còn có thể sống sao? Lão đại, hiện tại chúng ta nên nghĩ nghĩ thế nào đi ra ngoài mới là chính sự đi. Ta xem lần này phiến trong không gian dưỡng khí chỉ đủ chúng ta những. Này người hô hấp 1 đến 2 ngày thời gian, Tần Nghị vội vàng nói rằng. Diệp Thần Phong đương nhiên biết Tần Nghị nói là sự thật, thế nhưng hắn hiện tại thân thể bị nội thương nghiêm trọng, phải muốn nghỉ ngơi 1 đến 2 cái tiếng đồng hồ tài năng đủ khôi phục một ít linh hồn lực, muốn an toàn chạy ra ở đây. Là tối trọng yếu hay là muốn dựa vào hắn? Tần Nghị, ta hiện tại muốn nghỉ ngơi chừng 1 canh giờ, các ngươi trước không cần một mình di chuyển ngăn trở ở chúng ta hòn đá, nói không chừng sẽ khiến càng đại trình độ sụp đổ, tất cả chờ ta khôi phục một ít thể lực lại nói. Diệp Thần Phong đúng mọi người nói. Hắc Tâm, Tần Nghị đẳng người biết Diệp Thần Phong cũng không là tại nói chuyện giật gân, bọn họ bây giờ muốn từ nơi này ly khai. Hy vọng cũng chỉ có thể đủ tất cả bộ ký thác vào Diệp Thần Phong trên người. Lão đại, người yên tâm nghỉ ngơi đi. Kỳ thực lần này từ cổ võ giới đi tới trong thế tục, ta nguyên bản đã nghĩ muốn hoàn toàn ly khai cái này thế giới, cho nên ta đối nhau tử đã sớm nhìn rất nhạt. Tần Nghị khóe miệng hiện ra một vòng nụ cười sâu thẳm. Diệp Thần Phong ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, nhắm hai mắt lại sau đó, nói rằng, Tần Nghị, nói cho ta nghe một chút đi chuyện của ngươi đi. Như vậy thời gian gặp qua tương đối nhanh. Tần Nghị lặng lẽ điểm gật đầu, trầm mặc sau một lát, mới lên tiếng, phụ thân ta là cổ võ giới chung một cái bất nhập lưu môn phái trưởng môn, chúng ta môn phái liền một cái thiên giai thượng phẩm cao thủ cũng không có, mà ta lại cấp cả môn phái một chút hy vọng ánh dạng đông, ta tại 3 năm trước đây liền đạt được thiên giai hạ phẩm trình tự, có thể nói tại cổ võ giới trẻ tuổi chung cũng coi là tư chất không tệ, đặc biệt có hy vọng tại 50 tuổi trước tiến nhập thiên giai thượng phẩm trình tự. Thời điểm đó ta có thể nói là đặc biệt phong cảnh. Bất quá, ta có một từ nhỏ cùng ta cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã, nàng trường được đặc biệt khả ái tươi mát. Nàng đồng dạng cũng là một cái bất nhập lưu môn phái trưởng môn tử nữ, chúng ta hai cái hầu như đều đến nói chuyện cưới gả trình độ. Thế nhưng một cái nhất lưu môn phái con của trưởng môn nhìn chúng nàng đương nhiên là liều chết không theo, có thể là của nàng môn phái muốn đặt lên cái kia nhất lưu môn phái. Cho nên buộc nàng gả cho cái kia nhất lưu môn phái con của trưởng môn. Với lại, cái kia nhất lưu môn phái hỗn đản, thực lực đã đạt đến thiên giai trung phẩm, lúc đó hắn tướng ta cấp hoàn toàn phế đi, buộc ta thanh mai trúc mã gả cho hắn, nếu không hắn tự muốn giết ta, cuối cùng ta thanh mai trúc mã vì cứu ta, vì vậy tự đáp ứng gả cho tên hỗn đản nào. Không nghĩ tới ta Tần Nghị đường đường một đại nam nhân, lại còn phải dựa vào nữ nhân mình yêu thích tới bảo hộ. Từ khi đó thực lực của ta một đường từ thiên giai tuột xuống tới hoàng giai, ta trở thành cổ võ giới trong mắt của mọi người phế vật, trong mắt của mọi người tìm niềm vui đối tượng, mấy năm này bất kể ta bao nhiêu nỗ lực tu luyện, có thể thực lực từ đầu đến cuối ở vào hoàng giai thượng phẩm, cho nên ta cảm thấy bản thân sống không hề gì dùng. Có thể là từ trước hồi ức khiên động Tần Nghị tâm linh, hắn trong con ngươi khi thì lộ ra hạnh phúc thần sắc, khi thì lộ ra thần sắc tức giận, khi thì lại lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Viền mắt chung cũng có chút hơi đã ươn ướt. Vương Lực, Hắc Tâm đám người ở nghe xong Tần Nghị cố sự sau, bọn họ trong lòng cũng đặc biệt không dễ chịu. Hắc Tâm vỗ vỗ Tần Nghị vai, nói rằng, ngươi không nên quá khó qua, từ trước ta cho là muốn tiêu diệt thôn vệ đế quốc cơ hồ là chuyện không thể nào, thế nhưng tại ta gặp Diệp Thần Phong sau, cảm giác cái này trên thế giới luôn luôn đều sẽ phát sinh kỳ tích. Đúng, Tần Nghị, chúng ta nam nhân mà, chảy máu không đổ lệ. Chúng ta không cần có bất luận cái gì buông tha sống tiếp ý niệm trong đầu, chưa từng có từ trước đến nay phá tan ngăn cản, đây mới là một cái thật nam nhân. Vương Lực cũng an ủi Tần Nghị. 1 giờ lặng yên gian trôi qua. Diệp Thần Phong chậm rãi mở mắt ra, hắn mới vừa rồi là một mặt đang khôi phục, thể nội linh hồn lực, một mặt nghe Tần Nghị kể ra, từ dưới đất đứng lên, đúng Tần Nghị nói rằng, bọn họ nói rất đúng, đằng lần này rời đi nơi này. Ta đã giúp ngươi khôi phục trong cơ thể bị hao tổn cùng bế tắc gân mạch, đến lúc đó trở lại cổ võ giới chung, ta giúp ngươi đoạt lại nữ nhân của ngươi, nhượng này đã từng vũ nhục qua người của ngươi, toàn bộ cho ngươi liếm đế giày, cái này là lão đại ta đúng cam kết của ngươi. Lão đại, ta, Tần Nghị trong lòng đặc biệt cảm động, từ biến thành một cái phế vật sau đó, ngay cả hắn trong môn phái người, thậm chí hắn cha ruột đối với hắn cũng biến thành đặc biệt lãnh nói chuyện.
hắn có thể nghe được ra lời nói này cũng không là Diệp Thần Phong có lệ, cho nên hắn mới có thể như thế xúc động. Tốt, ai nhường ta là lão đại của ngươi nhi? Lẽ nào ta có thể nhường ngươi nói không ta một tiếng lão đại sao? Diệp Thần Phong cười vỗ nhẹ nhẹ Phách Tần Nghị cái ót. Diệp Thần Phong, lần này quốc vương cùng thôn vệ đế quốc đều xong đời, ta coi như là vì phụ mẫu ta báo thù, sau đó ta cũng muốn theo ngươi, nếu không ta còn thật không biết bản thân phải làm những gì sự tình. Hắc Tâm đúng Diệp Thần Phong nói rằng. Diệp thiếu, nếu lão bản đều theo ngươi, như vậy cũng thỉnh ngươi nhận lấy ta Hắc Hùng đi. Hắc Hùng đúng Hắc Tâm có thể vẫn là trung thành và tận tâm. Kỳ thực Hắc Tâm thực lực coi như không tệ, trải qua cải tạo có thể trở thành một cái chiến lực. Diệp Thần Phong điểm gật đầu, nói rằng các ngươi chủ động muốn đi theo ta, ta nào có không đáp ứng đạo lý. Đằng lần này sau khi ra ngoài, nghỉ ngơi và hồi phục sau một thời gian ngắn, chúng ta mục tiêu kế tiếp chính là cổ võ giới. Chúng ta đồng dạng muốn tướng cổ võ giới khuấy cái thiên hôn địa ám, đem đối thủ toàn bộ dẫm nát chúng ta dưới bàn chân. Nghe Diệp Thần Phong sau an bài, Vương Lực cùng Tần Nghị bắt đầu hưng phấn lên, ngay cả Hắc Tâm cũng có một chút mong đợi, trước hắn vẫn sống ở trong thù hận mặt, bây giờ hắn cuối cùng cũng thoát khỏi cái này ràng buộc. Hắn trong lòng đặc biệt rõ ràng Diệp Thần Phong là một cái đáng giá tín nhiệm huynh đệ, là một cái có thể nhượng hắn vì đó đi tìm chết huynh đệ. Ta nói các vị, hiện tại có thể không phải là các ngươi cười ngây ngô thời gian, chúng ta phải nhanh một chút nghĩ biện pháp rời đi nơi này, nếu không đừng nói là thực hiện ta sau an bài. Sợ rằng ở đây tự muốn trở thành chúng ta nơi táng thân. Diệp Thần Phong nhún vai nói rằng. Lão đại, có gì cần chúng ta làm, người xin cứ việc phân phó là được. Tần Nghị Phách bộ ngực nói rằng. Các ngươi đều phụ trách bàn khai tảng đá, ta phụ trách phòng ngừa tại các ngươi vận chuyển trong quá trình lần thứ hai phát sinh sụp đổ. Nói, Diệp Thần Phong tướng linh hồn lực phóng ra ngoài đi ra, hắn muốn lợi dụng linh hồn lực tới chống đỡ muốn đổ sụp xuống tảng đá. Chương 610, ngốc nữ nhân. Trong nháy mắt, cự ly thôn vệ đế quốc cử hành thịnh hội cổ bảo sụp đổ đã có một ngày thời gian, M quốc phương diện tỉnh không có lập tức phái ra nhân viên áp dụng nghĩ cách cứu viện thi thố, bọn họ hình như đặc biệt vui với nhìn thấy loại tràng diện này. M quốc, nơi nào đó trong dãy núi, một cái bí ẩn trong sơn động. Từ Diệp Thần Phong, Hắc Tâm chúng nhân mấy ngày hôm trước bắt đầu hành động sau đó. Lý Á Quốc liền vẫn không có rời đi trong cái sơn động này, hắn hai con ngươi nhiều lần nhìn trên cổ tay đồng hồ đeo tay, hắn trong lòng luôn luôn loại đặc biệt tâm tình bất an, lẩm bẩm, Diệp huynh đệ hành động của bọn họ đến cùng có thành công hay không? Không được, ta không thể đủ tại ở đây đãi đi xuống, ta phải sắp đi ra ngoài giải tìm hiểu tình huống. Lý Á Quốc từ trên mặt đất đứng lên, thận trọng vòng qua cửa sơn động phòng ngừa dã thú cạm bẫy. Trước đây Diệp Thần Phong chúng nhân ly khai dãy núi thời gian, tướng xe giữ lại, như thế nhượng Lý Á Quốc dễ dàng rất nhiều, hắn từ trong túi lấy ra chìa khóa xe, mở cửa xe ra, ngồi lên xe tử sau đó, hắn liền lập tức phát động động cơ, xe nhanh chóng hướng tiền phương chạy đi ra ngoài. Cùng lúc đó, M Quốc, thủ đô, một điều đường phố phồn hoa thượng, một gã ăn mặc đơn giản, dáng dấp lại tươi mát thoát tục nữ nhân, mặt thượng tận là vẻ mệt mỏi. Một đôi chớp động mê người đôi mắt, nhìn trên đường phố lui tới người đi đường, nàng hình như đang tìm kiếm người nào. Cái này tên nữ nhân tuyệt sắc là từ Hoa Hạ Quốc kinh thành vội vã chạy tới M Quốc Bạch Tuyết Linh, tại nàng đi tới M Quốc chi sau, nàng mới ý thức tới bản thân loại hành vi này đặc biệt ngu ngốc, bất quá, nàng vẫn như cũ là mỗi ngày tại trên đường phố dục dịch, nàng đang mong đợi có thể cùng Diệp Thần Phong gặp nhau, nữ nhân nghĩ cách có đôi khi chính là như thế mộng ảo. Tuy rằng Bạch Tuyết Linh là kinh thành đệ nhất mỹ nữ, nhưng là ý tưởng của nàng cùng bình thường nữ nhân tịnh không có lưỡng dạng. Bạch Tuyết Linh đi tới thiên ly đường phố phồn hoa. Chung quanh người đi đường dần dần biến được càng ngày càng ít, đột nhiên từ phía sau nàng truyền đến một cái đặc biệt thanh âm không hòa hài. Hoa Hạ Quốc mỹ nữ, có hứng thú hay không cùng chúng ta cùng nơi lạc ha lạc ha? Nghe vậy, Bạch Tuyết Linh thân thể một trận buộc chặt, nàng cũng không quay đầu. Mà là tăng nhanh dưới chân nhịp bước, nhưng mà, còn không có đẳng nàng đi ra vài bước cự ly, bốn đạo thân ảnh đột nhiên chặn đường đi của nàng. Che ở Bạch Tuyết Linh trước mặt là bốn cái M quốc thanh niên, tuổi tác của bọn họ khoảng chừng tại 27-28 tuổi dáng dấp, trong đó một cái tóc màu vàng thanh niên tên là Queen. Hắn là Sanofi gia tộc gia chủ Lister Nhi Tử, một
Khác mặc áo mũ chỉnh tề thanh niên tên là Richard, hắn là Gambier gia tộc gia chủ Leonard nhi tử, còn có một cái trên lỗ tai có vài cái vòng tai thanh niên tên là Scott, hắn là Miss gia tộc gia chủ Ma Trang Si nhi tử, cuối cùng một cái trên mu bàn tay có cái hình xăm thanh niên tên gọi Virgil, hắn là Ireland gia tộc gia chủ Sydney nhi tử. Cái này bốn người thanh niên thân là M quốc thế lực dưới đất tứ đại gia tộc gia chủ nhi tử, bọn họ tại M quốc bình thường thế nhưng có thể đi ngang, vừa bọn họ vừa lúc ở đường phố bên cạnh một cửa hàng bên trong. Đúng dịp thấy từ thương cửa tiệm đi qua Bạch Tuyết Linh, bọn họ tuy rằng từ trước cũng hưởng thụ qua rất nhiều hoa hạ quốc nữ nhân, nhưng là bọn hắn còn chưa từng có hưởng thụ qua tượng Bạch Tuyết Linh cái này mặt xinh đẹp hoa hạ quốc nữ nhân. Lại mà, đối với bọn hắn cái này bốn cái hoa trường tay già đời mà nói, liếc mắt liền nhìn ra Bạch Tuyết Linh còn là một cái chưa bị khai thác nữ nhân, cái này hoàn toàn kích phát ra bốn người bọn họ trong lòng một cổ khát vọng, như vậy mặt hàng thế nhưng có thể gặp mà không thể cầu. Vì vậy Queen, Richard, Scott cùng Virgil, bọn họ quyết định nhất định muốn tướng Bạch Tuyết Linh cầm tới tay trong, cho nên bọn họ tài một đường đi theo Bạch Tuyết Linh phía sau. Hoa hạ quốc mỹ nữ, ngươi vì sao muốn gấp như vậy đi? Chúng ta thế nhưng rất chân thành tại mời ngươi. Queen nói rất không lưu loát hoa hạ quốc ngữ, mặt thượng lộ ra một vòng nhìn như thân sĩ dáng tươi cười. Bạch Tuyết Linh làm sao nhìn không ra trước mặt những người này ở đây động tâm tư gì? Cắn răng, lạnh giọng nói rằng, không có hứng thú, mời các ngươi tránh ra. Hoa hạ quốc mỹ nữ, ngươi nói như vậy nhiều không có ý nghĩa. Chúng ta cũng không phải người xấu, ngươi liền theo chúng ta ăn bữa cơm thế nào. Áo mũ chỉnh tề Richard vừa cười vừa nói. Ta nói không có hứng thú, các ngươi còn như vậy ta phải báo cho cảnh sát. Bạch Tuyết Linh mặt lạnh uy hiếp nói. Trên lỗ tai mang theo vòng tai, tượng cái tiểu lưu manh Scott. Khinh thường lắc đầu, nói rằng, hoa hạ quốc cô nàng, người cho là nơi này là hoa hạ quốc sao? Nơi này là chúng ta M quốc, người biết chúng ta là ai sao? Tại M quốc dám đối với chúng ta bốn người cự tuyệt người thật đúng là không nhiều lắm. Người có thể bị chúng ta bốn người coi trọng, đây cũng là phúc khí của ngươi. Đúng vậy, hoa hạ quốc mỹ nữ, người có thể đừng tưởng rằng chúng ta bốn người là cái gì nữ nhân đều hội coi trọng. Chỉ cần ngươi sau đó chịu làm chúng ta bốn người cộng đồng hưởng thụ nữ nhân, chúng ta là tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi nghĩ muốn cái gì, chúng ta là có thể cho ngươi cái gì. Virgil nhìn chằm chằm Bạch Tuyết Linh nói rằng. Bạch Tuyết Linh trong lòng bắt đầu bối rối, dưới chân bước chân không ngừng lui về phía sau, miệng quát các ngươi cút ngay cho ta, các ngươi cút ngay cho ta. Hoa hạ quốc mỹ nữ, ngươi đây là đang bức chúng ta dùng cường. Nếu ngươi thích như vậy. Như vậy chúng ta tự thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Queen từng bước hướng Bạch Tuyết Linh tới gần. Mở ra thương vụ xe từ trong dãy núi đi lái ra ngoài Lý Á Quốc, vừa vặn trải qua điều này tương đối vắng vẻ đường phố, hắn xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn đến Queen, Richard, Scott cùng Virgil hành vi, trước tứ đại gia tộc bởi vì phải lấy lòng Diệp Thần Phong, trái lại đúng Lý Á Quốc đặc biệt trợ giúp, Lý Á Quốc cùng Queen đẳng bốn người này từng có vài lần chi duyên. Bây giờ tứ đại gia tộc đứng ở Diệp Thần Phong mặt đối lập, Lý Á Quốc đúng tứ đại gia tộc loại hành vi này rất chán ghét, huống chi Queen chúng nhân hạ thủ đối tượng là một cái hoa hạ quốc nữ nhân, hắn lập tức tướng thương vụ xe đình tại Bạch Tuyết Linh bên cạnh, từ thương vụ xe thượng đi xuống, quát dẹp đường Queen, các ngươi đang làm gì? Queen chúng nhân nhìn đến Lý Á Quốc bước xuống xe, bốn người bọn họ hơi sửng sốt một chút, bọn họ hiện tại đã biết Lý Á Quốc trở thành tứ đại gia tộc địch nhân rồi. Bọn họ không cần cho. Nữa Lý Á Quốc bất luận cái gì sắc mặt tốt nhìn, Queen cười lạnh nói, Lý Á Quốc, người cái kẻ bất lực, cấp ta cút qua một bên, người cũng không có vài ngày tốt sống, lại còn cố tình để ý tới chuyện của chúng ta xem ngươi là muốn chết sớm một chút, ngươi. Queen lời nói trong lúc bất chợt hơi ngừng, bởi vì Lý Á Quốc từ bên hông rút ra hai cây súng lục, tả súng lục trong tay trực tiếp để ở Queen đầu, hữu súng lục trong tay nhắm ngay Richard. Scott cùng Virgil ba người này. Tin hay không, ta cái này kẻ bất lực đem ba người các ngươi đầu đều cấp đánh bể. Từ gặp phải Diệp Thần Phong sau đó, Lý Á Quốc xử lý chuyện năng lực là càng tới càng xuất sắc. Queen chúng nhân cổ họng trong nuốt nước bọt, họng súng đen ngòm nhắm ngay bọn họ, bốn người bọn họ lại cũng hung hăng càn quấy không đứng dậy. Ngươi lên xe trước đi, mọi người đều là người nước hoa, ta cũng chỉ là thuận tiện giúp ngươi một cái mà thôi. Lý Á Quốc đúng Bạch Tuyết Linh lộ ra một vòng thân mật dáng tươi cười.
Bạch Tuyết Linh suy tính luôn mãi sau đó, còn là ngồi trên thương vụ xe chỗ kế bên tài xế vị thượng, Lý Á Quốc một mặt dùng nòng súng nhắm ngay Quyên Chúng Nhân, một mặt ngồi trên chủ lái chỗ ngồi thượng, Quyên Chúng Nhân dù sao cũng là tứ đại gia tộc gia chủ nhi tử, hiện tại hắn còn không xác định Diệp Thần Phong đám người tình huống, cho nên vẫn là thiếu gây phiền toái cho thỏa đáng. Quyên bọn bốn người nhìn đến Lý Á Quốc xe tuyệt trần mà đi, cổ họng trong rối rít tuôn ra thô tục, bọn họ hận không thể tướng Lý Á Quốc cấp bầm thây vạn đoạn. Đương nhiên Lý Á Quốc chắc là sẽ không đi lưu ý điều này, vừa lái xe tử, vừa nói, người muốn đi đâu? Có muốn hay không ta tiễn người một đoạn đường? Bạch Tuyết Linh lắc đầu, nói rằng, vừa rồi cảm ơn ngươi, kỳ thực ta là tới M Quốc tìm người, đáng tiếc cho tới bây giờ cũng không có tìm được. Lý Á Quốc thuận miệng hỏi, người tới M Quốc tìm ai? Người biết hắn đang ở nơi nào sao? Bạch Tuyết Linh lần nữa lắc đầu, nói rằng, ta không biết hắn đang ở nơi nào. Cũng không biết hắn có ở nhà hay không M Quốc thủ đô ở đây. Ta chỉ biết là hắn gọi Diệp Thần Phong. Lý Á Quốc nghe được Bạch Tuyết Linh nửa câu đầu thời gian, thật cảm thấy bên cạnh cái này nữ nhân tuyệt sắc quá làm càn. Nhưng mà, khi hắn nghe được Diệp Thần Phong cái này ba cái chữ thời gian, hắn chợt không tự chủ đạp phanh lại, hỏi, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn tìm là Diệp huynh đệ. Ngươi cấp ta miêu tả trong miệng ngươi Diệp Thần Phong tướng mạo. Mấy ngày nay Diệp Thần Phong giọng nói và dáng điệu tướng mạo thường xuyên hội hiện ra tại Bạch Tuyết Linh trong đầu, nàng đặc biệt cặn kẽ đúng Lý Á Quốc miêu tả một lần Diệp Thần Phong tướng mạo, kích động hỏi, ngươi nhận thức Diệp Thần Phong sao? Đang nghe được Bạch Tuyết Linh miêu tả sau, Lý Á Quốc có thể khẳng định đối phương khẩu trung Diệp Thần Phong chính là của hắn Diệp huynh đệ, vì vậy nói rằng, ngươi tốt, ta là Lý Á Quốc, trong miệng ngươi Diệp Thần Phong là hảo huynh đệ của ta. Chỉ là Diệp huynh đệ mấy ngày hôm trước vừa đi chấp hành một lần hành động, ta cũng vừa vặn muốn đi tìm hắn. Lý Á Quốc biết thôn vệ đế quốc cử hành thịnh hội địa điểm, cho nên hắn nguyên bản liền chuẩn bị trước chậm chậm lái xe đi nơi nào nhìn một cái tình huống, làm tiếp bước tiếp theo dự định. Đang nghe Lý Á Quốc thật nhận thức Diệp Thần Phong sau đó, Bạch Tuyết Linh mặt thượng vẻ mệt mỏi tiêu thất, thay vào đó là một vòng dáng tươi cười, nói rằng, Lý ca, ta là Bạch Tuyết Linh. Vậy ngươi mau nhanh mang ta đi tìm Diệp Thần Phong đi. Bạch Tuyết Linh dáng tươi cười càng ngọt ngào. Nữ nhân ngốc này thiên lý xa xôi từ Hoa Hạ Quốc chạy tới M Quốc tới, thậm chí liền nhìn thấy Diệp Thần Phong sau đó lời nên nói cũng không có nghĩ tốt, bất quá, nàng chính là đặc biệt muốn gặp được Diệp Thần Phong. Một nữ nhân vì một người nam nhân làm chuyện ngu ngốc lên, cái này thông thường đều là không có thuốc nào cứu được. Mà Bạch Tuyết Linh hiện tại tự ở vào loại trạng thái này chung. Chương 611, bên trái địa ngục, bên phải thiên đường. Lý Á Quốc tại đã biết Bạch Tuyết Linh là tới tìm kiếm Diệp Thần Phong sau đó, hắn đúng Bạch Tuyết Linh là càng nhiệt tình cùng khách khí, hắn tại trong lòng âm thầm suy đoán Bạch Tuyết Linh rất có thể là Diệp Thần Phong nữ nhân. Lý Á Quốc mở ra thương vụ xe chậm chậm hướng cổ bảo phương hướng chạy mà đi, đương mấy canh giờ sau. Xe cự ly mục đích càng ngày càng gần thời gian, Lý Á Quốc tướng tốc độ xe phóng càng ngày càng chậm, nguyên bản trong tưởng tượng cổ bảo tịnh không nhìn thấy, đập vào mi mắt là một phiến đổ sụp to lớn phế tích, lúc này Lý Á Quốc là hoàn toàn ngây ngẩn cả người, sắc mặt biến được tái nhợt một phiến. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Bạch Tuyết Linh cũng không biết Diệp Thần Phong đi chấp hành hành động gì. Nàng chỉ biết là Lý Á Quốc là mang nàng tìm đến Diệp Thần Phong. Lúc này phát hiện bên cạnh Lý Á Quốc sắc mặt đặc biệt không thích hợp, nàng nghi ngờ hỏi, Lý ca, ngươi làm sao vậy? Để làm chi lái xe tới đến cái này một đại mảnh phế tích trước? Chúng ta không phải muốn đi tìm Diệp Thần Phong sao? Lý Á Quốc hít sâu vài khẩu khí sau đó, mới chậm rãi tỉnh lại, hắn biết Diệp Thần Phong chúng nhân rất có thể bị đặt ở cái này một mảnh phế tích chi hạ, nếu như Diệp Thần Phong chúng nhân ly khai ở đây, khẳng định hội trước tiên đi trong dãy núi tìm hắn. Tự định giá luôn mãi sau đó, hắn còn là quyết định nói với Bạch Tuyết Linh gặp chuyện không may thực, loại chuyện này có thể lừa gạt được nhất thời, giấu giếm không được một đời, còn không bằng sớm một chút nhượng Bạch Tuyết Linh có cái chuẩn bị tâm lý. Lý Á Quốc chân mày chăm chú nhíu lên, mặt thượng tràn đầy thần sắc thống khổ, Diệp Thần Phong là của hắn hảo huynh đệ, hắn bởi vì Diệp Thần Phong tài năng đủ ngẩng đầu ưỡn ngực làm người, hắn cũng không muốn đi tin tưởng Diệp Thần Phong bị đặt ở cái này mảnh phế tích chi hạ. Thế nhưng lúc này loại khả năng này xác suất tại 90% trở lên, nếu quả như thật bị đặt ở cái này phiến to lớn phế tích chi hạ, Diệp Thần Phong chúng nhân còn có thể sống sao?
Đệ muội, ta hiện tại muốn nói cho ngươi một việc, ngươi nghe sau khi xong nhất định phải giữ vững tốt tâm tình. Nếu không ta khẳng định không thể đủ nói cho ngươi biết. Lý Á Quốc đã coi Bạch Tuyết Linh là làm là Diệp Thần Phong nữ nhân, cho nên xưng hô Bạch Tuyết Linh một tiếng đệ muội. Bạch Tuyết Linh nhìn Lý Á Quốc trịnh trọng hình dạng, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, bất quá, nàng vẫn như cũ là điểm gật đầu. Nói rằng, Lý ca, ngươi có chuyện gì cứ nói đi. Đệ muội, Diệp huynh đệ đoàn người rất có thể bị đặt ở cái này mảnh phế tích chi hạ, bọn họ tựu là tới nơi này chấp hành lúc này đây hành động, mà hiện tại ở đây hoàn toàn sụp đổ. Lý Á Quốc cắn răng chật vật nói rằng, 1 giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây, 5 giây. Bạch Tuyết Linh ngây người có 5 giây chung thời gian, tại cái này 5 giây chung nội. Trong lòng nàng tâm tình phát sinh long trời lỡ đất cải biến. Nguyên bản nàng cho là nhanh muốn gặp được Diệp Thần Phong, mà kết quả lại biết được Diệp Thần Phong có thể đã chết. Điều này làm cho nàng làm sao có thể tiếp thu. Bạch Tuyết Linh cả người mặt thượng biểu tình biến mất không còn chút nào, trong nháy mắt biến được dường như một cái xác không hồn thông thường, mở cửa xe ra, từng bước hướng đi diện tích to lớn phế tích. Đệ muội, Lý Á Quốc hô Bạch Tuyết Linh. Mà Bạch Tuyết Linh cũng không trả lời Lý Á Quốc. Chỉ là tự mình hướng tới phế tích thượng đi đến, tại nàng đi đến phế tích thượng sau đó, nàng cả người quỳ xuống tại phế tích thượng, bắt đầu di chuyển to lớn hòn đá, một lần không có mang lên tới, 2 lần không có mang lên tới, 3 lần không có mang lên tới, trên tay nàng trắng nõn da đều bị phá vỡ, nước mắt không tự chủ từ trong hốc mắt chảy ra, hàm răng lại vẻn vẹn cắn môi đỏ mọng, lần thứ 2 thử di chuyển phế tích thượng hòn đá. Diệp Thần Phong, ngươi nhất định không có việc gì, ngươi làm sao có thể có vấn đề. Ngươi cái tên lường gạt, ngươi cái tên lường gạt, lừa ta lâu như vậy, ta cuối cùng toán có thể vạch trần ngươi lời nói dối. Ngươi nhất định phải muốn nhượng ta ngay mặt vạch trần ngươi lời nói dối. Bạch Tuyết Linh thấp giọng khóc thút thít. Lý Á Quốc cũng từ thương vụ xe thượng đi xuống, bắt đầu giúp đỡ Bạch Tuyết Linh cùng nơi di chuyển hòn đá. Bây giờ hắn đứng ở tứ đại gia tộc cùng M Quốc mặt đối lập. Hắn tại M Quốc cũng tìm không cầu được cái khác người trợ giúp, nghĩ khởi từ trước Diệp Thần Phong trợ giúp hắn các loại sự tình. Điều này làm cho hắn vô luận như thế nào cũng muốn tại cái này mảnh phế tích chung tìm được Diệp Thần Phong. Đệ muội, Diệp huynh đệ phúc lớn mạng lớn, người thường bị đặt ở cái này mảnh phế tích chi hạ khẳng định không có sinh khả năng, nhưng ta tin tưởng Diệp huynh đệ nhất định có thể sống sót, chúng ta một nỗ lực. Lý Á Quốc cuồn cuộn nổi lên tay áo. Bắt đầu dùng sức di chuyển hòn đá. Tại Bạch Tuyết Linh cùng Lý Á Quốc dường như con kiến dọn nhà giống nhau, từng điểm di chuyển đá thời gian, phế tích dưới mỗi chỗ ngồi chung. Diệp Thần Phong lợi dụng linh hồn lực phòng ngừa phát sinh lần nữa đổ nát, mà Hắc Tâm, Vương Lực, Tần Nghị chúng nhân tắc là nhanh chóng di chuyển hòn đá, bọn họ đều là có chút thực lực người, tại trong thế tục có thể nói là cao thủ, di chuyển hòn đá cái này loại thể lực sống, đương nhiên là không làm khó được bọn họ. Diệp Thần Phong linh hồn lực xuyên thấu qua hòn đá cùng hòn đá trung tế phùng, cảm ứng tình huống bên ngoài biến hóa, 1 phút đồng hồ sau, hắn nói rằng, mọi người lại thêm đem kình, căn cứ suy đoán của ta, chúng ta khoảng chừng lại chỉ phải kiên trì 1 ngày thời gian là có thể lại thấy ánh mặt trời. Ân. Diệp Thần Phong đột nhiên sinh ra một trận nghi hoặc, hắn đi qua tế phùng thẩm thấu đi ra bên ngoài linh hồn lực, mơ hồ cảm thấy 2 cổ quen thuộc khí tức, hắn chân mày chậm chậm nhíu lên. Lần thứ 2 cẩn thận cảm ứng, hắn cảm giác được trong đó 1 cổ hơi thở nên là Lý Á Quốc, mà 1 khác cổ hơi thở cũng đặc biệt quen thuộc, trái lo phải nghĩ sau, trong đầu của hắn nhảy ra Bạch Tuyết Linh cái này 3 cái tự. Bạch Tuyết Linh làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Cho dù Bạch Tuyết Linh vừa vặn tới M Quốc, cũng không quá khả năng xuất hiện ở nơi này đi. Có lẽ là ta cảm ứng sai. Diệp Thần Phong tại trong lòng âm thầm lầm bầm 1 câu sau đó. Liền thu hồi tâm tư tới, hiện nay mau sớm rời đi nơi này mới là chuyện trọng yếu nhất. Cùng lúc đó, M Quốc người thống trị cao nhất Miller trong phòng làm việc. Abbott cùng với tứ đại gia tộc gia chủ đều ở đây, bọn họ không có nghĩ đến thôn vệ đế quốc cử hành thịnh hội cổ bảo hội 1 đêm gian sụp đổ. Lần này thịnh hội tụ tập thôn vệ đế quốc người thống trị cùng trọng yếu nhân viên cao tầng. Bây giờ cổ bảo 1 tháp hãm, thôn vệ đế quốc trọng yếu nhân viên không phải toàn bộ đã chết rồi sao? Nguyên bản Miller chính là bị buộc thần phục với thôn vệ đế quốc, bây giờ thôn vệ đế quốc bị diệt, đây đối với Miller mà nói đương nhiên là kết quả tốt nhất.
Miller ngồi ở trong phòng làm việc cái ghế thượng, nhìn trước mặt chúng người cười nói, ta vừa còn nhận được một cái tin tức tốt, có người nói Lý Á Quốc cùng một cái Hoa Hạ Quốc nữ nhân xuất hiện ở sụp đổ địa phương, bọn họ đang không ngừng vận chuyển hòn đá, từ nơi này một điểm có thể khẳng định Diệp Thần Phong không biết nguyên nhân gì cũng bị đặt ở phế tích chi hạ. Miller đám người ở trước xem như là đoạn tuyệt với Diệp Thần Phong, bây giờ biết được Thôn Vệ Đế Quốc cùng Diệp Thần Phong đều xong đời sau đó, Miller là hoàn toàn đã không có buồn phiền ở nhà, dù sao Diệp Thần Phong chiến binh thực lực cũng đặc biệt sợ hãi. Diệp Thần Phong cũng đã chết, đây thật là thật tốt quá, nguyên bản ta còn đang lo lắng cái này kiện sự tình ni. Sanofi gia tộc gia chủ Lister vừa cười vừa nói. Đúng vậy, nếu là Diệp Thần Phong còn sống, chúng ta mỗi ngày đều muốn qua lo lắng thụ sợ ngày. Gambier gia tộc Leonard mặt thượng cũng lộ ra một vòng nhẹ nhõm biểu tình. Diệp Thần Phong cho dù bị đặt ở phế tích chi hạ, hắn có thể hay không còn chưa có chết. Dù sao thực lực của hắn có thể không thể khinh thường a. Miss gia tộc gia chủ Ma Chang Si lo lắng nói rằng. Yên tâm đi, cho dù Diệp Thần Phong còn chưa có chết thì thế nào? Hắn có thể từ phế tích trong đi tới sao? Qua vài ngày cho dù đói cũng phải đem hắn cấp chết đói. Icelan gia tộc gia chủ Sydney chắc chắc nói rằng. Diệp Thần Phong trái lại một thiên tài hình chính là nhân vật, đáng tiếc là Thượng Đế tự thích bóp chết loại thiên tài này, ai nhượng Diệp Thần Phong muốn cùng Thôn Vệ Đế Quốc đối nghịch. Quả thực là tự tìm đường chết, Abbott nói ra những lời này cũng không đỏ mặt, trước đây Diệp Thần Phong bang M quốc diệt Thôn Vệ Đế Quốc tụ tập địa, bây giờ hắn lại có thể có mặt nói ra lời như vậy. Abbott, ngươi ngày mai cùng bốn vị này gia chủ cùng nơi đến phế tích địa phương đi xem. Ta đảo không tin nếu như Diệp Thần Phong thật bị đặt ở phế tích chi hạ, hắn vẫn có thể sống sót. Miller mệnh lệnh Abbott nói rằng. Là, Tổng thống, Abbott rất cung kính hồi đáp. Bên trái là địa ngục, bên phải là thiên đường. Lần trước Diệp Thần Phong tới M quốc thời gian, Miller chúng nhân từ bên trái đi tới bên phải. Mà lần này Miller chúng nhân từ bên phải đi tới bên trái. Từ bọn họ lựa chọn đứng tại Thôn Vệ Đế Quốc vừa bắt đầu. Tự quyết định bọn họ hội có trả giá thật lớn một ngày như vậy, chỉ là cho tới bây giờ bọn họ một đám còn hồn nhiên chưa phát giác ra. Chương 612, đi vào vực sâu. Mặt trời mới mọc đông thăng. Bao phủ đại địa suốt đêm hắc ám, bị ánh mặt trời sáng rỡ dần dần bị xua tan sạch sẽ. 12 tháng phần khí trời, mùa đông vị nghiễm nhiên rất nồng nặc, sáng sớm cỏ nhỏ thượng kết một tầng thật mỏng hàn sương, so sánh mùa hè sáng sớm mà nói. Mùa đông sáng sớm nhiều mấy phần hưu quạnh cùng lạnh giá. Bạch Tuyết Linh cùng Lý Á Quốc từ hôm qua đi tới nơi này phiến to lớn phế tích thượng sau, bọn họ hai cái liền không có nhất khắc ngừng qua, chỉ là đang không ngừng vận chuyển hòn đá. Bạch Tuyết Linh từ nhỏ là hàm vững chắc trước ra đời, nàng tại Bạch gia bị Bạch lão gia tử vẫn coi vì hòn ngọc quý trên tay, chẳng bao lâu sau làm qua vất vả như vậy mệt nhọc sự tình. Thế nhưng nàng hiện tại một điểm đều không cảm thấy mệt. Nàng hận không thể tướng cái này mảnh phế tích thượng hòn đá toàn bộ cấp vận chuyển đi, nàng bức thiết muốn gặp được Diệp Thần Phong. Bạch Tuyết Linh một đôi trắng nõn tay thượng bị rạch ra rất nhiều đạo vết thương khép lại lần thứ hai bị cắt, khép lại lần thứ hai bị cắt, đã từng Bạch Tuyết Linh thị phi thường chú trọng bảo dưỡng, nàng một đôi tay sinh phi thường tốt nhìn, mà giờ khắc này, nàng vì Diệp Thần Phong bỏ qua tất cả, hoàn toàn lâm vào một loại điên cuồng trong trạng thái. Bạch Tuyết Linh dưới chân bước chân bắt đầu có chút lung lay lắc lư, sắc mặt càng trắng bạch, hàm răng chăm chú cắn môi đỏ mọng, y phục trên người biến được bẩn loạn không chịu nổi, trong lòng thầm nghĩ, Bạch Tuyết Linh, người phải kiên trì, người phải kiên trì, người vẫn không thể đủ rồi ngã xuống. Một bên Lý Á Quốc nhìn ra được Bạch Tuyết Linh từ trước nên là đại gia tộc tiểu thư, nhưng mà, Bạch Tuyết Linh nghị lực lại chấn động đến hắn, từ hôm qua đến hiện tại Bạch Tuyết Linh không có ngừng qua nhất khắc. Coi như là đổi thành một cái thể lực tràn đầy nam nhân cũng không kiên trì được, thế nhưng Bạch Tuyết Linh lại ngạnh sinh sinh kiên trì được, hắn biết cái này là Bạch Tuyết Linh đúng Diệp Thần Phong ái, bởi vì này phần ái tài kích phát ra Bạch Tuyết Linh một khỏa kiên trì không ngừng tâm. Đệ muội, ngươi có muốn hay không nghỉ ngơi một chút, tiếp tục như vậy nữa ngươi chỉ sợ cũng muốn mệt suy sụp. Lý Á Quốc mở miệng nói rằng, Bạch Tuyết Linh kiên quyết lắc đầu, Lý ca, ta còn không phiền lụy. Ta vẫn có thể kế tục. Nghe vậy, Lý Á Quốc tại trong lòng thở dài một hơi. Hắn nhìn ra được Bạch Tuyết Linh chắc là sẽ không đi nghỉ ngơi,
vì vậy liền tiếp tục cùng Bạch Tuyết Linh cùng nơi vận chuyển hòn đá. Hai cái tiếng đồng hồ sau, mười vài chiếc quân dụng xe chậm rãi chạy đến nơi này phiến to lớn phế tích trước, tổng quân dùng xe thượng đi xuống 20-30 tên võ trang đầy đủ M quốc đại binh, Abbott cuối cùng một cái từ trên xe đi xuống. Tại mười vài chiếc quân dụng xe đằng sau, còn theo bốn chiếc xa hoa xe có rèm che, Sanofi gia tộc gia chủ Lister, Gambier gia tộc gia chủ Leonard, Miss gia tộc gia chủ Ma Changsi cùng với Ikerland gia tộc gia chủ Sydney. Sôi nổi từ xe có rèm che thượng đi xuống. Tại tứ đại gia tộc này gia chủ bên cạnh phân biệt đứng tại một thanh niên người, bọn họ không chính là Queen, Richard, Scott cùng Virgil mà. Bọn họ tại từ cha mình khẩu trung nghe nói Lý Á Quốc tại ở đây, cho là bọn hắn liền lập tức muốn theo cùng nơi tới. Ngày hôm qua nếu không Lý Á Quốc tham gia, bốn người bọn họ chỉ sợ sớm đã hưởng thụ hoa hạ quốc cực phẩm mỹ nữ thân thể. Lại mà ngày hôm qua Lý Á Quốc dùng thương chỉ vào bốn người bọn họ đầu, khẩu khí này ngày hôm nay bốn người bọn họ tuyệt đối muốn đòi lại. Bây giờ tại M quốc căn bản không có Lý Á Quốc nơi sống yên ổn. Tại phế tích thượng vận chuyển hòn đá, Lý Á Quốc cũng nhìn thấy Abbott đám người thân ảnh, trong lòng của hắn mơ hồ có loại đặc biệt dự cảm bất hảo, hai con ngươi ngưng trọng nhìn chằm chằm Abbott chúng nhân. Mà Bạch Tuyết Linh vẫn như cũ là tự mình di chuyển tảng đá, hiện nay tại trong lòng nàng chỉ có một tín niệm, mau sớm tướng những này hòn đá toàn bộ vận chuyển đi. Abbott cùng Lister chúng nhân hướng phế tích thượng đi, Abbott khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh, quát dẹp đường, Lý Á Quốc. Là ai cho phép các ngươi xuất hiện ở nơi này? Ở đây đã bị quốc gia hoa vì địa điểm trọng yếu, những người không có nhiệm vụ lập tức cấp ta ly khai. Abbott, làm người không cần làm được quá tuyệt, ngươi lẽ nào đã quên trước đây mình là thế nào lấy lòng Diệp huynh đệ sao? Diệp huynh đệ không hội dễ dàng như vậy tử, đến lúc đó có các ngươi hối hận. Lý Á Quốc trợn mắt trừng trừng quát dẹp đường. Abbott khinh thường lắc đầu, nói rằng, ngươi cho rằng Diệp Thần Phong bị sống chôn ở chỗ này, hắn còn sống khả năng sao? Ngươi quả thực thời gian đang nằm mộng giữa ban ngày, cho dù Diệp Thần Phong không có chết thì như thế nào? Lẽ nào ta Abbott còn có thể sợ hắn sao? Lý Á Quốc, ngươi không chính là Diệp Thần Phong một con chó sao? Hiện tại Diệp Thần Phong đã chết, ngươi không cần phải lại như thế trung thành. Lister vừa cười vừa nói. Lý Á Quốc, ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ không giết ngươi, ngươi loại phế vật này căn bản tự không đáng chúng ta sát. Leonard tùy ý nói rằng. Lý Á Quốc, ban đầu là Diệp Thần Phong những ngươi ở đây M quốc quật khởi, hiện tại ngươi vẫn có thể dựa vào ai? Chẳng lẽ là dựa vào Diệp Thần Phong một cổ thi thể sao? Làm người chính là muốn thấy rõ tình thế. Ma Trang Si xoay xoay cái cổ nói rằng. Lý Á Quốc, ngươi tiếp thu hiện thực đi. Diệp Thần Phong tử, hắn không có còn sống khả năng. Sydney phụ họa nói. Lý Á Quốc nhìn từng gần những. Này bởi vì Diệp Thần Phong, mà đối với hắn biết vâng lời ra hỏa, trong lòng thịnh nộ liền không nhịn được hướng tới thượng thoán, tức giận quát các ngươi những. Này vong ân phụ nghĩa đồ đạc, nếu không trước đây có Diệp huynh đệ tại, các ngươi những. Này người ngày hôm nay còn có thể sống đứng ở chỗ này sao? Không nghĩ tới các ngươi thật có mặt nói ra những lời này tới. Nghe vậy, Abbott đám người sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, bọn họ biết Lý Á Quốc nói đều là sự thực, nếu như trước đây không có Diệp Thần Phong, bọn họ chỉ sợ sớm đã phải đến Diêm Vương Điện đi tới báo cáo. Abbott tiên sinh, thỉnh ngươi cho phép chúng ta bốn người xử lý một điểm việc tư, ngày hôm qua Lý Á Quốc dùng thương chỉ vào chúng ta đầu, đồng thời đoạt chúng ta nữ nhân, ngày hôm nay chúng ta phải muốn tìm Lý Á Quốc thật tốt tính một lần bút chướng này. Lister nhi tử Queen đúng Abbott nói rằng. Abbott vừa vặn đúng Lý Á Quốc cái phế vật này rất không thoải mái, những Queen, Richard, Scott cùng Virgil giáo huấn một chút Lý Á Quốc đảo cũng không tệ, lại nói bây giờ tứ đại gia tộc quan hệ với hắn khá vô cùng, nếu Lister nhi tử Queen lên tiếng, như vậy hắn mặt mũi này hay là muốn cho. Abbott hướng Queen điểm gật đầu, nói rằng tốt, các ngươi trước giải quyết một cái vấn đề riêng. Lister đẳng tứ đại gia tộc gia chủ. Ngày hôm qua bọn họ đã từ con trai của mình khẩu trung hiểu được, Lý Á Quốc cùng con của bọn họ phát sinh xung đột, bây giờ liền Diệp Thần Phong đều tử, đối với bọn hắn mà nói Lý Á Quốc coi như là một con kiến, bọn họ tùy tiện động thủ là có thể bóp chết. Queen, Richard, Scott cùng Virgil, bốn người bọn họ khi nhìn đến Abbott gật đầu sau đó, mặt thượng sôi nổi lộ ra cực vì nụ cười sáng lạn,
Quyên đi lên hai bước, ánh mắt tham lam tại vận chuyển hòn đá Bạch Tuyết Linh trên người tảo hai mắt sau, lại đưa mắt tập trung đến Lý Á Quốc trên người, thế nào? Ngày hôm nay ngươi vẫn có thể dùng thương chỉ vào chúng ta đầu sao? Nghe nói ngươi là dựa vào một người tên là Diệp Thần Phong ngu ngốc quật khởi. Bất quá, hắn hiện tại biến thành một cái người chết, ngươi là muốn quỳ xuống hướng chúng ta dập đầu xin lỗi ni? Hay là chúng ta nhượng ngươi nếm thử sống không bằng chết tư vị? Quyên, ngươi và Lý Á Quốc cái phế vật này phí nói cái gì? Ngày hôm nay chúng ta nhưng là phải tướng thuộc về chúng ta nữ nhân cướp về. Richard mặt thượng lộ ra không kịp chờ đợi quang mang. Lý Á Quốc biết trước mắt tình thế đặc biệt không ổn, hai tay len lén sở hướng bên hông hai cây súng lục, tim đập tần suất đang không ngừng nhanh hơn, thế nhưng hô hấp như cũ tận lực vẫn duy trì bình ổn, các ngươi cần phải hiểu rõ bản thân đang làm cái gì. Nếu không đến lúc đó liền hối hận cũng không có địa phương hối hận đi. Lý Á Quốc, người cái kẻ bất lực, người đây là đang hù dọa ai đó. Scott khinh thường cười lạnh nói. Lý Á Quốc, cho người cuối cùng một phút lo lắng thời gian, lập tức cho chúng ta quỳ xuống, chúng ta kiên chỉ có thể không phải rất tốt. Vơ rồ ánh mắt hài hước nhìn chằm chằm Lý Á Quốc. Cùng lúc đó, tại cái này phiến to lớn phế tích hạ một cái vị trí. Vương Lực, Hắc Tâm chúng nhân chính đang không ngừng bàn mở ra hòn đá, Diệp Thần Phong lợi dụng linh hồn lực cảm ứng tình huống bên ngoài, hắn phát hiện bên ngoài hình như sinh ra tranh cãi, đúng Vương Lực đẳng người nói, mọi người lại thêm đem kình, ta phỏng chừng lại có 10 phút chúng ta là có thể hoàn toàn từ nơi này đi ra. Quyên, Richard, Scott cùng Virgil, bọn họ loại hành vi này quả thực chính là đang tự tìm đường chết, bọn họ là bản thân từng bước đi vào vực sâu vạn trượng trong. Diệp Thần Phong lúc được thấy mặt trời, chính là bọn họ bốn cái tử vong lúc. Chương 613, hung hăng càn quấy không đứng dậy. Ấm áp dương quang từ trên bầu trời chiếu nghiêng xuống. Lý Á Quốc trên trán là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ánh mắt nhìn trước mặt hung hăng càn quấy không gì sánh được Quyên bọn bốn người, nhìn một đám trong tay cầm hỏa lực vũ khí M quốc đại binh, trong đầu hắn thật nhanh suy tư về chạy khỏi nơi này biện pháp. Hắn biết Bạch Tuyết Linh nếu như rơi đến Quyên đảng hỗn đản trong tay, 100% hội sống không bằng chết, lại nói hắn cho rằng Bạch Tuyết Linh là Diệp Thần Phong nữ nhân, bây giờ Diệp Thần Phong đều sinh tử chưa biết, hắn nhất định không thể đủ nhượng Diệp huynh đệ nữ nhân rơi đến những xúc sinh này tay trong. Lý Á Quốc, xem ra ngươi là đang khảo nghiệm chúng ta kiên nhẫn. Nếu ngươi không muốn quỳ xuống, như vậy chúng ta cũng không dỗi dãnh lại cùng ngươi làm lỡ thời gian. Quyên mặt thượng lộ ra một vòng tàn nhẫn dáng tươi cười, hắn đảo thật đúng là không hy vọng Lý Á Quốc quỳ xuống xin lỗi, như vậy bọn họ là có thể tốt tốt dằn vặt Lý Á Quốc. Hiện đầy mồ hôi trán chảy vào trong ánh mắt, có thể dùng Lý Á Quốc hai con ngươi hơi híp, hắn biết hiện tại đã không thể đủ đợi thêm nữa, phải trước phải khống chế được tràng diện lại nói, hai tay đã cách súng lục bên hông rất gần, hắn lập tức cấp tốc tướng bên hông hai cây súng lục cầm ở trong tay. Giữa lúc Lý Á Quốc muốn tướng nòng súng nhắm ngay Quyên đám người thời gian, chỉ nghe thấy phanh. Phanh, hai tiếng, đứng tại Quyên bên cạnh Richard cùng Scott, bọn họ cái này trong tay hai người không biết lúc nào đã sớm nắm một cây súng lục, nhắm ngay Lý Á Quốc thủ đoạn không chút do dự nổ hai phát súng. Lý Á Quốc hai cổ tay ăn một lần đau nhức, nắm ở trong tay mặt súng lục tự rơi vào trên mặt đất, mặt thượng là đau đớn lại không gì sánh được biểu tình dữ tợn, thân thể run rẩy không ngừng. Giận dữ hết, các ngươi bức người quá đáng, các ngươi bức người quá đáng, nếu như Diệp huynh đệ tại nơi này, cho các ngươi 100 lá gan. Các ngươi cũng không dám làm như thế. Abbott cùng tứ đại gia tộc gia chủ đối với Lý Á Quốc lời nói rất xem thường, Abbott nói rằng, Quyên, các ngươi mau nhanh đem bọn ngươi vấn đề riêng giải quyết. Quyên cung kính nói, Abbott tiên sinh, chúng ta nhất định tại trong vòng 10 phút tướng những. Này cùng Lý Á Quốc ân oán cá nhân giải quyết tốt. Nói xong, Quyên cười đi tới Lý Á Quốc trước mặt. Trực tiếp một cước đá vào Lý Á Quốc trên bụng, Lý Á Quốc bởi hai tay trung đạn, hắn căn bản không có cách gì ngăn trở ở Quyên công kích, hai chân một cái không có đứng vững, quỳ xuống tại trên mặt đất, trong miệng tướng dạ dày bên trong dịch thể cũng ói ra. Thật sự là Lý Á Quốc từ hôm qua đến hiện tại cũng còn không có ăn cái gì, hắn dạ dày bên trong không có cái gì đồ đạc có thể thổ. Từ đầu đến cuối ở vào điên cuồng bàn na hòn đá Bạch Tuyết Linh, nàng khi nhìn đến Lý Á Quốc bị người bắn bom neutron, lại bị người trên bụng đá một cước sau đó,
nàng cuối cùng là phản ứng lại, bởi vì dưới chân bước chân đặc biệt bất ổn. Nàng lảo đảo nghiêng ngã đi tới Lý Á Quốc bên cạnh, nhìn đến ở đây có M Quốc binh sĩ, nàng liền khàn khàn cổ họng quát dẹp đường, các ngươi M Quốc có còn hay không nhân quyền? Các ngươi cái này là muốn làm gì? Các ngươi loại hành vi này cùng cường đạo ác đồ có gì khác biệt? Ha ha ha, Quyên nhịn không được tin đồn cười to lên, Hoa Hạ Quốc mỹ nữ, ngươi còn là theo chân chúng ta đi thôi. Nhìn ngươi bây giờ cái này phó bộ dáng chật vật, chúng ta nhất định hội tốt đau quá ái ngươi. Quyên đúng Bạch Tuyết Linh đùa giỡn, Abbott cùng tứ đại gia tộc gia chủ chỉ coi làm không có nghe gặp, Quyên phụ thân Lister hướng hắn làm cái nháy mắt. Nhưng Quyên mau sớm xử lý sự tình trước mặt. Đệ muội, người cấp ta nhường qua một bên đi. Té quỵ dưới đất Lý Á Quốc cắn hàm răng, từ trên mặt đất lung lay lắc lư đứng lên, trong con người đỏ đậm một phiến, tiếp tục nói, ban đầu là Diệp huynh đệ nhường ta Lý Á Quốc ngẩng đầu thẳng hung làm người, ngày hôm nay ta Lý Á Quốc nếu như ngay cả Diệp huynh đệ nữ nhân cũng không bảo vệ được, như vậy ta Lý Á Quốc thế nào không làm? Thất vọng Diệp huynh đệ. Lý Á Quốc, ta xem ngươi thật ngại bản thân sống được quá dài. Quyên nói trực tiếp một tay cánh tay chọn tại Lý Á Quốc trên đầu, phù phù. Một tiếng, Lý Á Quốc lần thứ hai té lăn quay trên mặt đất. Bạch Tuyết Linh đối mặt trước mắt chàng diện có chút không biết làm sao. Thân thể trong chỉ là một trận huyết khí dâng lên, trong lòng thầm nghĩ, Diệp Thần Phong, người tên khốn kiếp, người cái đại hỗn đản, người nhanh cấp ta xuất hiện. Người nhanh cấp ta xuất hiện. Quyên, Richard, Scott cùng Virgil. Bốn người này từng bước đến gần Bạch Tuyết Linh, Richard nói rằng, Hoa Hạ Quốc mỹ nữ, ngươi có thể nghìn vạn không nên phản kháng, bất quá, ngươi càng là phản kháng chúng ta hội càng hưng phấn, đợi hội chúng ta bốn người cùng ngươi cùng tắm tắm rửa, chúng ta lại thật tốt thương yêu ngươi. Bạch Tuyết Linh dưới chân bước chân liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt là càng tới càng tái nhợt, hàm răng chăm chú cắn môi đỏ mọng, thân thể không ngừng run rẩy. Lần thứ hai té lăn trên đất Lý Á Quốc. Trong óc hỗn loạn, hai chỉ bị đạn bắn trúng thủ đoạn đau đớn không gì sánh được, hắn hướng về phía Abbott chúng nhân quát dẹp đường, nàng là Diệp huynh đệ nữ nhân, nhìn tại Diệp huynh đệ đã từng cứu qua các ngươi phân thượng, ta mời các ngươi thả nàng. Lúc này, Lý Á Quốc thật là lại cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể thử muốn cho Abbott chúng nhân lương tâm phát hiện. Nhưng mà, có vài người một ngày làm ra lựa chọn, bọn họ tự hội chưa từng có từ trước đến nay hướng một điều không về đường đi xuống. Abbott cùng tứ đại gia tộc gia chủ hoàn toàn không có đem Lý Á Quốc lời nói đương hồi sự tình. Diệp Thần Phong nhằm nhò gì, hắn hiện tại sớm tự trở thành một người chết, nhường Diệp Thần Phong gặp quỷ đi thôi. Quyên mặt thượng dáng tươi cười càng thịnh vượng, dưới chân nhịp bước tăng nhanh vài phần, hắn đã không kịp đợi muốn đem Bạch Tuyết Linh mang đi, sau đó thật tốt hưởng thụ một phen. Răng rác, răng rác, răng rác, răng rác, răng rác. Đúng vào lúc này, chu vi đột nhiên vang lên tinh mịn tảng đá tiếng vỡ vụn, người ở chỗ này chuẩn bị tỉ mỉ linh nghe thanh âm là từ đâu trong phát lúc đi ra, chỉ nghe thấy phanh. Một tiếng vang thật lớn, từ cách đó không xa truyền đến, tiếp theo, truyền ra cự vang lên địa phương bụi cùng đá vụn bay múa đầy trời, ánh mắt của mọi người hướng tiếng vang to lớn địa phương nhìn sang, thế nhưng bụi cùng đá vụn che lại tầm mắt của bọn họ, có thể dùng bọn họ nhìn không rõ bụi trong cảnh tượng. 2 phút sau, đợi cho phiêu tán ở trong không khí bụi cùng đá vụn tán đi, đường Abbott cùng tứ đại gia tộc gia chủ nhìn đến bụi trong cảnh tượng sau, tim của bọn họ như bị to lớn thiết chùy hung hăng đập lên thoáng cái, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin thần sắc, miệng dương thật to, đầy đủ có thể nhét hạ một quả trứng gà. Khắp bầu trời bụi cùng đá vụn bên trong tổng cộng là 8 đạo thân ảnh, 8 người này y phục trên người toàn bộ rách dưới, trên người dính đầy bụi cùng bùn đất. Một người cầm đầu người mặt thượng là như băng quật như lạnh giá biểu tình, cái này người chính là Diệp Thần Phong, vừa rồi tại sắp thoát ly phế tích dưới thời gian, Diệp Thần Phong đã có thể mơ hồ nghe đến thanh âm bên ngoài, lại mà giờ khắc này nhìn đến cảnh tượng trước mắt, dùng thông minh của hắn hầu như có thể đem cả kiện chuyện chân tướng đoán nhất thanh nhị sở. Lệnh hắn không có nghĩ tới là trước hắn cảm ứng được cổ khí tức kia thật là Bạch Tuyết Linh. Bạch Tuyết Linh khi nhìn đến Diệp Thần Phong sau đó, trên mặt của nàng lộ ra một vòng yên tâm dáng tươi cười, mặt thượng hoang mang rối loạn cùng không biết làm sao trong nháy mắt tiêu thất, thân thể đong đưa cũng càng tới càng lợi hại, nhu nhược nói một câu, Diệp Thần Phong, ngươi không có việc gì, thật thật tốt quá. Bạch Tuyết Linh đôi mắt đẹp chậm chậm đóng lại,
thân thể hướng xuống đất thượng ngã xuống, tại Bạch Tuyết Linh thân thể sắp cùng mặt đất tiếp xúc thời gian, Diệp Thần Phong trong nháy mắt xuất hiện ở Bạch Tuyết Linh bên cạnh, trực tiếp tướng Bạch Tuyết Lý ôm nhập trong ngực, đúng Vương Lực đẳng người nói, Vương Lực, các ngươi đem Lý ca cấp ta đỡ dậy. Vương Lực chúng nhân không chút do dự đi tới Lý Á Quốc bên cạnh, tướng Lý Á Quốc từ trên mặt đất phù lên, Lý Á Quốc phiền mắt có chút ướt át, Diệp huynh đệ, ta chỉ biết ngươi không phải bình thường người, làm sao có thể hội dễ dàng như vậy tử ni. Lý ca, ngươi cấp ta tướng cả kiện sự tình nói đơn giản một lần. Diệp Thần Phong đúng Lý Á Quốc nói rằng, Diệp huynh đệ, chuyện là như vậy. Lý Á Quốc tận lực đơn giản sáng tỏ đúng Diệp Thần Phong tự thuật một lần. Diệp Thần Phong từ Lý Á Quốc khẩu trung biết cả kiện chuyện chân tướng sau, trên mặt hắn thần sắc là càng lạnh giá, ánh mắt đầu tiên như ngừng lại Queen, Richard, Scott cùng vơ rồ trên người. Trước đây tứ đại gia tộc vì Diệp Thần Phong tổ chức hiến hội thời gian, Queen bọn bốn người cũng gặp qua một lần Diệp Thần Phong, hơn nữa bọn họ từ cha mình khẩu xuôi tai nói Diệp Thần Phong thân thủ có bao nhiêu lợi hại bực nào. Giờ khắc này, bọn họ bị Diệp Thần Phong lạnh giá con ngươi nhìn chăm chú vào, có loại từ lòng bàn chân một đường lạnh giá đến đầu cảm giác. Lúc này, bốn người bọn họ là triệt để hung hăng càn quấy không đứng dậy. Chương 614, các ngươi đúng cách làm của ta có thành kiến. Tràng diện trong sát na biến được yên tĩnh không gì sánh được. Kèm theo Diệp Thần Phong đột nhiên từ phế tích dưới đi tới, Abbott cùng tứ đại gia tộc gia chủ trong lỗ mũi hô hấp bắt đầu dồn dập. Khóe mắt bắp thịt không ngừng co quắp, ánh mắt của bọn họ nỗ lực mở lớn một chút lại lớn một chút, trên gương mặt không kiềm hãm được bốc lên suốt mồ hôi nước. Abbott chúng nhân là đã từng kiến thức qua Diệp Thần Phong cường hãn thực lực, mà bây giờ Diệp Thần Phong bị chôn ở phế tích dưới, hắn lại có thể còn chưa chết. Sợ hãi dần dần bắt đầu bao vây lấy tim của bọn họ, có thể dùng bọn họ ngực dường như bị đè ép một tảng đá, ngay cả hô hấp cũng bắt đầu biến được khó khăn. Abbott há miệng mong chờ, trong miệng muốn nói điều gì. Thế nhưng lại không biết nên nói cái gì. Hắn gương mặt bắp thịt hoàn toàn ở vào cứng ngắc trạng thái, cổ họng trong khô khốc không gì sánh được, dùng sức nuốt nước bọt, trong ánh mắt tràn đầy hoang mang rối loạn chi sắc. Tứ đại gia tộc gia chủ tâm tình cũng không có so Abbott tốt hơn chỗ nào, trước đây bọn họ những. Này người mệnh đều là Diệp Thần Phong cứu được, mà bọn họ loại hành vi này coi như là vong ân phụ nghĩa. Trong đầu nhớ lại Diệp Thần Phong kinh khủng thân thủ, bốn người bọn họ trong lòng tự hỗn loạn một phiến, không biết nên thế nào hướng Diệp Thần Phong giải thích. Abbott thật sâu hấp ba khẩu khí sau đó, hắn dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, vừa rồi mặt thượng khinh thường thần tình tiêu thất, thay vào đó là một vòng lúng túng dáng tươi cười, nói rằng, Diệp tiên sinh, trước ta nghĩ chúng ta trong lúc đó có một chút hiểu lầm, chúng ta làm như vậy cũng là bị bất đắc dĩ. Đúng, Diệp tiên sinh. Ngài không có việc gì thật là thật tốt quá, chúng ta lập tức nhượng người cho ngài đón gió tẩy trần. Sanofi gia tộc gia chủ Lister đang nghe Abbott mở miệng sau đó, hắn cũng lập tức phụ họa nói. Diệp tiên sinh, chúng ta trước đối với ngài áp dụng căm thù thái độ, hoàn toàn là bởi vì thôn vệ đế quốc bức bách, bây giờ thôn vệ đế quốc đã xong đời. Chúng ta nhất định hội cấp Diệp tiên sinh ngài sở hữu bồi thường, thẳng đến Diệp tiên sinh ngài hài lòng mới thôi. Gambier gia tộc gia chủ Leonard thận trọng nói rằng, Diệp tiên sinh, thôn vệ đế quốc ngươi nhất định là bị ngươi cấp phá hủy đi. Chúng ta chỉ biết Diệp tiên sinh ngài là một cái sáng tạo kỳ tích người, ngay cả cực đại thôn vệ đế quốc cũng bị Diệp tiên sinh ngài cấp tiện tay hủy diệt. Miss gia tộc gia chủ Ma Trang Si sát sát mồ hôi lạnh trên trán nói rằng, Diệp tiên sinh, còn xin ngài tha thứ chúng ta trước hành vi. Sau đó chúng ta tuyệt đối không hội tái phạm đồng dạng sai lầm. Cho dù lại có cái khác người tới bức bách chúng ta cũng tuyệt đối sẽ cùng Diệp tiên sinh đứng tại đồng nhất trận tuyến thượng. Ireland gia tộc gia chủ Sydney thần sắc hốt hoảng nói rằng. Mà Diệp Thần Phong từ đầu đến cuối nhìn liền đều không có liếc mắt nhìn Abbott cùng tứ đại gia tộc gia chủ, hắn như vạn năm vết nứt như ánh mắt vẫn dừng hình ảnh tại Queen, Richard, Scott cùng vừa rồi bốn người này trên người, nhìn đến Richard cùng Scott trong tay cầm một cây súng lục. Hắn biết tướng đạn xuyên qua Lý Á Quốc thủ đoạn trong hỗn đản. Nhất định chính là hai cái này ngu ngốc. Queen bọn bốn người thật sự là chịu không nổi Diệp Thần Phong ánh mắt lạnh như băng, bốn người bọn họ cảm giác dường như bị tử thần con ngươi cấp tập trung ở, phía sau quần áo sớm bị mồ hôi cấp thấm ướt, trong lỗ mũi hô hấp rất lộn xộn. Queen nhìn thoáng qua hai bên trái phải võ trang đầy đủ M quốc đại binh,
hắn không có chân chính kiến thức qua Diệp Thần Phong thân thủ, cũng chỉ là từ phụ thân hắn khẩu chung biết được Diệp Thần Phong rất lợi hại mà thôi. Bây giờ nếu đến cục diện này, như vậy Diệp Thần Phong hội tha thứ hắn sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Quyên dưới chân bước chân lui về phía sau hai bước, đúng Abbott nói rằng, Abbott tiên sinh, hiện tại có thể không phải cúi đầu trước Diệp Thần Phong thời gian, chúng ta đã đem Diệp Thần Phong đắc tội cái triệt để, bọn họ căn bản không thể có thể tha thứ chúng ta, người thuộc hạ có nhiều như vậy mấy tên lính võ trang đầy đủ. Chúng ta chẳng lẽ còn phải sợ Diệp Thần Phong cái này một cái không có bất luận cái gì hỏa lực vũ khí người sao? Ba, còn có ba vị thúc thúc, chúng ta không cần thiết hướng Diệp Thần Phong khuất phục, nơi này là chúng ta M quốc, cũng không là bọn hắn Hoa Hạ quốc. Quyên rồi hướng phụ thân của hắn Lister cùng với mặt khác ba gã gia chủ nói rằng. Đứng tại Quyên bên cạnh Richard, Scott cùng Virgil, ba người bọn họ đang nghe Quyên nói sau, bọn họ cũng hiểu được Quyên nói đặc biệt chính xác, bọn họ có cần thiết như thế sợ Diệp Thần Phong sao? Kết quả là mặt thượng lần thứ hai chậm chậm khôi phục vẻ phách lối. Diệp Thần Phong, ngươi cho là mình thật có bao nhiêu tài ba sao? Cho dù ngươi từ phế tích dưới sống đi tới thì như thế nào? Richard ngón tay chỉ vào Diệp Thần Phong nói rằng. Diệp Thần Phong, ngươi trong lòng người nữ nhân này chúng ta coi trọng. Nếu như ngươi muốn sống ly khai M quốc, như vậy ngươi tự cấp ta ngoan ngoãn nghe lời, nếu không M quốc sẽ là của ngươi nơi táng thân. Scott ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong trong ngực Bạch Tuyết Linh. Diệp Thần Phong, chúng ta nghe nói thực lực của ngươi rất cường hãn. Chúng ta nơi này chính là có vài chục tên mấy tên lính võ trang đầy đủ, ngươi có thể cường hãn qua bọn họ sao? Virgil cười hỏi. Abbott cùng tứ đại gia tộc gia chủ đang nghe Quyên nói với bọn họ lời nói sau. Bọn họ trong khoảng thời gian ngắn còn không có phản ứng qua đây, đợi được phản ứng tới được thời gian, Richard. Scott cùng Virgil đã tại đúng Diệp Thần Phong châm chọc khiêu khích, cái này không phải chơi với lửa sao? Có cực lớn có thể sẽ chơi với lửa có ngày chết cháy. Nhưng mà, đường Abbott cùng tứ đại gia tộc gia chủ vừa nghĩ mở miệng nói xin lỗi, chỉ nghe thấy phanh. Phanh, hai tiếng, Richard cùng Scott đầu không có dấu hiệu nào bạo liệt ra, máu tươi cùng óc chất hỗn hợp lưu loát phiêu tán ở trong không khí. Đứng có lý cha cùng Scott bên cạnh Quyên cùng Virgil. Bọn họ bị tiên gương mặt máu tươi cùng óc, mặt thượng dáng tươi cười cứng ngắc ở, trong con ngươi khôi phục vẻ hoảng sợ, trong óc biến được trống rỗng, chỉ có một vấn đề vẫn vang vọng tại bọn họ trong đầu, đây là có chuyện gì? Đây là có chuyện gì? Diệp Thần Phong trong ngực ôm Bạch Tuyết Linh, không sao cả nhún vai, hình như vừa bể đầu hai người hoàn toàn cùng hắn không có vấn đề gì, khóe miệng kéo ra một vòng lạnh giá độ cung, cái này hai người nên là mới vừa dùng đạn xạ kích Lý Ca đi. Diệp Thần Phong dừng lại một chút, khóe miệng độ cung dơ lên càng rõ ràng, nhìn dại ra ở Quyên cùng Virgil, nói rằng, kế tiếp, lập tức tự đến phiên hai người các ngươi, ta nghĩ các ngươi nên rất thích cái này loại bể đầu cảm giác đi. Ta sẽ thỏa mãn các ngươi yêu cầu. Tại Diệp Thần Phong hài hước ngôn ngữ truyền vào lỗ tai của bọn họ trong sau, Quyên cùng Virgil lập tức tỉnh lại, lúc này, bọn họ cuối cùng cũng biết Diệp Thần Phong là một cái ma quỷ, đứng tại chỗ khẽ động đều không nhúc nhích. Liền trực tiếp có thể nhượng Richard cùng Scott đầu bạo liệt, cái này loại người không là ma quỷ còn là cái gì? Leonard nhìn đến con trai của hắn Richard đầu bạo liệt mà chết, hắn lửa giận trong lòng cũng triệt để bùng cháy lên, hai con ngươi không nháy một cái chừng mắt Diệp Thần Phong, dường như muốn tướng Diệp Thần Phong tháo thành tám khối thông thường. Ma Trang Si nhìn đến con trai của hắn Scott đầu bạo liệt mà chết, hắn tức giận trong lòng đồng dạng bừng lên, bàn tay chăm chú tụ lại thành nắm tay. Diệp tiên sinh, cầu ngài phóng con ta một con ngựa. Lister vội vàng mở miệng nói rằng. Diệp tiên sinh, cũng cầu ngài phóng nhi tử của ta một con ngựa. Sydney cũng cuống quýt thốt ra. Phanh. Tại cái này hai người vừa dứt lời chi tế, Quyên đầu trong giây lát bạo liệt ra, còn dư lại Virgil tâm tình của hắn hoàn toàn hỏng mất, đúng quần trong không ngừng có hoàng sắc dịch thể chảy ra, cả người run rẩy lợi hại, khẩu trung nói rằng, không, không, không. Ta còn không muốn chết. Phanh. Diêm vương muốn ngươi canh ba tử, ai dám lưu ngươi đến năm canh. Diệp Thần Phong phảng phất định đoạt nhân sinh tử Diêm vương, thoáng cái liền nhượng Quyên, Richard, Scott cùng Virgil đầu cấp bạo liệt. Theo Virgil biến thành một cổ thi thể không đầu, tứ đại gia tộc gia chủ là toàn bộ phẫn nộ tới cực điểm, bọn họ thế nhưng trơ mắt nhìn con trai của mình tử tại trước mặt,
hơn nữa còn là tàn nhẫn như vậy chết kiểu này. Kỳ thực bọn họ cũng không thật tốt ngẫm lại, nếu không bọn họ vong ân phụ nghĩa tại trước, Diệp Thần Phong hội tướng Quyên Đẳng bốn cái xúc sinh giết đi sao? Abbott nhìn đến Diệp Thần Phong sát Quyên bọn bốn người sau đó, hắn trong lòng thầm nghĩ, Diệp Thần Phong lẽ nào ngày hôm nay muốn đại khai sát giới sao? Lần này thật là tính sai, bây giờ Diệp Thần Phong còn sống, đây đối với chúng ta M quốc mà nói tuyệt đối không là một chuyện tốt. Thế nào, lẽ nào các người đúng cách làm của ta có thành kiến? Có thành kiến có thể nói ra à, ta cho các người cơ hội này. Diệp Thần Phong nghiền ngẫm ánh mắt nhìn chăm chú vào Abbott cùng tứ đại gia tộc gia chủ. Chương 615, không hội tiện nghi bọn họ như vậy. Tính, tính, tính. Tứ đại gia tộc gia chủ mặc dù đối với Diệp Thần Phong hận thấu xương, thế nhưng lý trí nói cho bọn hắn biết hiện tại tuyệt đối không thể đủ xung động, mà Abbott cũng đặc biệt thức thời vẫn duy trì trầm mặc, trong lòng là ngũ vị hỗn hợp. Diệp Thần Phong trong ngực ôm rơi vào hôn mê Bạch Tuyết Linh, hắn khi nhìn đến Abbott cùng tứ đại gia tộc gia chủ thái độ sau đó, hắn tùy ý nhún vai, nói rằng, các ngươi không nói lời nào tỉnh không có nghĩa là đúng ta không có ý kiến. Các ngươi đã cho ta Diệp Thần Phong là mặc cho người nhu niết trái hồng mềm sao? Nếu như ta thật tử tại phế tích chi hạ, như vậy ngày hôm nay các ngươi hội thế nào đối đãi Lý Ca? Thế nào đối đãi Bạch Tuyết Linh? Mỗi người trong lòng đều có một điều điểm mấu chốt, mà các ngươi hoàn toàn vượt qua ta lằn danh, các ngươi nói ta nên cầm các ngươi làm sao bây giờ? Lúc này, trên bầu trời ánh mặt trời ấm áp, không có thể dùng Abbott chúng nhân có một tia ấm áp. Trái lại có thể dùng bọn họ càng tới càng lạnh giá, lãnh cả người đều run rẩy. Abbott kiên trì, nói rằng, Diệp Thần Phong, nơi này là M quốc, ngươi cũng phải chú ý đúng mực. Abbott biết Diệp Thần Phong chắc là sẽ không tha thứ bọn họ, đơn giản đem lời mở ra mà nói, không lại Diệp Thần Phong trước mặt ra vẻ đáng thương. Diệp Thần Phong điểm gật đầu, khóe miệng há miệng khai một đạo dáng tươi cười, lộ ra trắng noãn chỉnh tề hàm răng, nói rằng, Abbott, nơi này là M quốc thì như thế nào? Ngươi muốn ta chú ý đúng mực, vậy các ngươi chú ý đúng mực sao? Biết rất rõ ràng thôn vệ đế quốc đã xong đời, các ngươi vừa rồi vì sao còn muốn căm thù Lý Ca bọn họ? Đến phiên sinh mạng của các ngươi đã bị uy hiếp, các ngươi sẽ cùng ta giảng đạo lý. Diệp Thần Phong, chúng ta cũng là. Abbott lời còn chưa nói hết, tay trái ôm Bạch Tuyết Linh Diệp Thần Phong trong nháy mắt xuất hiện ở Abbott trước mặt. Đưa tay phải ra chợt bắt được Abbott cánh tay, trực tiếp ngạnh sinh sinh tướng Abbott cả điều cánh tay trái kéo xuống, máu tươi từ Abbott gãy chi chỗ cuồng phún mà ra. Abbott cổ họng trong tê tâm liệt phế kêu thảm, mặt thượng biểu tình biến được dữ tợn không gì sánh được. Tứ đại gia tộc gia chủ còn không có phản ứng qua đây, Diệp Thần Phong lại từng cái tướng bốn người bọn họ cánh tay trái toàn bộ ngạnh sinh sinh kéo xuống, trong lúc nhất thời chu vi tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Diệp Thần Phong tại tướng Abbott cùng tứ đại gia tộc gia chủ cánh tay trái cấp xả sau khi xuống tới. Thân ảnh của hắn về tới vương lực đám người bên cạnh, thuận miệng nói rằng, đây chỉ là cho các ngươi một cái tiểu tiểu giáo huấn mà thôi. Vài chục tên võ trang đầy đủ M quốc đại binh, tại Diệp Thần Phong tướng tứ đại gia tộc gia chủ cánh tay kéo xuống, bọn họ những. Này nhân tài vừa phản ứng qua đây, thật sự là Diệp Thần Phong hành động quá đột nhiên, tốc độ quá nhanh. Một đám võ trang đầy đủ M quốc đại binh, dùng họng súng đen ngòm nhắm ngay Diệp Thần Phong, chỉ cần Abbott ra lệnh một tiếng, bọn họ lập tức hội tướng Diệp Thần Phong xả kích thành tổ ong vỏ vẽ, theo bọn họ cái này trên thế giới coi như là thực lực cường hãn nhất người, cũng nhất định là ngăn cản không ở đạn. Ta rất không thích người khác dùng nòng súng nhắm ngay ta. Diệp Thần Phong giọng nói bình thản nói rằng, tiếp theo, 10 cấp sơ kỳ linh hồn lực từ Diệp Thần Phong thể nội ngoại thả đi ra. Bàng bạc minh mông linh hồn lực như bài sơn đảo hải hướng Abbott, tứ đại gia tộc gia chủ cùng với vài chục tên võ trang đầy đủ M quốc đại binh đánh tới, để cho bọn họ cảm giác được thân thể chi tốt nhất tượng bị đè ép một tòa nặng nề sơn, hai chân không kiềm hãm được cong queo, nặng nề quỳ xuống tại trên mặt đất. Vài chục tên M quốc đại binh trong tay cầm hỏa lực vũ khí, bắt đầu chậm chậm vặn vẹo lên, nòng súng trực tiếp biến thành bánh quai trèo hình dạng, một phút đồng hồ sau. M quốc đại binh trong tay hỏa lực vũ khí toàn bộ biến tạo thành một cái kim trúc cầu, đâu còn nhìn ra được chúng nó ban đầu hình dạng. Té quỵ dưới đất vài chục tên M quốc đại binh, bọn họ trơ mắt nhìn trong tay mình hỏa lực vũ khí biến hình thành cái bộ dáng này, cảm thụ được thân thể chi thượng nặng nề áp lực,
bọn họ là M quốc trong bộ đội tinh anh thành viên, bình thường nơi nào kiến thức qua cái này loại năng lực cường hãn. Mồ hôi như bộc bố như từ trên trán chảy xuống, mặt thượng tràn đầy thần sắc sợ hãi. Đồng dạng té quỵ dưới đất Abbott cùng tứ đại gia tộc gia chủ, bọn họ dùng y phục bao vây lấy phun trào ra máu tươi vết thương, bọn họ không nghĩ tới Diệp Thần Phong năng lực đạt tới trình độ như vậy. Cái này hình như so từ trước càng yêu nghiệt, thảo nào Diệp Thần Phong có thể một lần hành động đảo phá thôn vệ đế quốc. Cái này những bọn họ tức giận trong lòng triệt để tiêu thất, trong ánh mắt dần dần bị tuyệt vọng cấp lấp đầy. Vương Lực, Hắc Tâm, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Diệp Thần Phong không dự định cứ như vậy sát Abbott cùng tứ đại gia tộc gia chủ, cái này có phần quá tiện nghi những. Này người, hắn trong lòng đã có một cái càng biện pháp tốt. Tử người là cảm giác không đến sợ hãi cùng thống khổ, cho nên Diệp Thần Phong mới chỉ có xé rách rơi bọn họ một cánh tay. Diệp huynh đệ, chúng ta xe thì ở phía trước cách đó không xa. Bị Vương Lực đỡ Lý Á Quốc suy yếu mở miệng nói. Diệp Thần Phong điểm gật đầu, nói rằng, Lý ca, người trước nhẫn nại nữa một hồi, đẳng lên xe sau đó, ta sẽ giúp người trị liệu. Nhìn Diệp Thần Phong chúng nhân đi lên cách đó không xa một chiếc thương vụ xe chậm chậm tiêu thất tại trong tầm mắt, tại Diệp Thần Phong rời đi một khắc kia, Abbott, tứ đại gia tộc gia chủ cùng vài chục tên võ trang đầy đủ M quốc đại binh, bọn họ tức khắc cảm giác trên người áp lực đột nhiên tiêu thất, có loại tử lý đào xanh nhẹ nhõm cảm giác. Abbott cố nén cụt tay đau nhức, tỉnh táo lại sau đó, nói rằng, Diệp Thần Phong cái này người, chúng ta không thể trêu vào, chúng ta thật không thể trêu vào a. Nếu như chúng ta lại bắt hắn cho nhã mao, đến lúc đó chỉ sợ không chỉ mấy người chúng ta xui xẻo, ngay cả toàn bộ M quốc cũng hội theo cùng nơi xui xẻo. Nghe vậy, tứ đại gia tộc gia chủ lặng lẽ điểm gật đầu, tuy rằng con của bọn họ bị Diệp Thần Phong giết đi, bọn họ đúng Diệp Thần Phong là hận thấu xương. Nhưng là bọn hắn biết Abbott nói đều là sự thực, nhìn nguyên bản M quốc đại binh trong tay hỏa lực vũ khí biến thành một cái kim trúc cầu hình dạng, nghĩ khởi vừa rồi bọn họ một đám không tự chủ té quỵ dưới đất, đây là Diệp Thần Phong cũng chưa hề đụng tới tình huống hạ, bọn họ biết Diệp Thần Phong nếu như phải giải quyết bọn họ, nhất định là một cái so bóp chết một con kiến còn muốn sự tình đơn giản. Nguy rồi, ngày hôm qua M quốc thắng thiên hội cao tầng không phải tới tìm chúng ta sao? Chúng ta đồng ý đem M quốc thắng thiên hội giao cho bọn họ xử lý, thậm chí tướng Lý Á quốc danh hạ sản nghiệp đều giao cho bọn họ. Diệp Thần Phong bọn họ hiện tại 89 phần 10 là đi Lý Á quốc trong nhà, hiện tại M quốc thắng thiên hội cao tầng khả năng đã đem Lý Á quốc ra cũng chiếm trước. Diệp Thần Phong bọn họ trở lại Lý Á quốc trong nhà nhìn đến đây hết thảy, Diệp Thần Phong có thể hay không càng phẫn nộ. Dù sao cũng là chúng ta đồng ý M quốc thắng thiên hội cao tầng thay thế được Lý Á quốc, Diệp Thần Phong cổ lửa giận này rất có thể sẽ lần thứ hai liên lụy đến chúng ta trên người. Lister dùng y phục bụng cụt tay chỗ vết thương, mặt thượng hiện lên hoang mang rối loạn cùng thần sắc kinh khủng. Mặt khác ba mọi người chủ đang nghe Lister lời nói sau, bọn họ cũng không thể đủ bình tĩnh, bọn họ là thật không thể trêu vào Diệp Thần Phong cái này tôn sát tinh a. Abbott chân mày chăm chú nhíu lên, nói rằng, Lister, các ngươi phải muốn đem chuyện này cấp xử lý tốt, không cần lại để cho Diệp Thần Phong phẫn nộ phát tiết đến trên người chúng ta tới, ta phải đi về cùng Tổng thống báo cáo chuyện nơi đây. Lister bọn bốn người điểm gật đầu, bọn họ bất chấp vết thương trên người, vội vàng ngồi vào một chiếc trong xe, bọn họ trong lòng đang suy nghĩ cái gì nên như thế nào nhượng Diệp Thần Phong dẹp loạn thịnh nộ. Cái này nhắc tới cũng rất buồn cười. Diệp Thần Phong rõ ràng sát bốn người bọn họ nhi tử, bốn người bọn họ vẫn còn muốn tượng một điều chó nhật giống nhau, đi cấp Diệp Thần Phong nịnh hót lấy lòng, thậm chí đi liếm Diệp Thần Phong đế giày, cái này hoàn toàn là bọn hắn gieo gió gặt bão. Cùng lúc đó, Diệp Thần Phong bọn họ đang ngồi thương vụ xe đã chạy ra thật lâu một khoảng cách, Hắc Hùng phụ trách điều khiển thương vụ xe, Diệp Thần Phong nhướng ngất chung Bạch Tuyết Linh ngồi ở phó điều khiển thượng. Mà hắn tắc ngồi ở chỗ ngồi phía sau bang Lý Á quốc trị liệu thương thế, đầu tiên lợi dụng linh hồn lực tướng Lý Á quốc thủ đoạn trung đạn cấp lấy ra ngoài, sau đó, sẽ chậm chậm khôi phục Lý Á quốc bị thương địa phương. Nhìn đến Lý Á quốc thương thế tại Diệp Thần Phong trị liệu hạ khôi phục không sai biệt lắm sau đó, Tần Nghị mở miệng nói rằng, lão đại, ngươi lẽ nào hãy bỏ qua vừa rồi những tên khốn kiếp kia sao? Theo ta thấy ngươi nên giải quyết hết bọn họ, chỉ kéo bọn họ một điều cánh tay. Đây quả thực lợi cho bọn họ quá.
Diệp Thần Phong lắc đầu, vừa cười vừa nói, Tần Nghị, người muốn nhớ kỹ một điểm, cái này trên thế giới để cho người sợ hãi cũng không là tử vong, một người sau khi chết liền cái gì cũng không cảm giác được, ta không hội tiện nghi bọn họ như vậy. Chương 616, khinh người quá đáng. Lần này Diệp Thần Phong vừa tới đến M quốc thời gian, đã từng cấp Lý Á Quốc gọi một cú điện thoại, ngay lúc đó Lý Á Quốc đang cùng M quốc thắng thiên hội cao tầng họp, cái này bang M quốc thắng thiên hội cao tầng quả thực chính là sâu mọt, cho nên Lý Á Quốc để cho bọn họ tại trong vòng 5 ngày rời khỏi thắng thiên hội, nào biết ngắn ngủi này mấy ngày chi nội phát sinh nhiều như vậy biến cố. Trước kia cái này bang M quốc thắng thiên hội cao tầng, bọn họ làm sao cam tâm tình nguyện rời khỏi thắng thiên hội. Cũng không biết cái này bang sâu mọt từ nơi nào nhận được tin tức. Bọn họ đã biết Lý Á Quốc trở thành tứ đại gia tộc địch nhân, vì vậy ngày hôm qua bọn họ liền cùng đi bái phóng tứ đại gia tộc gia chủ, Lister đằng tứ đại gia tộc gia chủ hoàn toàn không có tướng M quốc thắng thiên hội để vào mắt, dù sao M quốc thắng thiên hội nếu không có bọn họ ở sau lưng chống đỡ, đây căn bản không thể có thể phát triển như vậy tấn mãnh. Tại Lister đằng tứ đại gia tộc gia chủ trong mắt, M quốc thắng thiên hội cao tầng coi như là mấy cái cẩu mà thôi, những mấy cái cẩu tới tạm thời quản lý thắng thiên hội cũng là đúng vậy, cho nên ngày hôm qua Lister chúng nhân không chỉ có đem thắng thiên hội quyền quản lý giao cho bọn hắn trong mắt mấy cái cẩu, còn đem Lý Á Quốc danh hạ tất cả sản nghiệp nhất định nhượng mấy con chó kia tiếp thu. M quốc, Lý Á Quốc biệt thự trong phòng khách. Ba gã Âu phục giày da hoa hạ quốc trung niên nam nhân ngồi ở thư thích trên ghế salon. Tại cái này ba gã trung niên nam nhân chu vi còn đứng 15-16 cái thân mặc màu đen quần áo, thân thể rất to tráng hán tử, cái này 15-16 cái hán tử nên thuộc về là bảo tiêu. Ba gã Âu phục giày da nam nhân, một tên trong đó ánh mắt có chút âm trầm tên là Giang Văn Hoa, hắn là M quốc thắng thiên hội nguyên lão cấp một trong những nhân vật, tại M quốc thắng thiên hội chung có nhất định lực ảnh hưởng, một gã khác bụng béo nam nhân tên là Lục Hồng Tinh. Hắn cũng là M quốc thắng thiên hội nguyên lão cấp một trong những nhân vật, tại M quốc thắng thiên hội trung lực ảnh hưởng gần với Giang Văn Hoa, một tên sau cùng tóc có chút thưa thớt nam nhân tên là Tiền Vạn Đạt, hắn đồng dạng là M quốc thắng thiên hội nguyên lão cấp nhân vật. Bất quá, hắn tại M quốc thắng thiên hội trung lực ảnh hưởng muốn so Giang Văn Hoa cùng Lục Hồng Tinh đều thiếu chút nữa. Ba người này có thể nói là trước kia ngoại trừ Lý Á Quốc bên ngoài. Tại M quốc thắng thiên hội chung nói nhất có trọng lượng người. Giang Văn Hoa từ trước mặt bàn trà thượng cầm lên một ly rượu đỏ, đặc biệt hưởng thụ nhấp một miếng, nói rằng, Lý Á Quốc chính là không thích hợp làm lão đại. Hiện tại hắn lại có thể có lá gan cùng tứ đại gia tộc đối nghịch. Như thế thành toàn chúng ta trưởng khống thắng thiên hội, hắn muốn nhượng chúng ta 5 ngày nội rời khỏi thắng thiên hội, ta xem hắn hiện tại nên không sai biệt lắm đi gặp Diêm Vương ra đi. Đó còn cần phải nói mà, ngày hôm qua chúng ta từ tứ đại gia tộc gia chủ khẩu chung biết được, trước đây ủng hộ Lý Á Quốc Diệp Thần Phong đã chết, ngày hôm nay tứ đại gia tộc sẽ xuống tay với Lý Á Quốc căn bản không có còn sống đạo lý. Bụng béo Lục Hồng Tinh, trên gương mặt thịt mỡ không ngừng lay động. Ta xem cái này Lý Á Quốc hoàn toàn là tự tìm, còn nói chúng ta M quốc thắng thiên hội là thuộc về Diệp Thần Phong. Hắn Lý Á Quốc cũng chỉ là bang Diệp Thần Phong tạm thời xử lý mà thôi, trong đầu của hắn thật là trang bị đầy đủ đại tiện. Tiền Vạn Đạt rất thoải mái nói rằng, ai, đáng tiếc là cái này Lý Á Quốc liền cái lão bà, nữ nhi đều không có, nếu không mấy người chúng ta có thể hoàn toàn phát tiết một chút. Lý Á Quốc từ trước có thể không có thiếu đúng chúng ta đến kêu đi hết qua. Giang Văn Hoa đặc biệt cầm thú nói rằng, tại Giang Văn Hoa, Lục Hồng Tinh cùng Tiền Vạn Đạt bàn luận không bằng cầm thú đề tài của thời gian, Diệp Thần Phong chúng nhân đang ngồi thương vụ xe đã sắp đến Lý Á Quốc cửa biệt thự. Tại Diệp Thần Phong trị liệu hạ, Lý Á Quốc thương thế trên người hoàn toàn khỏi rồi, cả người so không có bị thương trước còn muốn tinh thần chấn hưng. Đúng Diệp Thần Phong nói rằng, Diệp huynh đệ, cảm ơn ngươi, sợ rằng Lý ca ta cả đời cũng báo đáp không hoàn Diệp huynh đệ ngươi đối với ta ân tình. Diệp Thần Phong cười vỗ một cái Lý Á Quốc vai, nói rằng, Lý ca, người chừng nào thì biến được như thế làm kiêu. Huynh đệ trong lúc đó dùng được nói cảm ơn sao, huống hồ nếu không phải là bởi vì ngươi, sợ rằng Bạch Tuyết Linh sớm đã bị vài cái xúc sinh cấp. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua nằm tại phó điều khiển thượng rơi vào ngất Bạch Tuyết Linh, hắn vừa rồi ôm Bạch Tuyết Linh thời gian, sớm hoàn toàn dò xét qua Bạch Tuyết Linh thân thể tình trạng.
Bạch Tuyết Linh là bởi vì quá qua mệt nhọc tài bất tỉnh đi, ngoại trừ Tai Thượng bởi vì vận chuyển hòn đá bị thương bên ngoài, cả người trên cơ bản không có vấn đề lớn lao gì. Đến nỗi Bạch Tuyết Linh Tai Thượng đầy vết thương, Diệp Thần Phong cũng có biện pháp giúp nàng trị liệu cùng không có bị thương trước giống nhau, trở đến Lý Á Quốc trong biệt thự. Diệp Thần Phong tự sẽ bắt đầu băng Bạch Tuyết Linh trị liệu. Lão đại, vị mỹ nữ này là ta đại tẩu sao? Lão đại, ngươi lần trước đã từng nói chúng ta cổ võ giới Hàn Sơ Tuyết là nữ nhân của ngươi đi. Vị mỹ nữ này tướng mạo có thể chút nào không thua với Hàn Sơ Tuyết a. Tần Nghị khi nhìn đến Lý Á Quốc tổn thương bị trị hết hoàn toàn sau đó, hắn bắt đầu khẩu không ngăn cản đúng Diệp Thần Phong đưa ra nghi vấn. Vương Lực Đẳng bốn cái phong vệ đội thành viên, bọn họ cũng đều là kinh thành nhân sĩ, bọn họ cũng đều biết Diệp Thần Phong bây giờ vị hôn thê là võ gia Võ Hiểu Phỉ. Bạch Tuyết Linh chỉ là Diệp Thần Phong tiền nhiệm vị hôn thê, có người nói trước đây còn là Bạch gia hướng Diệp gia đưa ra từ hôn, hiện tại bọn họ có lẽ Bạch gia thật là mắt bị mù. Bạch Tuyết Linh đột nhiên xuất hiện ở M Quốc, đồng thời vì Diệp Thần Phong biến thành bộ dáng này, Vương Lực bọn bốn người cho dù dùng mông nghĩ, bọn họ đều có thể đủ dự đoán được Bạch Tuyết Linh khẳng định đúng Diệp Thần Phong có ý tứ, cái này Diệp Thần Phong bất kể tại kia một phương diện đều là nhượng mỗi một người nam nhân ước ao đố kỵ hận. Tần Nghị, ngươi là không muốn để cho ta mang ngươi hồi cổ võ giới. Không muốn tướng khôi phục thực lực, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy, ta và Bạch Tuyết Linh chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ. Diệp Thần Phong nhún vai nói rằng, Tần Nghị lập tức làm ra một cái câm miệng tư thế, có thể mặt thượng biểu tình hình như là đang nói, lão đại, người cái này lừa gạt quỷ đâu đi. Đích xác, một nữ nhân, hơn nữa còn là một cái từ nhỏ cẩm y ngọc thực nữ nhân, thiên lý xa xôi tới tìm một người nam nhân, thậm chí liền tánh mạng của mình cũng không cần thiết, nếu như nói một nữ nhân như vậy, đối với nàng tìm kiếm người nam nhân kia hoàn toàn không có ý nghĩa. Sợ rằng cái này có điểm không nói được. Kỳ thực Diệp Thần Phong biết bản thân có điểm lừa mình dối người, hắn trong lòng thầm nghĩ, Bạch Tuyết Linh lần này thật là đặc biệt tới M Quốc tìm ta. Nàng làm sao biết ta tại M Quốc? Tại Diệp Thần Phong bọn họ đang ngồi thương vụ xe sắp đến Lý Á Quốc biệt thự thời gian, Lister Đẳng tứ đại gia tộc gia chủ ngồi ở một chiếc trong xe, rất xa đi theo Diệp Thần Phong bọn họ thương vụ xe đằng sau, Lister chúng nhân không dám theo gần quá. Rất sợ Diệp Thần Phong hiểu lầm cái gì, trực tiếp đem bốn người bọn họ giải quyết, thế nhưng lúc này cái này kiện sự tình rốt cuộc muốn giải quyết như thế nào? Cái này để cho bọn họ sắp suy nghĩ nát óc. Lister, Leonard, Machangsi cùng Sydney, bốn người bọn họ bị kéo cánh tay trái gãy chi chỗ, chỉ là trải qua băng bó đơn giản cùng cầm máu, muốn là bốn người bọn họ liền cầm máu đều không dứt lời nói. Sợ rằng đến lúc đó không đợi Diệp Thần Phong giải quyết bọn họ, bốn người bọn họ liền trực tiếp chảy máu nhiều lắm mà chết. Tứ đại gia tộc này gia chủ mặt thượng là thống khổ và biểu tình dữ tợn, thật sự là vết thương vẫn kích thích bọn họ thần kinh não bộ, có thể dùng bọn họ đau có loại sắp bất tỉnh đi cảm giác, nhưng là bốn người bọn họ hiện tại còn phải nghĩ biện pháp giải quyết phiền toái trước mắt, mà cái phiền toái này nơi phát ra cho sát con của bọn họ hung thủ, bọn họ còn phải muốn đi lấy lòng cái kia hung thủ. Cái này trên thế giới nhất bi thúc sự tình cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Leonard, chúng ta bây giờ đến cùng nên phải làm sao? Diệp Thần Phong tên khốn kia, ta thật hận không thể đưa hắn ném tiến biển rộng đi đút cá mập, thế nhưng chúng ta không có năng lực này a. Lister thở dài một hơi nói rằng, con trai của chúng ta bị Diệp Thần Phong sát, với lại liền cụ thể hoàn chỉnh thi thể cũng không có bảo lưu lại tới, chúng ta thật quá uất ức, Diệp Thần thật khinh người quá đáng. Leonard cắn hàm răng, chịu đựng đau đớn nói rằng, bây giờ không phải là nói điều này thời gian, chúng ta nên nghĩ muốn như thế nào nhượng Diệp Thần Phong nguôi giận, tất cả đẳng cái này kiện sự tình đã qua lại nói. Ma Trang Si ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng là con ngươi của hắn tràn đầy nồng đậm hận ý. Đúng, Ma Trang Si nói không sai, tuy rằng Diệp Thần Phong khinh người quá đáng, thế nhưng hiện tại chúng ta chỉ có thể nhẫn. Sydney chăm chú tụ lại hữu quyền nói rằng, khinh người quá đáng. Có sao? Vừa rồi bọn họ bức bách Lý Á Quốc, bức bách Bạch Tuyết Linh thời gian, lẽ nào bọn họ không có khinh người quá đáng sao? Nếu không Diệp Thần Phong sống từ phế tích chung đi ra, Lý Á Quốc hiện tại khả năng đã bị giết chết. Mà Bạch Tuyết Linh cũng có thể trở thành bốn người bọn họ xúc sinh không bằng nhi tử phát tiết vật. Cho nên, đến cùng ai tài khinh người quá đáng?
Chương 617, cứu tinh đến. Lý Á Quốc biệt thự ở vào M Quốc, một chỗ xa hoa khu biệt thự trong. Có thể vào ở chỗ này xa hoa khu biệt thự trong người, trên cơ bản đều là tại M Quốc hữu một ít địa vị và thân phận. Hắc Hùng lái thương vụ xe vững vàng đình tại Lý Á Quốc cửa biệt thự, Diệp Thần Phong, Hắc Tâm, Vương Lực chúng nhân từ thương vụ xe thượng đi xuống, sau đó Diệp Thần Phong lại đem ngồi ở vị trí kế bên tài xế, ở vào trạng thái hôn mê Bạch Tuyết Linh từ trên xe ôm xuống. Biệt thự đại môn mở rộng, ở bên ngoài đều loáng thoáng có thể nghe, có nhiệt liệt tiếng bàn luận từ trong phòng khách truyền tới. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua Lý Á Quốc, hỏi, Lý ca, nhà ngươi có người? Lý Á Quốc khóa chặt chân mày, nói rằng, Diệp huynh đệ, ta tại M Quốc không có cái gì thân thích, lại nói chúng ta lần trước vội vàng thoát đi biệt thự, theo lý mà nói sẽ không có người ở bên trong. Lý ca, chúng ta đây trước vào xem lại nói. Diệp Thần Phong điểm gật đầu nói. Lý Á Quốc biệt thự trong phòng khách. Giang Văn Hoa, Lục Hồng Tinh cùng Tiền Vạn Đạt ba người này chính trò chuyện khí thế ngất trời, bây giờ M Quốc thắng thiên hội thuộc về bọn họ ba cái. Bọn họ trong lòng là đã hài lòng, lại kích động, liên tục uống xong 5 bình rượu đỏ. Giang Văn Hoa mang theo một ít men say, vừa cười vừa nói, Hồng Tinh, Vạn Đạt, sau này chúng ta chính là thắng thiên hội người nắm quyền, lại có tứ đại gia tộc ở sau lưng cho chúng ta chỗ dựa, chúng ta tại M Quốc tự càng không cần phải sợ người nào. Nếu là Lý Á Quốc còn chưa chết tốt biết bao nhiêu, chúng ta có thể thật tốt trêu đùa hắn. Hắn Lý Á Quốc vĩnh viễn đều chỉ có thể làm một cái kẻ bất lực. Lớn lên giống đầu mập heo Lục Hồng Tinh đung đưa cái ly trong tay nói rằng. Lý Á Quốc cái phế vật cả ngày chỉ biết đem tên Diệp Thần Phong đọng ở bên mép, Diệp Thần Phong toán cái thứ gì. Hiện tại còn không phải làm theo đi Diêm Vương Điện Thượng mà. Tiền Vạn Đạt lắc lắc đỉnh đầu hắn thưa thất tóc nói rằng. Các ngươi những, này người tại sao lại ở chỗ này? Ai cho phép các ngươi đi vào nhà ta mặt? Các ngươi đã sớm không phải thắng thiên hội thành viên, lập tức cút ra ngoài cho ta. Một tiếng quát chói tai truyền vào Giang Văn Hoa, Lục Hồng Tinh cùng Tiền Vạn Đạt tai trong, ba người bọn họ ánh mắt không nén nổi hướng cửa phòng khách nhìn sang, khi bọn hắn nhìn đến Lý Á Quốc thời gian ánh mắt rõ ràng ngẩn người. Bất quá, tịnh không có biểu hiện ra quá nhiều kinh hoàng tới, bọn họ thế nhưng nhận được tứ đại gia tộc ở sau lưng ủng hộ, bây giờ căn bản không cần phải sợ Lý Á Quốc. Lại mà ba người bọn họ từ trước chưa từng thấy qua Diệp Thần Phong, lần trước Diệp Thần Phong tại Sanofi gia tộc sự tích. Bọn họ cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, cho nên tự nhiên mà vậy đem Diệp Thần Phong chúng nhân phân loại cho Lý Á Quốc tiểu đệ trong hàng ngũ. Lý Á Quốc, người thế nào còn chưa có chết? Chẳng lẽ là tứ đại gia tộc gia chủ phóng qua ngươi sao? Xem ra ngươi cái này kẻ bất lực vận khí cũng không tệ lắm. Ánh mắt âm trầm Giang Văn Hoa từ trên ghế salon đứng lên. Hoàn toàn không có coi Lý Á Quốc là hồi sự tình. Lý Á Quốc, ngươi không phải là muốn đem chúng ta đuổi ra thắng thiên hội sao? Hiện tại thắng thiên hội là chúng ta nắm trong tay, mà ngươi Lý Á Quốc lại bị đánh trở về nguyên hình. Chỉ có thể an phận làm một cái phế vật, còn ngươi nữ danh hạ sản nghiệp tất cả thuộc về chúng ta, cho nên cút đi người là ngươi. Tiền Vạn Đạt khinh thường cười lạnh nói. Lý Á Quốc, ngươi không chết thật là thật tốt quá. Từ trước ngươi có thể không có thiếu giáo huấn qua chúng ta, hiện tại ngươi là không phải nên quỳ xuống hướng chúng ta xin lỗi. Nếu không tứ đại gia tộc gia chủ phóng qua ngươi, chúng ta có thể sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lục Hồng Tinh sờ sờ hắn viên cổ cái bụng nói rằng. Ba người bọn họ cho rằng Lý Á Quốc nguyên do còn sống nguyên nhân, nhất định là tứ đại gia tộc gia chủ bất hòa Lý Á Quốc so đo, bọn họ căn bản không có hướng tới phương diện khác nghĩ. Lý Á Quốc nhìn đến cái này ba cái trước kia M Quốc thắng thiên hội sâu mọt, cũng dám tại trong nhà của hắn lớn lối như thế ương ngạnh, thân thể bên trong cơn giận giữ một cái kình hướng tới thượng thoán, quát dẹp đường, Giang Văn Hoa, Tiền Vạn Đạt, Lục Hồng Tinh, ngày hôm nay Diệp huynh đệ tại ở đây. Nhìn tại từ trước các ngươi là thắng thiên hội thành viên phân thượng, ta cho các ngươi 30 giây cút đi thời gian. Diệp huynh đệ. Giang Văn Hoa ánh mắt rời về phía đứng tại Lý Á Quốc bên cạnh Diệp Thần Phong trên người, bởi vì hắn chưa từng có gặp qua Diệp Thần Phong, cho nên tự nhiên là không nhận thức Diệp Thần Phong, cười nghi vấn hỏi, Lý Á Quốc, ngươi nói hắn là Diệp Thần Phong. Cái kia ban đầu ở Sanofi gia tộc trong trang viên dương danh cái kia Diệp Thần Phong. Lý Á Quốc không nhìn được quát dẹp đường, Giang Văn Hoa, ngươi nói đúng,
cái này vị chính là Diệp huynh đệ, thừa dịp các ngươi còn không có đem Diệp huynh đệ chọc giận trước, các ngươi cấp ta mau cút. Ha, Giang Văn Hoa cười lạnh một tiếng, nói rằng, Lý Á Quốc, người nghĩ rằng chúng ta là ngu ngốc sao? Chúng ta hôm qua đã từ tứ đại gia tộc gia chủ khẩu chung biết được Diệp Thần Phong tử, lẽ nào đứng tại bên cạnh ngươi cái này Diệp Thần Phong là hoạt tử nhân phải không? Lý Á Quốc, ngươi thật cho là chúng ta là 3 tuổi tiểu hài tử. Nếu là hắn Diệp Thần Phong, ta chính là siêu nhân rồi. Bụng béo Lục Hồng Tinh giễu cợt nói. Tiền Vạn Đạt ánh mắt trái lại tập trung vào Diệp Thần Phong trong lòng Bạch Tuyết Linh trên người. Trong ánh mắt lộ ra nào đó vẻ khát vọng. Tuy rằng Bạch Tuyết Linh y phục trên người bẩn loạn không chịu nổi, thế nhưng che giấu không được nàng trương động nhân khuôn mặt, âm trầm nhìn Diệp Thần Phong nói rằng, vị tiểu huynh đệ này, ta biết các ngươi cùng Lý Á Quốc đều không có vấn đề gì, chỉ cần ngươi đem ngươi trong lòng nữ nhân kia nhượng cho chúng ta ngay thắng thiên hội trung an bài cho ngươi một cái vị trí, chuyện tốt như vậy có thể không phải mỗi ngày đều có. Trải qua Tiền Vạn Đạt vừa nói như vậy, Giang Văn Hoa cùng Lục Hồng Tinh cũng đều chú ý tới Diệp Thần Phong trong lòng Bạch Tuyết Linh, bọn họ từ trước chơi qua nữ nhân vô số, thế nhưng có Bạch Tuyết Linh xinh đẹp như vậy là ít lại càng ít, bọn họ hai cái cũng giống như Tiền Vạn Đạt bắt đầu động lòng. Đứng sau lưng Diệp Thần Phong Vương Lực, Tần Nghị chúng nhân, trên mặt bọn họ mỗi một người đều treo nghiền ngẫm dáng tươi cười, theo bọn họ trước mặt cái này ba người ngu ngốc quả thực không biết tự tự là thế nào viết. Diệp Thần Phong trong ngực ôm Bạch Tuyết Linh. Dưới chân nhịp bước đi lên 5-6 bước, Giang Văn Hoa đám ba người khả năng cho là Diệp Thần Phong muốn tướng Bạch Tuyết Linh giao cho bọn họ, vội vàng nhất Tiền Vạn Đạt đi tại trước nhất đầu, nói rằng tiểu huynh đệ, ngươi quả nhiên là một cái thấy rõ tình thế người, ngươi yên tâm đi, chúng ta nhất định hội tại thắng thiên hội trung an bài cho ngươi một cái vị trí. Giang Văn Hoa, Lục Hồng Tinh, Tiền Vạn Đạt, ba người các ngươi quả thực là không có thuốc nào cứu được. Lý Á Quốc sắc mặt đỏ lên quát dẹp đường. Lý Á Quốc, lẽ nào ngươi còn muốn nói tiểu tử này là Diệp Thần Phong sao? Cái kia trước đây khiếp sợ M quốc thế lực dưới đất Diệp Thần Phong hội như thế uất ức sao? Ngươi cũng không tìm cái tương đối tín nhiệm người tới diễn kịch, ngươi cũng. Giang Văn Hoa thanh âm đột nhiên hơi ngừng, bởi vì trong phòng khách vang lên phanh. Một tiếng vang dội, Diệp Thần Phong trực tiếp một quyền đánh bể Tiền Vạn Đạt đầu, cảnh này khiến Giang Văn Hoa cùng Lục Hồng Tinh đầu có chút chập mạch. Ngu ngốc chính là ngu ngốc, Vương Lực, chúng ta bang lão đại trước giải quyết rồi chung quanh những. Này tiểu nhân vật đi, Tần Nghị nhìn hơn 10 người thân xuyên hộ vệ áo đen nói rằng, dùng hắn hoàng giai thượng phẩm thực lực muốn đánh bại những người bình thường này là khỏi phải nói. Vương Lực điểm gật đầu, nói rằng, ân, tốt. Kế tiếp một phút trong phòng khách hơn 10 người bảo tiêu bị Vương Lực cùng Tần Nghị chúng nhân dễ dàng giải quyết. Giang Văn Hoa cùng Lục Hồng Tinh nhìn biến cố trước mắt, có loại cảm giác đang nằm mơ, Lục Hồng Tinh dùng sức phiến bản thân cái bàn tay, cảm giác trên gương mặt rất đau, cái này không phải đang nằm mơ. Các ngươi muốn làm gì? Chúng ta bây giờ là tứ đại gia tộc người, các ngươi chẳng lẽ không muốn sống ly khai M quốc sao? Giang Văn Hoa kiên trì uy hiếp nói. Hắn nhìn ra được Diệp Thần Phong đám người thân thủ tuyệt đối không đơn giản. Cũng không biết Lý Á Quốc là từ đâu trong tìm tới những. Này người, cho tới bây giờ hắn còn không cho là thanh niên trước mặt chính là Diệp Thần Phong. Cái này trên thế giới rác rưởi nhiều lắm, thuần túy là ô nhiễm không khí. Diệp Thần Phong bĩu môi mong chờ nói rằng. Nghe vậy, Giang Văn Hoa cùng Lục Hồng Tinh vì đó sửng sốt, bọn họ hai cái nghe được ra Diệp Thần Phong là muốn giết chết bọn họ hai cái trong con ngươi tràn đầy tuyệt vọng, có thể lập mã lại khôi phục hy vọng. Bởi vì bọn họ hai cái nhìn đến tứ đại gia tộc vội vã đi vào bên trong phòng khách. Cứu tinh của bọn họ đến. Có thể là Giang Văn Hoa cùng Lục Hồng Tinh quá qua hốt hoảng duyên cớ, bọn họ tính không có lập tức phát hiện tứ đại gia tộc gia chủ mỗi người đều thiếu một cánh tay. Hiện tại bọn họ hai cái chỉ biết là, tứ đại gia tộc gia chủ đạt tới ở đây, bọn họ tự khẳng định có thể sống sót, với lại trước mặt Lý Á Quốc chúng nhân khẳng định phải xui xẻo. Chương 618, mỗi người lưu hạ một chân. Bốn vị gia chủ, Lý Á Quốc bọn họ quả thực quá cản rỡ, các ngươi đã đem thắng thiên hội cùng Lý Á Quốc danh hạ sản nghiệp giao cho chúng ta, thế nhưng Lý Á Quốc bọn họ vậy mà không phục tòng an bài của các ngươi, bọn họ quả thực không có đem bốn vị gia chủ để vào mắt ha. Giang Văn Hoa bi thương nói rằng, đúng vậy, bốn vị gia chủ, các ngươi khỏe tâm tha Lý Á Quốc một mạng,
mà cái này Lý Á Quốc cũng quá không biết điều, hắn cho là mình có thể tại M Quốc lấy thùng úp voi sao. Quả thực là buồn cười đến cực điểm, bụng béo Lục Hồng Tinh, mặt thượng thịt mỡ không ngừng lay động. Nghe vậy, Lister, Leonard, Ma Chang Si cùng Sydney, bốn người bọn họ hận không thể đem Giang Văn Hoa cùng Lục Hồng Tinh cấp thiên đao vạn quả, cái này không phải đem bốn người bọn họ hướng tới hố lửa trong thôi sao. Hiện tại bọn họ đã là thiếu một cánh tay, cũng không muốn ngay cả mình mạng già cũng nhét vào Diệp Thần Phong trong tay. Hai người các ngươi nói bậy cái gì? Chúng ta căn bản tự không nhận thức các ngươi, lại nói thắng thiên hội cũng không thuộc về chúng ta tứ đại gia tộc. Chúng ta có quyền gì tướng thắng thiên hội cùng với Lý Tiên Sinh danh hạ sản nghiệp giao cho các ngươi? Lister giữ tợn giận dữ hét. Lister nói không sai, các ngươi cũng dám chiếm lấy Lý Tiên Sinh biệt thự. Ta gặp các ngươi là chán sống, Lý Tiên Sinh là chúng ta tứ đại gia tộc hảo bằng hữu. Leonard cắn răng nghiến lợi quát dẹp đường, đến nỗi hắn trong lòng chân chính cắn răng nghiến lợi đối tượng là ai? Vậy chỉ có hắn bên trong lòng mình đã biết. Hai người các ngươi không biết sống chết hỗn đản, lại còn có dũng khí gây xích mích chúng ta cùng Lý Tiên Sinh quan hệ. Là không phải ngại bản thân sống được quá dài. Ma Trang Si trên trán là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lý Tiên Sinh, chúng ta tuyệt đối không có đồng ý hai tên khốn kiếp này tiếp thu thắng thiên hội cùng ngươi danh hạ sản nghiệp, ngươi có thể nhất định phải tin tưởng chúng ta a. Sydney rất cung kính đúng Lý Á Quốc nói rằng. Tiếp theo, tứ đại gia tộc gia chủ đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, không hẹn mà cùng hướng Diệp Thần Phong thật sâu khom người chào, miệng đồng thanh nói rằng, Diệp Tiên Sinh, xin ngài tha thứ chúng ta. Giang Văn Hoa cùng Lục Hồng Tinh khi nhìn đến tứ đại gia tộc gia chủ đúng Lý Á Quốc rất cung kính thời gian, bọn họ hai cái trong lòng ngoại trừ khiếp sợ và hoang mang rối loạn ở ngoài, cũng chỉ có nghi ngờ. Nghi ngờ là ngày hôm qua tứ đại gia tộc gia chủ không phải còn muốn xuống tay với Lý Á Quốc sao? Thế nào ngày hôm nay thay đổi hoàn toàn một cái thái độ? Tứ đại gia tộc gia chủ tại Lý Á Quốc trước mặt biến thành chó nhật. Bất quá, đương Giang Văn Hoa cùng Lục Hồng Tinh hai người nhìn đến tứ đại gia tộc gia chủ, hướng sát Tiền Vạn Đạt thanh niên thật sâu khom người chào, đồng thời xưng hô đối phương vì Diệp Tiên Sinh, câu này Diệp Tiên Sinh đối với bọn hắn hai cái mà nói, như sấm sét giữa trời quang, trước mặt người thanh niên này thật là trước đây cái kia Diệp Thần Phong. Thảo nào tứ đại gia tộc gia chủ hội chuyển biến thành bộ dáng này. Ân, tứ đại gia tộc gia chủ thế nào mỗi người thiếu một điều cánh tay trái? Chẳng lẽ là Diệp Thần Phong làm? Cho tới bây giờ Giang Văn Hoa cùng Lục Hồng Tinh mới phát hiện bốn vị gia chủ trên người thiếu một cái trọng yếu linh kiện. Với lại căn cứ miệng vết thương đơn giản băng bó cùng vết máu, không khó nhìn ra cái này là mới vừa tài bị thương. Trong lòng càng khẳng định trước mặt người thanh niên này thân phận, liền bốn vị gia chủ bị biến thành bộ dáng này, còn phải muốn ra vẻ đáng thương giống nhau lấy lòng đối phương, nếu để cho Giang Văn Hoa cùng Lục Hồng Tinh biết, bốn vị này gia chủ nhi tử đều bị Diệp Thần Phong giết đi. Chỉ sợ bọn họ hai cái cần phải cũng bị trực tiếp hù dọa hôn mê không thể. Bụng béo Lục Hồng Tinh, mồ hôi trên trán như măng mọc sau cơn mưa như sông ra, sắc mặt biến được so vừa chát phấn qua tường còn muốn bạch, cảm giác hai cái bắp đùi bên trong lực lượng càng ngày càng ít, trực tiếp một mông tê liệt ngồi ở trên mặt đất, nhìn Diệp Thần Phong trong ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, cầu khẩn nói, Diệp Tiên Sinh. Mới vừa rồi là ta phải tội ngài, còn thỉnh ngài đại nhân không ký tiểu nhân qua, khi ta là một cái thí cấp thả. Diệp Thần Phong không để ý đến hướng hắn cúi người chào thật sâu bốn mọi người chủ, nhìn tê liệt ngồi dưới đất Lục Hồng Tinh. Cười lạnh nói, ngươi thật sự tượng một cái hôi thí, bất quá, ta không có ở nhiều người thời gian đánh giám tập quán, với lại nếu như ta phóng thí có ngươi như thế xú. Cái này đối với ta là một loại vũ nhục. Diệp Thần Phong trực tiếp giơ chân lên một cước hướng Lục Hồng Tinh đầu đá vào, lần này thật không có tướng Lục Hồng Tinh đầu đá bạo, mà là tướng Lục Hồng Tinh đầu bị đá chia lìa cái cổ mặt vỡ chỗ tức khắc như suối phun như tuôn ra máu tươi. Lục Hồng Tinh cả cái đầu chính xảo bất xảo rơi vào rồi Giang Văn Hoa trong ngực, nhìn trong ngực mắt mở thật to, xương sọ có chút lõm Lục Hồng Tinh đầu, Giang Văn Hoa sững sờ mười tới giây đồng hồ sau. Trực tiếp tướng Lục Hồng Tinh đầu ném xuống đất, cả người thân thể bắt đầu không ngừng run lên. Ma quỷ, theo Giang Văn Hoa Diệp Thần Phong quả thực chính là một cái không hơn không kém ma quỷ. Giang Văn Hoa dưới chân bước chân không ngừng lui về phía sau. Thẳng đến phía sau lưng chăm chú sát bên trên vách tường, tâm tình của hắn biến được cực vì không ổn định.
không ngừng đong đưa đầu, khẩu trung hốt hoảng nói rằng, ta không muốn chết, ta không muốn chết, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Chết tiệt là ngươi, Giang Văn Hoa trong giây lát từ trong lòng ngực mặt móc ra một cây súng lục, họng súng đen ngòm nhắm ngay Diệp Thần Phong đầu, ngón tay không chút do dự bóp cò. Phanh, một tiếng súng vang, vang vọng tại trong phòng khách. Nhìn hướng Diệp Thần Phong đầu cấp tốc vào tới đạn, Giang Văn Hoa mặt thượng lộ ra điên cuồng dáng tươi cười, quát, Diệp Thần Phong, người cấp ta chết, người cấp ta chết, người cấp ta chết. Một bên Lister đẳng bốn vị gia chủ, bọn họ tuy rằng biết rõ đây căn bản giết không chết Diệp Thần Phong, nhưng trong lòng còn là ngóng nhìn Diệp Thần Phong có thể tử tại Giang Văn Hoa cái này viên đạn hạ. Đứng sau lưng Diệp Thần Phong Vương Lực, Hắc Tâm, Tần Nghị chúng nhân, trên mặt bọn họ đều lộ ra khinh thường biểu tình, nhìn phía sau lưng nằm trên vách tường điên cuồng giống giận Giang Văn Hoa, phảng phất là tại nhìn một cổ thi thể thông thường, trước đây trong bọn họ thôn phệ đế quốc cạm bẫy, từ dưới đất trong cung điện trốn lúc đi ra, Diệp Thần Phong đối mặt số dùng vạn kế đạn đều có thể đủ nhẹ nhõm ứng đối, huống chi là còn con này một viên đạn. Diệp Thần Phong trong ngực ôm Bạch Tuyết Linh, hai người thân thể chăm chú lần lượt, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Bạch Tuyết Linh thân thể mềm mại cùng nhiệt độ, nhìn sốt ruột tốc hướng hắn mi tâm phóng tới đạn, hắn tùy ý nhún vai, thể nội linh hồn lực chỉ phóng ra ngoài một chút, viên kia sắp đi vào hắn mi tâm đạn, chợt ở giữa không trung dừng lại một chút, tiếp theo, nhanh chóng hướng đường cũ kính quay trở về, tốc độ so vừa rồi súng lục trung bắn ra thời gian còn muốn nhanh hơn không ít. Thân thể theo sát tường Giang Văn Hoa, nhìn đến cái này một quỷ dị tràng cảnh sau, mặt thượng còn không có bị vẻ hoảng sợ cấp đầy, đạn liền đi vào trong đầu của hắn, trực tiếp bị một kích bị mất mạng. Xứng đáng là ta Tần Nghị lão đại, sau đó lão đại chính là ta Tần Nghị cả đời truy đuổi mục tiêu. Tần Nghị cợt nhả nói rằng, Diệp Thần Phong không có cùng Tần Nghị nói chuyện tào lao, mà là tướng ánh mắt nhìn về phía tứ đại gia tộc gia chủ, nghiền ngẫm nói rằng, bốn vị gia chủ, nếu đi tới nơi này, như vậy các ngươi cũng lưu hạ một ít đồ đạc đi. Nghe vậy, tứ đại gia tộc gia chủ sắc mặt căng thẳng, Lister mở miệng nói rằng, Diệp tiên sinh, chúng ta thật không nhận thức bọn họ, còn thỉnh Diệp tiên sinh tha thứ chúng ta. Có mấy lời nói quá rõ sẽ không tốt đi, cái này mấy con dẹp thật cùng bốn người các ngươi không quan hệ. Nếu như các ngươi dám cho ta làm ra cam đoan, ngày hôm nay ta có thể cho các ngươi ly khai, thế nhưng nếu như bị ta nắm giữ tương quan chứng cứ, đến lúc đó có thể không chỉ là nhượng bốn người các ngươi lưu hạ một chút gì. Ta sẽ nhường các ngươi tứ đại gia tộc triệt để từ nơi này trên thế giới tiêu thất, các ngươi cho rằng thế nào? Diệp Thần Phong đối với tứ đại gia tộc này gia chủ không có nửa điểm đồng tình tâm, đây hết thảy đều là bọn hắn tự tìm. Lister, Leonard, Ma Trang Si cùng Sydney, sắc mặt của bọn họ biến được dị thường xấu xí, một đám ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Sau một lát Lister cắn răng nói rằng, Diệp tiên sinh, người muốn chúng ta lưu hạ cái gì? Mỗi người một chân, Diệp Thần Phong đơn giản sáng tỏ nói rằng. Lister bọn bốn người sắc mặt biến được càng thêm khó coi, bọn họ đã thiếu một điều cánh tay trái, nếu như lại mất một cái chân lời nói, chỉ sợ bọn họ ngay cả cuộc sống tự gánh vác đều rất khó khăn, nghĩ khởi con của bọn họ bị Diệp Thần Phong giết chết tràng diệt. Nghĩ khởi bọn họ cánh tay của mình bị Diệp Thần Phong ngạnh sinh sinh xé rách rơi đau nhức. Mà bây giờ Diệp Thần Phong lại muốn mỗi người bọn họ lưu hạ một chân, thân thể bên trong phẫn nộ lần thứ hai lăn lộn, nhưng mà, khi bọn hắn nhìn đến Diệp Thần Phong lạnh giá vô tình con ngươi thời gian, lăn lộn phẫn nộ lại bị mạnh mẽ chế trụ, bọn họ biết nếu như bây giờ xung động, đẳng đợi bọn hắn tướng là tử vong. Diệp tiên sinh, có thể không thể. Leonard vừa mở miệng đã bị Diệp Thần Phong cắt đứt, hoặc là mỗi người các ngươi lưu hạ một chân, hoặc là các ngươi tứ đại gia tộc chuẩn bị xong diệt vong, cho các ngươi 30 giây lo lắng thời gian. Chương 619, có thể trang tới khi nào? Diệp Thần Phong không được phép thương lượng ngôn ngữ truyền vào tứ đại gia tộc gia chủ tai trong sau, Lister bọn bốn người biết là không có vãn hồi đường sống, tại quyền hành cả kiện chuyện lợi và hại sau đó, Lister mở miệng nói rằng tốt. Diệp tiên sinh, ngày hôm nay chúng ta bốn người tự mỗi người lưu hạ một chân, hy vọng Diệp tiên sinh ngài có thể đúng chuyện lúc trước chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ta Diệp Thần Phong là một cái rất giảng đạo lý người, các ngươi chỉ cần vì mình đã làm sự tình trả giá phải có đại giới, ta cũng sẽ không lại làm khó dễ các ngươi là muốn ta động thủ giúp đỡ ni. Còn là tự mình động thủ,
Diệp Thần Phong mặt thượng lộ ra một vòng sạch sẽ dáng tươi cười, nơi nào tượng là một cái giết người không chớp mắt ác ma. Nếu như hắn đổi lại một cái học sinh chế ngự, lại phối hợp với hắn thời khắc này dáng tươi cười, mười phần là một cái mô phạm sinh hình tượng A. Nghe vậy, tứ đại gia tộc gia chủ lập tức phe phẩy đầu, bọn họ biết nếu như mình động thủ, sau đó chân còn có tiếp nối khả năng, nếu để cho Diệp Thần Phong giúp đỡ động thủ, bọn họ chân 100% hội phế bỏ. Lister mặt thượng miễn cưỡng lộ ra một vòng cứng ngắc dáng tươi cười, nói rằng chúng ta tự không phiền phức Diệp tiên sinh ngài, Diệp tiên sinh chỉ cần chuẩn bị cho chúng ta tốt công cụ. Diệp Thần Phong đúng Lý Á Quốc nói rằng, Lý ca, tại chủ phòng nên có thái đao đi. Người đi giúp ta lấy tới. Lý Á Quốc vội vã chạy vào tại chủ phòng, trong tay cầm bốn đem thái đao đi ra, bình thường Lý Á Quốc thích mình làm một ít việc nhà ăn sáng. Đoạn thời gian trước vừa vặn mua 5 đem thái đao đặt ở tại chủ phòng. Lý ca, tướng thái đao trực tiếp cho bọn hắn. Diệp Thần Phong nhìn từ trong phòng bếp đi ra Lý Á Quốc nói rằng. Lister, Leonard, Ma Trang Si cùng Sydney, bốn người bọn họ từ Lý Á Quốc trong tay nhận lấy thái đao. Thức ăn này đao căn bản không có cách gì thoáng cái chém đứt bọn họ bắp đùi của mình. Cổ họng trong cay đắng nuốt nước bọt. Lister vừa muốn mở miệng thỉnh cầu Diệp Thần Phong đổi giống nhau công cụ. Diệp Thần Phong cứ nói ta cũng không có thời gian cùng các ngươi tại ở đây làm hao tổn, nếu như các ngươi 10 giây chung nội còn không tự mình động thủ, như vậy ta tự tới giúp ngươi môn. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Diệp Thần Phong trong miệng vừa đếm thời gian, một vừa nhìn tứ đại gia tộc gia chủ phản ứng. Mặt thượng không có bất luận cái gì đồng tình biểu tình. Lister đẳng tứ đại gia tộc gia chủ nghe Diệp Thần Phong đếm ngược, bọn họ tướng thái đao chui nắm chăm chú, trên trán không ngừng có mồ hôi lạnh bốc lên đi ra, đương Diệp Thần Phong sắp đếm ngược hoàn 10 giây chung thời gian, bọn họ trong lòng tình tự hoàn toàn hỏng mất, không hẹn mà cùng huy khởi thái đao hướng tới bản thân đùi phải thượng khảm đi. A a a a, máu tươi văng khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Muốn bắt thái đao khảm bắp đùi của mình. Cái này đổi thành người bình thường thật không làm được, Lister bọn bốn người cái này đệ nhất đao chỉ là từ bọn họ trên bắp đùi của mình khảm xuống một miếng thịt, đau đớn kịch liệt có thể dùng bọn họ trên trán nổi gân xanh, viền mắt trung tròng mắt đều tốt tượng muốn trừng ra ngoài, có loại muốn nhắm mắt lại bất tỉnh đi xung động. Xem ra còn là phải muốn ta tới giúp các ngươi một tay a. Diệp Thần Phong xem kịch cũng nhìn được rồi, cho nên không cần thiết tại những này rác rưởi trên người lãng phí thời gian. 10 cấp sơ kỳ linh hồn lực tức khắc nhập vào cơ thể mà ra. Phanh, 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 phanh. Lister, Leonard, Ma Trang Si cùng Sydney, bốn người bọn họ chân trái tức khắc hóa thành một bãi huyết vụ, liền một chút xíu xương cặn đều không có còn dư lại, thân thể tức khắc té lăn quay trên mặt đất. Cái này loại toàn tâm đau đớn thời khắc kích thích bốn người bọn họ thần kinh não bộ, có thể dùng bốn người bọn họ nghĩ hôn mê cũng hôn mê bất quá đi. Diệp Thần Phong nhìn té trên mặt đất kéo dài hơi tàn Lister bọn bốn người, vuốt tay. Vẻ mặt xin lỗi nói rằng, bốn vị, thật xin lỗi, ta đem các ngươi chân trái phế bỏ, vừa rồi chính các ngươi khảm là chân phải, ta nghĩ các ngươi nên đúng ta không hội có ý kiến gì đi. Té trên mặt đất thân thể không ngừng lăn lộn Lister chúng nhân, trong lòng thật có loại muốn một đầu đâm chết xung động, bọn họ cái này là trêu ai ghẹo ai. Nếu là vừa mới bắt đầu để Diệp Thần Phong trợ giúp bọn họ, như vậy bọn họ cũng không cần bản thân khảm bản thân một đao. Dù sao kết quả là đều là Diệp Thần Phong động thủ. Nếu các ngươi lưu hạ một chân, như vậy bốn người các ngươi hiện tại có thể cấp ta cút đi. Diệp Thần Phong đúng bốn vị gia chủ thuận miệng quát dẹp đường. Lister chúng nhân cố nén đau đớn kịch liệt, tuy rằng trong lòng hận không giết được Diệp Thần Phong. Thế nhưng ngoài miệng lại miệng đồng thanh nói rằng, cảm tạ Diệp tiên sinh, cảm tạ Diệp tiên sinh. Đúng, bốn người các ngươi mỗi người lưu hạ một chân, chỉ là cho các ngươi tướng M quốc thắng thiên hội cùng với Lý ca danh hạ sản nghiệp một mình giao cho cái khác người xử lý đại giới. Đến nỗi chuyện lúc trước các ngươi định cho ta một cái dạng gì bàn giao. Các ngươi có thể đi trở về thật tốt ngẫm lại. Ta đã nói rồi, ta Diệp Thần Phong là một cái đặc biệt giảng đạo lý người. Cho nên chúng ta muốn một con ngựa sự quy nhất con ngựa sự, các ngươi vậy cũng như vậy cảm thấy đi. Diệp Thần Phong lời nói lần thứ hai truyền vào tứ đại gia tộc gia chủ tai trong. Bốn người bọn họ mất đi một điều cánh tay cùng một chân người, thân thể trong huyết khí dâng lên, thật có loại muốn thổ huyết bỏ mình cảm giác,
điều này thật sự là quá vô sỉ, quá vô sỉ. Bọn họ trước kia là muốn gây bất lợi cho Diệp Thần Phong, nhưng này kết quả là đến cùng ai mới là người bị hại. Bốn người bọn họ nhi tử không riêng gì chết không toàn thây, liền bốn người bọn họ cũng cụt tay đoạn chân, điều này thật sự là một cái bi thúc không gì sánh được sự tình. Thế nhưng, nếu như Diệp Thần Phong không có tử phế tích chung sống đi tới, hoặc đi ra thời gian chậm một hai ngày, như vậy Lý Á Quốc cùng Bạch Tuyết Linh sẽ là cái gì kết cục? Lại nói Diệp Thần Phong đã từng đúng tứ đại gia tộc gia chủ có ân, lẽ nào bọn họ chính là như thế báo ân sao? Đối với cái này loại vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, cho dù là dùng phương thức tàn khốc nhất đúng đợi bọn hắn, Diệp Thần Phong trong lòng cũng không có chút nào gánh vác. Nhìn Lister bọn bốn người mạn thôn thôn leo ra ngoài phòng khách sau đó, Diệp Thần Phong đúng mọi người nói, các ngươi tướng ở đây chỉnh lý thoáng cái, ta trước bang Bạch Tuyết Linh trị liệu thoáng cái thương thế. Lý ca, ngươi trên lầu có không có khách phòng? Diệp Thần Phong lại hỏi. Diệp huynh đệ, lầu hai bên trái một gian phòng gian, ta nguyên bản chính là vì ngươi chuẩn bị, trước đây nghĩ sau đó ngươi tới M Quốc du ngoạn thời gian, là có thể ở tại nhà ta. Lý Á Quốc đúng Diệp Thần Phong nói rằng. Diệp Thần Phong điểm gật đầu, trong ngực ôm Bạch Tuyết Linh đi lên lầu hai trong phòng. Tướng Bạch Tuyết Linh đặt ở trong phòng trên giường, nhìn Bạch Tuyết Linh bẩn loạn không chịu nổi y phục, nhìn Bạch Tuyết Linh nguyên bản trắng mịn ngọc thủ biến được vết thương buồn thiêu, hắn lẩm bẩm, Bạch Tuyết Linh, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Ngươi nên không hội thật thích ta chứ? Diệp Thần Phong vươn tay cầm Bạch Tuyết Linh vết thương buồn thiêu ngọc thủ, 10 cấp sơ kỳ linh hồn lực bao vây lấy Bạch Tuyết Linh ngọc thủ. Linh hồn lực không ngừng khép lại Bạch Tuyết Linh tay thượng vết thương, khoảng chừng 20 phút, Bạch Tuyết Linh tay thượng vết thương từ khép lại đến vải kết, cuối cùng rồi đến tân sinh, Bạch Tuyết Linh ngọc thủ khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí so không có bị thương trước càng trắng mịn nhẵn mịn. Trị liệu tốt Bạch Tuyết Linh tay thượng vết thương sau, Diệp Thần Phong vừa cẩn thận dò xét một lần Bạch Tuyết Linh thân thể, xác nhận Bạch Tuyết Linh chỉ là mệt nhọc quá độ sau, hắn tài cuối cùng là yên lòng. Diệp Thần Phong ngồi ở bên giường biên, hiện tại cuối cùng là có thời gian suy tư, lần này hắn từ quốc vương khẩu trung biết được 10 cấp linh hồn lực sau đó, còn có vương cấp linh hồn lực, tông cấp linh hồn lực cùng tôn cấp linh hồn lực, như vậy tôn cấp linh hồn lực sau đó còn có cấp bậc cao hơn sao? Rất nhiều nghi vấn đều bồi hồi tại trong đầu của hắn. Một lát sau, Diệp Thần Phong vươn người một cái, lẩm bẩm ai, không suy nghĩ nhiều, ta thực lực bây giờ tài 10 cấp linh hồn lực sơ kỳ. Liền vương cấp linh hồn lực đều không có đạt được, cho dù tôn cấp linh hồn lực sau đó còn có cấp bậc cao hơn, cũng chí ít cùng bây giờ ta không có bất cứ quan hệ gì. Tướng rất nhiều nghi vấn tạm thời ném đến lên chín tầng mây sau đó, Diệp Thần Phong ánh mắt lần thứ hai chuyển rời đến Bạch Tuyết Linh trên người, nhìn Bạch Tuyết Linh mê man dáng dấp, ngược lại cũng rất khả ái, không nén nổi nói rằng, Bạch Tuyết Linh cái này kinh thành đệ nhất mỹ nữ xương hào ngược lại cũng không phải gọi không. Tại Diệp Thần Phong lẩm bẩm thời gian, Bạch Tuyết Linh vừa tỉnh qua đây, vừa vặn nghe được Diệp Thần Phong ca ngợi lời của nàng, nàng trong đầu còn có một chút mơ mơ màng màng, tướng tâm tư lý rõ ràng sau đó, thầm nghĩ, Diệp Thần Phong, người cái đại hỗn đản, hiện tại biết ta Bạch Tuyết Linh cũng là một mỹ nữ đi. Bạch Tuyết Linh khí tức thay đổi biến, Diệp Thần Phong tự lập tức cảm giác được, trong lòng thầm nghĩ, Bạch Tuyết Linh nữ nhân này trả lại cho ta tới trang hôn mê. Nha! Thật đúng là đã cho ta Diệp Thần Phong là ngồi không? Ta đảo muốn nhìn ngươi có thể trang tới khi nào? Chương 620, bị nghịch đẩy. Bạch Tuyết Linh tỉnh táo lại sau đó, nàng ngược lại cũng không phải là không muốn lập tức mở mắt, nàng tại trong lòng nghĩ ngợi đến cùng nên nói với Diệp Thần Phong cái gì? Nàng một cái thiên kim đại tiểu thư, không xa vạn lý tới tìm một người nam nhân, cái này chỉ là tại trong lòng nghĩ cũng đã đủ cảm thấy khó xử. Cho nên nàng phải muốn đến một cái rất thỏa đáng mượn cớ. Diệp Thần Phong hai tay sáp tại trong túi quần, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn nằm ở trên giường Bạch Tuyết Linh, trong miệng phát sinh xách 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 thanh âm, tự mình nói rằng, thật đúng là không nhìn ra cái này Bạch Tuyết Linh bộ ngực còn rất có nguyên liệu, một tay nên cầm không được đi. Xem chừng nữ nhân này bộ ngực co giãn cũng không tệ. Bạch Tuyết Linh đột nhiên nghe được Diệp Thần Phong như thế cảm thấy khó xử ca ngợi. Trong lòng ngọt ngọt thầm nghĩ, cái này Diệp Thần Phong chính là một đầu đại sắc lang, từ trước còn nói qua cơ thể của ta tượng xoa y bản ni. Hiện tại cuối cùng cũng bị ta nghe thế đầu sắc lang trong lòng lời nói thật. Nhìn nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, trên gương mặt hơi phiếm hồng Bạch Tuyết Linh,
Diệp Thần Phong thầm nghĩ, Bạch Tuyết Linh, Trang, người cho. Nữa ta Trang. Diệp Thần Phong nhếch miệng lên độ cung càng rõ ràng, sát có cái đó sự thở dài, nói rằng, bất quá, cái này Bạch Tuyết Linh bộ ngực cùng Hiểu Phỉ, Vũ Đình, Uyển Đình các nàng tướng so phải kém được xa, thảo nào trước đây ta sẽ cho rằng Bạch Tuyết Linh tự một toàn bộ xoa y bản, cùng Hiểu Phỉ các nàng tướng so chính là một cái xoa y bản mà. Chính hưởng thụ tại ngọt ngào trong Bạch Tuyết Linh, đột nhiên lại nghe được Diệp Thần Phong lời nói này, trong lòng ngọt ngào biến mất không còn chút nào, hận không thể lập tức tại Diệp Thần Phong trên người hung hăng cắn lên vài khẩu, trong lòng tức giận bất bình thầm nghĩ, Diệp Thần Phong, người hỗn đản, người cái đại hỗn đản, ta nơi nào tượng xoa y bản. Vóc người của ta nơi nào so võ Hiểu Phỉ các nàng kém. Ánh mắt của ngươi là không phải mù. Bạch Tuyết Linh bộ ngực tuy rằng tượng cái xoa y bản, nhưng là của nàng mông trái lại cũng đính kiều, ta nghĩ sờ lên xúc cảm nên rất thoải mái đi. Diệp Thần Phong nhìn đến nhắm mắt lại, sắc mặt lại biến hóa không ngừng Bạch Tuyết Linh, thiếu chút nữa muốn cất tiếng cười to lên, cái này Bạch Tuyết Linh hành động cũng thực sự quá nát vụn. Lần thứ hai nghe được Diệp Thần Phong ca ngợi, Bạch Tuyết Linh trong lòng khí cuối cùng là tiêu trừ một ít, trong lòng tức giận thầm nghĩ, cái này đại sắc lang thế nào tận nói những. Này cảm thấy khó xử lời nói ni, bất quá, cuối cùng cũng cái này đại sắc lang có một chút ánh mắt. Bạch Tuyết Linh khí vừa thuận một ít, chỉ nghe thấy Diệp Thần Phong lại than thở, Bạch Tuyết Linh mông tuy rằng đính kiều, nhưng là cùng Hiểu Phỉ các nàng so lên khẳng định tự hỏng thấu, thật không hiểu nổi một nữ nhân như vậy làm sao sẽ được gọi là kinh thành đệ nhất mỹ nữ. Chẳng lẽ là kinh thành đám kia hoàn khố tử đệ mắt chó đuôi mù sao? Lúc này, Bạch Tuyết Linh là lại cũng không thể nhịn được nữa. Mở choàng mắt, từ trên giường ngồi dậy, khẽ kêu đạo, Diệp Thần Phong, người tài mắt chó đuôi mù, ta Bạch Tuyết Linh vóc người có chỗ nào không tốt. Nên lồi địa phương lồi, nên lõm địa phương lõm, người cái đại sắc lang, người cái đại hỗn đản. Thế nào, Bạch đại mỹ nữ, người không giả bộ hôn mê. Người hành động nhưng còn có đãi đề cao. Hai tay sáp tại trong túi quần Diệp Thần Phong nhún vai, khóe môi nhếch lên nghiền ngẫm cùng hài hước dáng tươi cười. Người đã sớm biết ta đã tỉnh lại. Bạch Tuyết Linh mất mặt hận không thể tìm cái lỗ chui xuống, hai bên trên gương mặt hiện đầy đỏ ửng, hàm răng khẽ cắn môi đỏ mọng, cái này tiểu dáng dấp trái lại khá vì động nhân. Người nghỉ ngơi thật tốt đi, hai ngày nữa cùng chúng ta cùng nơi hồi hoa hạ quốc. Diệp Thần Phong đúng lần này Bạch Tuyết Linh tới M quốc mục đích tránh. Bên cạnh hắn đã có thật nhiều cái nữ nhân, hắn thật sợ Bạch Tuyết Linh cũng thật sâu yêu hắn. Ai, xem ra trường được quá soái cũng là một loại lỗi, toàn thế giới sở hữu nữ nhân xinh đẹp cũng không thể đủ bị ta Diệp Thần Phong cấp độc chiếm đi. Như vậy quá xin lỗi quảng đại nam tính những đồng bào A. Diệp Thần Phong tại trong lòng tự luyến thầm nghĩ. Từ trên giường ngồi xuống Bạch Tuyết Linh nhìn đến Diệp Thần Phong muốn rời phòng, nàng vội vàng hô đạo, Diệp Thần Phong, ngươi vân. Vân, ân. Diệp Thần Phong dừng bước, ra vẻ nghi ngờ hỏi, Bạch đại mỹ nữ, ngươi còn có chuyện gì sao? Bạch Tuyết Linh hàm răng tướng môi đỏ mọng cắn càng tới càng dùng sức. Trong lỗ mũi hô hấp có chút dồn dập, ngực hai tòa sơn phong hạ phập phòng, có mấy lời nàng ngày hôm nay phải muốn nói. Có chút sự tình nàng phải muốn nhượng Diệp Thần Phong nói rõ ràng, nếu không nàng thiên lý xa xôi đi tới M quốc là vì cái gì? Cùng Diệp Thần Phong cộng đồng hồi ức lần thứ hai tại trong đầu chiếu phim lên, trước đoạn ngày Bạch Tuyết Linh trong óc cơ hồ bị Diệp Thần Phong thân ảnh cấp lấp đầy, vì vậy nàng bức thiết muốn biết trước đây cứu nàng mặt nạ nam nhân rốt cuộc là ai? Vì chính là nhượng chính cô ta đã quên Diệp Thần Phong. Tuy rằng đoạn thời gian đó nàng cũng từng ảo tưởng qua, hay là Diệp Thần Phong chính là cái kia mặt nạ nam nhân, thế nhưng cái này cũng chỉ ở vào ảo tưởng giai đoạn mà thôi. Nhưng mà, đường Bạch Tuyết Linh từ binh vương tổ hiện giữ thống soái Triệu Phi khẩu trung biết được mặt nạ nam nhân chính là Diệp Thần Phong sau. Nàng không còn có trốn tránh lý do, nàng không còn có lừa mình dối người lý do, Diệp Thần Phong sớm đi vào nàng ở sâu trong nội tâm, Diệp Thần Phong thân ảnh sớm ở trong lòng của nàng mặt thâm căn cố đế. Lần này Bạch Tuyết Linh nguyên do không chút do dự đi tới M quốc, nàng chính là không muốn cho mình có do dự cơ hội, có chút sự tình lặp đi lặp lại nhiều lần do dự, cuối cùng sẽ chỉ làm ngươi mất đi dũng khí, dẫn đến biến thành ngươi chung thân tiếc nuối. Bạch Tuyết Linh môi đỏ mọng hơi ngọa nguậy, nàng không biết câu đầu tiên nên thế nào mở miệng. Diệp Thần Phong nhìn đến Bạch Tuyết Linh hiện ở trên mặt thần tình sau,
hắn biết Bạch Tuyết Linh là thật thích hắn, thông thường cái này thời gian thông thường đều là nam nhân mở miệng, mà chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí lại ra vẻ tùy ý nhún vai, nói rằng, Bạch Tuyết Linh, nếu như không có chuyện gì thỉnh, như vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Bạch Tuyết Linh nhìn đến Diệp Thần Phong chuẩn bị muốn đánh khai cửa phòng, nàng lập tức quát dẹp đường, Diệp Thần Phong, ngươi là cái tên lường gạt, đại hỗn đản, lẽ nào ta Bạch Tuyết Linh cứ như vậy nhượng ngươi đáng ghét sao? Bạch Tuyết Linh từ trên giường đi xuống, vội vàng đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, hỏi, ban đầu ở Thái Bình Sơn Mạch Trung đã cứu ta cái kia mặt nạ nam nhân nên là ngươi đi. Ngươi không cần phủ nhận nữa, cái này kiện sự tình là Triệu Phi nói cho ta biết. Diệp Thần Phong, ta muốn hỏi một chút ngươi, lẽ nào ta Bạch Tuyết Linh thật có bết bát như thế sao? Trước đây ta hỏi ngươi tại Binh Vương Tổ trong có không có có một mang theo mặt nạ nam nhân? Ngươi cấp đáp án của ta đặc biệt đơn giản sáng tỏ, không có. Diệp Thần Phong, ngươi tên khốn kiếp, ngươi cái đại hỗn đản, ngươi có biết hay không như vậy rất tổn thương lòng tự trọng, ta biết ngươi từ mới vừa bắt đầu vẫn tại giả vờ ngây ngốc, coi như là một đứa ngốc cũng đều có thể đủ đoán được. Một nữ nhân thiên lý xa xôi tới tìm một người nam nhân, cái này trong đó ý vị như thế nào? Diệp Thần Phong không nghĩ tới Bạch Tuyết Linh biết hắn chính là mặt nạ nam nhân, hắn tại trong lòng đặc biệt khó chịu thăm hỏi một phen Triệu Phi hắn tổ tông 18 đại. Bạch Tuyết Linh, ta đã là có vị hôn thê người, huống hồ bên cạnh ta có rất nhiều nữ nhân, ngươi cũng là hiểu rõ đi nữa bất quá, ta đây xem như là lời nói dối có thiện ý, ngươi thế nhưng kinh thành đệ nhất mỹ nữ. Ngươi có thể chịu được bản thân cùng những nữ nhân khác cộng đồng chia sẻ một người nam nhân ái sao? Diệp Thần Phong tận tình an ủi. Làm sao ngươi biết ta không có thể cùng những nữ nhân khác cộng đồng chia sẻ một người nam nhân ái? Ngươi có thể hay không tìm một càng tốt mượn cớ? Ngươi chính là tên khốn kiếp, đại hỗn đản. Bạch Tuyết Linh viền mắt biến được đỏ rực, nước mắt tại trong hốc mắt mặt không ngừng đảo quanh. Bạch Tuyết Linh. Diệp Thần Phong nhất không muốn nhìn nữ nhân chảy nước mắt. Vừa định muốn lại thật tốt an ủi thượng vài câu, nhưng mà, lệnh hắn ý chuyện không nghĩ tới phát sinh, hắn bị cường hôn. Bạch Tuyết Linh nhào vào Diệp Thần Phong trên người, kiễng mũi chân, dùng nàng ướt át mềm mại cặp môi thơm dán tại Diệp Thần Phong trên môi. Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy ngực bị hai luồng mềm nhũn đồ đạc chèn ép. Bạch Tuyết Linh hôn môi đặc biệt ngây ngô, rất rõ ràng nàng liền thế nào hôn môi đều không biết. Nếu như một cái huyết khí phương cương nam nhân bị một nữ nhân nghịch thôi thành như vậy, hắn còn không có bất kỳ phản ứng nào lời nói, như vậy hắn tự thật nên phải đi bệnh viện trong kiểm tra một chút nửa người dưới đồ chơi kia. Rất rõ ràng chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí là một cái thật nam nhân, trong óc một cái xung động, bản năng đảo khách thành chủ, đầu lưỡi đặc biệt thuần thục cạy ra Bạch Tuyết Linh hàm răng, cùng Bạch Tuyết Linh cái lưỡi thơm tho quấn quýt tại cùng nơi, thưởng thức Bạch Tuyết Linh khẩu chung ngọt nước. Hai tay bắt đầu không thành thật tại Bạch Tuyết Linh trên người nơi nơi lục lọi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 31.